gì mà sau khi người bệnh tắc hơi tại bệnh viện đâu để được 8 tiếng đồng hồ di dời, nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì trong kinh nói là sau khi chúng ta tắc hơi á thì cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau, từ 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á, thì mình sẽ bị đau, và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắc hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền, thì đây là cái khổ. Cho nên trong lúc chúng ta giờ đi cố gắng là đừng có bồng trực tiếp mà phải khiêng bằng chiếu, hiểu không? Khiêng bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều. Cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó, đừng để cho họ bị đau, phải nâng niu thực sự á. Chứ là lúc đó mà vô khóc và đập đầu, vô bụng, vô chân, vô cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết. Và nếu bóc bằng tay để mà khiêng thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau. Do đó là cái người mà bị tắc hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu, là xin luôn tấm bạc đó đó. Cái tấm bạc đó mình mua tiền, bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó đó, để mà nắm 4 cái đầu tấm ga mình ghim đi, để cho cái người chết không đau trong trước 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm. Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền, mình nhập định mà ngộ đạo á thì khác. Còn là này, Ngài Hương Nghiêm là không phải do công phu tu, và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển nơi tâm thức của Ngài mà Ngài nhận ra được con đường xưa. Ý cái bài kệ là như vậy, tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của cả thế gian này chứ không phải là nơi tâm thức nữa, tức là sáng nắng nhạt, thì trưa nắng gắt, rồi chiều mát dịu, hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác, hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều vân vân, tất cả những sự dao động trong trần gian này á, nhờ sự dao động đó, nhờ Ngài sống tự nhiên với thiên nhiên hoàn toàn mà không trụ lại, tức là cuộc đời luôn luôn trôi chảy dao động lên xuống qua lại hưng suy vân vân. Nhờ như vậy mà Ngài nhận được con đường xưa. Và khi nhận được đường xưa rồi thì thấy cả thế gian này cũng chẳng có gì là lớn cả. Thì tất cả những bậc đạt đạo đều thấy ra chuyện này. Sau đó Ngài Hương Nghiêm nói cái bài kệ mang cái ý đó, thì thể hiện được cái thấy biết đúng đắn của Ngài Hương Nghiêm khi mà viên sỏi văn và bội trang Ngài ngộ. Như vậy là vị thiền khách này thắc mắc là Ngài Hương Nghiêm á, đã thông tam tạng kinh điển. Tức là cái hồi mà chưa gặp Ngài Quy Sơn, chưa bị đặt câu hỏi này ra, thì ở với thầy của Ngài Quy Sơn là hỏi 1 trả lời 10, là một người lanh mồm lẹ mép, hỏi là trả lời liền. Hỏi bất kỳ cái nào trong kinh là tiểu thừa, đại thừa, trung thừa gì đó là Ngài Hương Nghiêm trả lời không sót câu nào. Nhưng mà gặp Ngài Quy Sơn là thiền sư thứ thiện rồi, đặt một câu hỏi ngoài ngôn ngữ thì không còn ngôn ngữ để trả lời nữa, cho nên mới đốt hết kinh sách, lên núi ẩn tu. Và cái duyên chín mùi, thật sự thì tất cả các thiền sư á, mà trước cái phút ngộ đạo là họ có những hành trang rất đẹp, đúng không? Có những hành trang mà cái người đời không thể so sánh được. Từ một cái vị tăng mà nổi tiếng trong Tòng Lâm, bây giờ trở thành vị tăng thường tình trên núi, tới ngày chỉ cúc cỏ trồng rau, không cần biết tới ai và không cần đời biết tới mình nữa. Giống như vậy, chừng nếu mà Ngài Hương Nghiêm không ngộ đạo thì suốt cuộc đời của Ngài chết trên núi cũng không ai biết đâu. Nhưng mà nhờ như vậy thì sau khi Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo thì bắt đầu Ngài mới xuống núi bắt đầu giáo hóa trở lại. Như vậy là trong Tòng Lâm có rất là nhiều các vị thiền sư, mỗi người ngộ đạo mỗi cách. Ở chỗ này chúng ta thấy là Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo do tiếng trúc, văn và bụi tre. Thì cái thiền khách hỏi là chọi trúc quên sở tri, tức là tiếng trúc, văn và bụi tre là ý thế nào? Ý thế nào? Tức là khi mà tiếng trúc văn một cái cách vị thiền sư ngộ là ý sao? Cái chỗ mà thiền sư á, mà ngộ đạo mà mình muốn hiểu cái ý gì á thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được rồi. Cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không trả lời cái kiểu đó, mà Ngài nói một cách là rất là thơ, là lão chài mất thôi cưỡi vàng. Lão chài là cái gì? Là một người chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển để bắt cá, thì chắc chắn là không thể có cái vàng bạc lớn Cái thôi cưỡi vàng tức là nó rất là lớn chứ không có nhỏ, không có cái số vàng lớn để mất đâu. Đây là cái kiểu nói rất nghịch lý. Thế cha nghèo mà mất vàng lớn một người nghèo bị mất vàng, thì câu này ý gì? Không có ý để cho ông hiểu. Nếu mà ông muốn hiểu cái ý mà văn tiếng Trúc mà quên sở tri của Hương Nghiêm á, thì ông không thể hiểu được. Giống như cái chuyện của thằng cha chài lưới nghèo mà mất cục vàng lớn, chuyện này nào hoàn toàn không có ý, không có ý. Nhưng mà Ngài trả lời rất là nên thơ, khiến thiền khách cũng chẳng có biết cái ý này là thế nào nữa. Tự nhiên hỏi cái chuyện của người ta ngộ đạo, thì bây giờ lại nói cái chuyện của thằng cha chài mất cục vàng đâu có ý gì đâu. Thật ra tới thiền sư mà tìm ý để hiểu thì dứt khoát là không có cái gì để mình mang về, không có gì để mình mang về hết. Rồi Ngài lại hỏi tiếp là thế nào là pháp thân? Vị này cũng muốn hiểu biết Phật Pháp chứ không phải là không. Thì muốn biết cái pháp thân của mình như thế nào? Thì Tuệ Trung Ngài trả lời là bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Nên thơ vô cùng đó. Pháp thân là cái gì? Tức là khi mà chúng ta đi cạnh cái bờ ao á, mình đi trên bờ và cái bóng mình hiện ở dưới, cho nên đi dài dài rồi xong rồi mình nhìn xuống rồi mình thấy là có cái bóng mình ở dưới và mình đi ở trên. Thì cái bên ao thì chúng ta thấy hai cái, phải không? Cái đầu thật của mình và cái người ta bóng đi ở dưới là bên ao vui hai cái, nhưng mà dưới trăng vui ba người. Thì bây giờ mình đi bên ao mà giữa đêm trăng nữa thì có thêm chú cuội nữa mình với cái bóng với chú cuội, cho nên là vui chơi ba người đó. Pháp thân là một cái gì nó hiện hữu nơi chúng ta trong từng hành động sống này. Nếu mà chúng ta biết nhận thì chúng ta sẽ nhận được hình bóng thật và nhận được hình bóng giả ở dưới sông kia. Và trước đêm trăng thì nó hiện ba bóng, thì chúng ta hiện rõ ba bóng. Có nghĩa là nơi pháp thân chúng ta có đầy đủ pháp thân, báo thân và quả thân, không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhận thì chỗ nào cũng có thể nhận được. Tức là bên ao hai bóng chúng ta cũng có thể nhận được, dưới trăng ba người chúng ta cũng có thể nhận được. Muốn nhận pháp thân thì khắp chỗ, khắp nơi đều là pháp thân. Nhưng mà tuy có ba nhưng mà chỉ là một người mà thôi, phải không? Một người đó thấy thêm cái bóng và một người đó thấy thêm ông cuội, thì gọi là ba pháp thân, báo thân và quả thân. Nhưng sự thật nó chỉ là một người duy nhất. Và cái hiện hữu đó duy nhất nó hiện hữu trong tất cả những cái tình huống của cuộc sống này. Cái người đi bộ trên bờ, cái bóng hiện dưới, hoặc là ánh trăng trên trời, hoặc là bóng trăng hiện dưới nước, thì chỗ chỗ nơi nơi đều là pháp thân. Ý Ngài Tuệ Trung Sĩ muốn nói chỗ này. Nhưng mà dù là pháp thân thì chỉ có một, pháp thân, báo thân và quả thân. Nói ba nhưng mà chỉ một mà thôi. Rồi chúng ta thấy thiền sư trả lời mình chịu không nổi trả lời cái gì đâu á. Nói pháp thân thì nói chuyện bên ao thấy hai cái dưới trăng vui ba người, nó chẳng có ý nghĩa. Nếu mà chúng ta đột á, mà chúng ta tìm nghĩa thì rõ ràng là ông nào nói chuyện không có nghĩa gì để mình có thể hiểu được. Thì lại hỏi tiếp là pháp thân cùng sắc thân là đồng hay là khác? Thầy đáp là gươm mang hiệu long truyền, ngọc xưng tên hộ phách. Cái gươm á, nó có cái tên là long truyền. Thì vậy là giữa cái gươm và cái long truyền đó là một hay là khác? Là một hay là khác? Tại vì ở đây ông thiền khách này thắc mắc là cái pháp thân cùng với cái sắc thân của mình là một hay là khác? Giống như bây giờ mình tên là Nguyễn Văn Ổi, thì cái Nguyễn Văn Ổi và cái người của mình đang ngồi đây là một hay là khác? Nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Thì cái sắc thân và pháp thân nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp, phải không? Tất cả cái pháp của trần gian này đều là hoa vàng, tất cả hoa vàng đều là bát nhã. Tất cả măng tre đều là cái pháp thân của mình. Thì như vậy là cái thân này có phải là pháp thân không? Hay là nó khác? Thì bây giờ một câu hỏi mang tính so sánh trong đó. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho ông này hiểu là cái so sánh đó sẽ có một câu so sánh. Tức là gươm thì có cái tên là long truyền, còn ngọc á, thì được xưng là hổ phách. Nhưng mà cái hổ phách đó không phải là viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó lại mang tên là hổ phách. Cái long truyền không phải là cái gươm, nhưng mà được mang tên là long truyền. Cái gươm nó mang tên long truyền. Thì bây giờ cái tên long truyền của cái gươm là một hay là khác? Thay vì chúng ta nói là cái gươm, nhưng mà gươm nó tên long truyền. Thay vì chúng ta nói đó là viên ngọc, nhưng mà ngọc đó lại là tên hổ phách. Thì có giống hay là khác? Để cho vị này, ở đây là chúng ta có thể gặm nhấm mà ý thức được, không? Chúng ta đọc qua, nếu mà chúng ta hiểu được chuyện này thì đây là chỗ để có thể ý thức gặm nhấm, chứ không phải là muốn khai thị. Tại vì này đang hỏi cái câu đang so sánh. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời theo kiểu so sánh của ổng, để ông thấy rằng thấy thì là khác nhưng mà không khác, thấy giống như một nhưng mà không phải là một. Đó, thì bây giờ là muốn hiểu thiền thì chúng ta phải hiểu cái kiểu đó. Một thì không phải một mà khác thì không phải khác. Đó là cái lối nói của thiền. Có vị tăng hỏi tôi nói là suốt Thế Tôn nói suốt 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Tức là vị này thắc mắc, ở trong Kinh Lăng Già Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Còn trong Kinh Kim Cang nói sao? Nếu nói ta thuyết pháp là phỉ báng ta. Đức Phật chưa từng nói một câu nào. Trong đời Đức Phật kể từ trong kinh đó là nói là kể từ lúc từ cung trời đâu sức giáng thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đó Như Lai chưa từng nói một câu nào. Nhưng mà trong sử thì nói sao? Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Cho nên mới có 12 phần giáo. Chúng ta thấy trong kinh là Đức Phật nói với 12 phần giáo. Ví dụ như Đức Phật nói là khế kinh, trong khế kinh thì những cái lời lẽ Đức Phật giảng trong kinh là phù hợp với trình độ căn cơ chúng sanh và phù hợp với chân lý, gọi là khế kinh. Hoặc là nói tùng tụng, tức là sau chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật nói một bài kinh nào đó, rồi dưới bài kinh đó thì có bài kệ tụng để tụng lại cái ý của đoạn kinh, tên gọi là tùng tụng. Rồi thứ ba gọi là phúng tụng, thì cái phúng tụng nó gần giống như cái trùng tụng này. Có nghĩa là kinh tùng tụng là tụng lên ý trên, còn phúng tụng là tự động Đức Phật có một bài kệ. Ví dụ trong kinh Đức Phật nói bài kệ này, nói bài kệ kia. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lọt tối thắng, lạc tối thắng, bát nhã đường duy nhất, đến bình an bất tử. Thì đó gọi là cái phúng tụng. Kinh nó muốn gì? Có một số kinh là Đức Phật đọc những cái bài kệ mà không có nương ý của cái trước. Rồi cái thứ tư là kinh bổn sự, thứ năm là kinh bổn sanh. Thì trong cái kinh bổn sự á, là Đức Phật nói lên cái tiền thân của Ngài khi còn hành hạnh Bồ Tát là làm cái gì. Rồi bổn sanh cũng nói giống như vậy, là trong cái quá trình sanh tử Đức Phật là trong lúc mà hành hạnh Bồ Tát, có khi là làm thân nai để độ cái loài nai, có khi làm vua quan, có khi đi học đạo vất vả, vân vân. Tất cả những cái kinh đó, hoặc là kinh vị tần hữu, hoặc là kinh nhân duyên, kinh thí dụ. Và cuối cùng trong kinh là có cái kinh gọi là thọ ký. Thì trong 12 phần kinh mà được phân biệt ở trong giáo môn á, thì là những cái điều này Đức Phật nói. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào? Thì vị thiền khách này thắc mắc, nếu mà không nói tại sao có 12 phần giáo này? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là hơi xong khởi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là trong cái hộp mà chúng ta đựng một cái hơi á, đựng hơi, thì bây giờ khi mà mở miệng ra là hơi bay mất rồi, hơi bay mất khỏi bình rồi. Nhưng mà nó mong về lại, có nghĩa là khi Đức Phật đã nói những cái giáo lý của Ngài là xuất phát từ kim khẩu của Ngài nói ra, từ cái chỗ tự tánh chân thật của Ngài nói ra. Ngài nói nhưng mà chưa từng động lưỡi, cho nên nói là không có ngôn ngữ. Còn mình thì nói đâu là có ngôn ngữ đó. Nói một lời là động lưỡi một lời, nói hai lời là động lưỡi hai lời. Còn Đức Phật thì nói mà không động lưỡi, cho nên thấy mở cái miệng hộp ra, hơi bay ra nhưng mà vẫn tràn đầy trong đó. Còn mình nó mở cái hơi xong ra là nó nguội hết rồi. Nó không có còn hơi, không có quay về trở lại được. Nhưng mà riêng Đức Phật nói là chưa rời tự tánh mà nói, Đức Phật chưa rời pháp thân mà nói, cho nên là hơi xong ra nhưng quay trở về hộp vẫn đầy đủ nguyên vẹn đó, chưa từng sức mất. Còn mình mở hộp ra, mở hơi ra là nó bay mất rồi. Đối với Đức Phật là chỗ nơi tất cả thời, tất cả lúc trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật rồi là không rời tự tánh, không rời pháp thân. Cho nên ở chỗ tự tánh pháp thân mênh mông đó xuất tất cả những ngôn ngữ thành 12 phần giáo, nhưng chưa hề có một cái sự động tâm nào cả, chưa hề có sự động niệm nào đối với Đức Phật. Đức Phật nói rất là nhiều lời nhưng mà đối với Phật là hoàn toàn không có ngôn ngữ. Nhưng với một chúng sanh bình thường thì chúng ta nghe Đức Phật nói có lời, có ngữ, có cú, có ngôn, có âm, phải không? Nhưng mà Đức Phật thì không hề rớt vào ngữ cú ngôn âm. tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo hành giả đối diện Đức Phật, Đức Phật liền có bài pháp. Ví dụ như là trong cái kinh Nhân Duyên hoặc là kinh Phật Tự Thuyết, thì như vậy là có khi có nhân duyên nào đó, ví dụ như một vị tăng nào chết thì Đức Phật có một bài pháp theo cái kiểu chết vị tăng đó, hoặc là có một vị thắc mắc hỏi thì Đức Phật mới nói, hoặc là Đức Phật đang khất thực người ta thắc mắc thì Đức Phật do nhân duyên nào đó Đức Phật nói, hoặc là kinh Phật Tự Thuyết, có nghĩa là Đức Phật tự động thấy ra một bài pháp nào đó hay thì triệu tập đại chúng lại để nói cho đại chúng nghe. Như vậy là tùy hoàn cảnh, nhân duyên và đương sự mà có bài pháp cho người đó, chứ không phải pháp đó của Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật thuyết pháp là phỉ bán Phật, không đúng, không đúng. Như vậy là ở đây á, là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tả lời hơi thi vị, hơi xong hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là đối với Đức Phật là một cái bình thuốc báo. Vì chúng sanh có bệnh cho nên Đức Phật có ngôn ngữ để cho tiêu hết cái bệnh phiền não của chúng sanh. Vậy thôi, chứ Đức Phật không phải là người nói pháp. Đức Phật không phải chủ trương đi nói pháp, không phải là chủ trương thuyết giảng, mà vì có chúng sanh bệnh cho nên rồi là mở cái bình báo ra để cho tiêu bệnh của chúng sanh. Vậy thôi, chứ còn không phải là Đức Phật thuyết pháp. Cho nên nói 12 phần giáo, nói kinh này kinh kia, đó là một lối nói. Nhưng mà trở về cái nguồn thật, trở về cái chỗ chân thật là không có ngôn ngữ, không có ngữ cứu. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái chỗ thật. Ý Đức Phật muốn thu tóm tất cả những ngôn từ, ngữ cứu, những ngôn âm, những cái bài pháp của Đức Phật trở về cái chỗ chân thật là vô ngôn âm. Cho nên Đức Phật mới nói là kể từ cái cung trời đau sức, giáng thần nhập thai, tới 49 năm thuyết pháp và tới ngày chúng ta nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói câu nào. Ở trong kinh Lăng Già Đức Phật có nói cái câu đó. Thì vị tăng này lại không hiểu nữa, cho nên á, mới hỏi tiếp: thế nào là Phật của chính mình? Thầy đáp: chẳng đến rượu, chẳng nếm rượu bồ đào. Chẳng đến rượu bồ đào thì khó gặp người đập hũ. Tức là bây giờ người hành giả hỏi là thế nào là Phật, thì Đại Trung Thượng Sĩ trả lời là sao? Chẳng đến cái chỗ mà nhậu nhẹt á, thì không thấy thằng cha sai đập hũ. Ông không biết thế nào là Phật thì ông phải đến vị trí đó chứ không thể hiểu được. Có nghĩa là muốn biết cái thằng cha nhậu xỉn đập hũ như thế nào thì tới quán rượu thì biết liền. Tới quán rượu thì biết nó xỉn, nó đập hũ, đập cha như thế nào, phải không? Muốn biết đối với đạo Phật là phải đến sự thật, chứ không phải là hiểu về chỗ này. Đạo Phật nói ra những cái điều mà cho cái người sao học á, là chúng ta phải tới để mà thấy, chứ không phải hiểu. Nếu mà chúng ta không đến để thấy thì dù có nói cỡ nào chúng ta cũng không biết. Giống như bây giờ một người đang mù, chúng ta diễn giải với họ là cái màu vàng nó đẹp như thế này, cái màu đỏ nó đẹp như thế kia, màu xanh nó đẹp như thế nọ, thì người mù chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy được. Giống như một người điếc mà chúng ta ca giọng này, chúng ta ca giọng kia, chúng ta ca giọng nọ cho nó ngọt ngào, thì người điếc không bao giờ nghe được, phải không? Vì vậy là khi mà chúng ta chưa có mở mắt ra thì chúng ta không bao giờ thấy được sự vật. Cho nên ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói là ngươi phải tới chỗ đó thì ngươi biết Phật là cái gì. Giống như trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói như sao? Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được điều này, còn là Bồ Tát cũng chưa chắc hiểu được. Như vậy là ông hỏi thế nào là Phật của chính mình. Phật của chính mình mà mình còn không hiểu, mình đi sách đi hỏi người khác, tức là ông còn quá xa rồi. Khi nào ông thành Phật thì ông biết Phật chính mình là cái gì. Đó là ý Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn dạy như vậy. Lại hỏi làm sao để ý hội. Ngài đáp là nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Thơ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ là sức khổ thành thơ. Ít có thiền sư nào trong lịch sử nhân loại mà trả lời với thiền khách theo cái kiểu Tuệ Trung Thượng Sĩ, độc nhất vô nhị trong cái giới thiền sư. Đã nói như vậy, một người đầy thơ văn và đầy có cái nét văn nghệ ca cú. Ta hỏi là nói cái kiểu như ông thì làm sao khởi hội được? Tôi không biết cái gì là Phật của chính tôi, mà ông bắt tôi phải thành Phật, tôi biết thế nào là Phật thì lấy cái gì để tôi ngộ được đâu. Thì Ngài nói là nhà lớn chung đêm ngủ, một đêm ngủ sông dài chung đò qua. Tức là ý như thế nào? Ông đã ở trong đó rồi, tức là cái nhà lớn mênh mông đó, ông đã ở trong cái nhà. Bây giờ ông hỏi cái nhà là cái gì thì rõ ràng là vô minh. Thế là trong cái nhà lớn đó, ông đã ngủ qua đêm rồi. Thì có vị thiền sư nói là ông ôm Phật, ông ngủ, ông sống chung với Phật hàng ngày mà không biết Phật là ai. Còn đằng này tại Trung Thượng Sĩ thì nói hay hơn, là cái Phật của ông á, nó đã trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ông đã từng ở trong đó, ông đã từng sống, đã từng ăn, đã từng ngủ trong đó rồi. Mà bây giờ ông hỏi thế nào là Phật? Còn sông dài chung đò qua, tức là ông đã từng đi qua lại trong cái dòng sông sanh tử này với Phật của ông rồi. Không phải một kiếp mà hằng hà sa số kiếp. Ông đã từng ở trong Phật tánh, ông đã từng ở trong Phật của chính mình, để đi qua dòng sông sanh tử này vô lượng kiếp rồi. Bây giờ còn quay lại hỏi với tôi là thế nào là Phật nữa, thế nào là lý hội nữa. Tức là tại Trung Sĩ muốn nói rằng nó đã sẵn đủ với cuộc sống của chính ông rồi, thì bây giờ đừng có tìm cầu nữa. Thì cái đó nó lộ bài. Nó không phải ở bên ngoài để ông có thể tìm kiếm, nó không phải ở bên trong để ông soi rọi, mà nó làm cái gì vốn đã hiện hữu, nó vốn đã hiển bài rồi. Thì bây giờ thôi đi cái tìm cầu có tâm thức, thì hy vọng là ông tương ưng. Chứ đừng có tìm, đừng có kiếm nữa. Ông kiếm là một sự sai lầm, vì ông đã ở trong đó rồi, ông đã sống trong đó rồi, thì đừng có tìm cầu. Thì vị thiền tăng này cũng không hiểu, mới tiếp tục hỏi thế nào là tâm của Phật. Giờ Phật có chính mình không thèm tìm, bây giờ hỏi cái tâm của cổ Phật là cái gì. Thì Ngài đáp là trọn nói khắp thành không uất sắc, đâu hai cửa tía có thiền duyên. Cũng thơ kệ vô cùng. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất là văn nghệ. Thì bây giờ hỏi cái tâm cổ Phật, tức là cái tâm nguyên thủy của mình đó, cái bản thể chân thật, cái bản gốc của mình á, cũng như tất cả chư Phật đều đồng nhau. Cái đó là cái gì? Một người mà không ngộ được cái này thì phải tìm kiếm, và tìm kiếm thì không thể thấy được. Giống như một người á, tại tôi nghĩ là nếu nói mà trong thành không có uất sắc, tức là trong thành lớn mà không có người đẹp, do chúng ta không thấy. Nhưng mà người thấy rồi thì sao? Chẳng hay bên cửa tía có thiền duyên, tức là bên cửa sổ có rất là nhiều người đẹp ngồi bên đó. Chứ không phải là không có, nhưng mà tại ông không tìm được. Thì bây giờ tâm của Phật nó cũng giống như vậy, tức là nó đã có, nó sẵn đủ với chính mình rồi, nó đã hiện hữu nơi con người chúng ta rồi. Nếu không có cái đó thì chúng ta không thể đi, không thể đứng, không thể nói, không thể cười, và cũng không thể đặt câu hỏi ra được. Nhưng mà mình không hay, mình không biết. Cho nên giống như mỗi người mà đi vào thành lớn để tìm người đẹp, tìm không ra. Nhưng mà thật sự bên tất cả những cửa sổ của những cái lầu cao thì có rất là nhiều cô gái đẹp ngồi trên đó rồi. Tức là sắc đẹp đã tràn ngập trong thành. Thì tâm cổ Phật đã tràn ngập không gian này, đã có đầy đủ, đã có trùm khắp rồi, chỗ nào cũng là Phật. Mà mình đi tìm kiếm, tức là mình không thể thấy được. Đem Phật mà đi tìm Phật là chúng ta không thể tìm ra. Thì vị này họ hỏi mà không hiểu, thì tiếp một vị tăng khác hỏi nữa, là cổ nhân nói tức tâm tức Phật, vì sao Phật không hiện tiền? Tức là người này dẫn cái câu nói của người xưa. Người xưa nói tức tâm mình là Phật, thì tại sao Phật không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp là phanh trai tìm ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng công thôi. Nghe Ngài nói kể tiếp. Rất là hay. Ta rất là thích cái kiểu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, văn nghệ vô cùng, phải không? Thì bây giờ Ngài thì một người thiền khách hỏi Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, là cổ nhân nói tức tâm là Phật, tại sao nó không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nói một câu là phanh trai mà tìm ngọc á. Tại ngày xưa trong lịch sử nhân loại có cái chuyện là mò trai để lấy ngọc, phải không? Thì bây giờ mò được con trai rồi mà banh nó ra để lấy viên ngọc trong đó, thì dù có khó gặp, nhưng mà nếu mà phanh trai thì cũng có thể thấy được. Còn đằng này á, là mổ cá cầu trâu thì uổng công thôi. Tức là ông muốn tìm Phật, ông phải tìm cho đúng nơi, chứ ông tìm đặt rồi ông tìm ra ngoài, ông hướng ra ngoài để ông tìm cầu. Ông muốn cho cái Phật tánh nó không phải là lộ tướng như là cây cỏ lá hoa như đất nước trăng sao này. Phật tánh không có hình tướng, mà ông muốn thấy để nó lộ ra ngoài theo cái cặp mắt bình thường của chúng sanh, là ông đã tìm lầm chỗ. Giống như bây giờ muốn tìm ngọc là tìm ở con trai, chứ đừng có mổ con cá, uổng công lắm. Ông mổ nát cái thân ông ra để ông tìm Phật tánh, không bao giờ được. Phật tánh không phải là cái thấy bằng con mắt. Hay giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời câu kiểu như mình, Phật tánh mà muốn lộ ra như cái chùa vậy thì làm sao mà ông có thể thấy được, phải không? Thì ở trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành đạo thà chẳng thể thấy Như Lai. Đó thì cái người hành giả này hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là tại giờ sao mà tức tâm tức Phật mà sao Phật không hiện tiền? Phật hiện để cho ông thấy thì Phật nó không phải là Phật thiệt rồi. Ý ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói như vậy. Và ông muốn thấy Phật mà lộ ra mà mắt ông có thể thấy được là ông đã tìm sai chỗ, ông đã hướng sai đường, cho nên muôn đời ông không thể thấy được. Giống như mổ cá mà tìm trâu là không thể được. Muốn tìm trâu là phải tìm trong trai, con trai thì mới có trâu ở trong đó. Mặc dù khó nhưng phải tìm, tức là nó ẩn tàng, không có hình tướng. Mặc dù nó khó nhưng ông phải thể nhận nó ra bằng cái trí của mình. Khi mình tương ưng với cái đó tự động mình hiểu ra. Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu tâm thức thì giống như mổ cá mà tìm trâu là chuyện đó khó khăn. Tìm Phật mà bằng ý thức thì giống như người mổ cá mà tìm trâu. Cho nên phải dứt đi ý thức, khó khăn vô cùng, như là mò trai ở dưới đáy biển. Nhưng mà tìm đó mới là đúng. Cho nên con đường khó nhưng mà có thể thấy ra được. Còn cá thì chỗ nào cũng có thể bắt được, nhưng mà tìm trâu là không có. Cho nên ông muốn lộ ra cái hình tướng để ông thấy, ông muốn dễ để ông hiểu, ông muốn là có thể thâm nhập bằng cách này, muốn có thể thâm nhập bằng cách kia, thì giống như người mổ cá mà tìm trâu thì là phí công vô ích mà thôi. Lại hỏi không thể dùng trí để biết, không thể dùng thức để hiểu thì thế nào? Tức là hỏi sát vấn đề rồi đó. Thầy đáp: người gỗ vào biển hát vô sanh, gái đá xuyên mây thổi tất bật. Đó, bây giờ ông không thể dùng trí để biết phải không? Ông không thể dùng thức để ông hiểu phải không? Thì á, nó giống như cái gì? Là người gỗ vào biển hát câu vô sanh, mà con gái đá xuyên mây thổi tất bật. Cái người bằng gỗ mà vào cái biển thì hát được câu vô sanh. Người gỗ là cái gì? Là một người vô tri vô giác phải không? Cái hình nộm mà kêu hát cái câu vô sanh là hát được không? Không được. Rồi gái đá, tức là cái cục đá mà tạc hình cái người phụ nữ mà xuyên mây, mà thổi tất bật, nhảy múa lung tung. Thì đây là cái ý gì? Muốn hiểu thì hiểu đi, hiểu cái người gỗ hát đi. Ông muốn hiểu cục đá nói cái gì, thì lúc đó ông sẽ hiểu là cái chỗ mà không thể dùng trí để biết, cái chỗ mà không thể dùng thức để hiểu, đó là người gỗ hát khúc vô sanh và cái cục đá biết nhảy múa lung tung. Đó, muốn hiểu thì hiểu như vậy. Giống như là đờn không dây mà khải khắp trần gian này, giống như tay một bàn mà dỗ lên được tiếng kêu. Muốn hiểu cái chỗ đó thì ông phải hiểu như vậy, chứ không có chuyện khác để mà hiểu. Ông muốn hiểu cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức, thì khi nào mà bể cái đầu hết tâm thức đi thì biết chỗ đó là cái gì. Ông này đặt vấn đề gần đúng thì sẽ được một câu khai thị mà rất là hay. Chúng ta đã thấy là thiền sư chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ mới có cái lối trả lời độc nhất vô nhị như thế này. Lại hỏi là thế ấy thì không hiểu cũng không biết. Thầy đáp: không nhân chưa đến, khổng nhân chưa đến trung phong biết, tiếc chúc chẳng nhờ tiệt vũ hay. Tức là bây giờ á, cái chỗ đó thì không hiểu cũng không biết, đúng không? Tức là cái chỗ mà Phật tánh đó đó, cái chỗ mà vượt cái hiểu biết này, thì chỗ đó là vô tri vô giác, đúng chưa? Tức là bây giờ tại vì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời là người gỗ hát khúc vô sanh, mà gái đá thì thổi càng tất bật. Người gỗ thì làm gì có tri giác, mà cục đá đó cũng không tri giác luôn, vậy đúng hả? Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời như vậy thì hành giả này hiểu lầm. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ mới thấy được cái ý của thằng cha này là khổng nhân chưa đến trung phong biết, tri phong biết. Có nghĩa là ngày xưa trong lịch sử có con ngựa gọi là con ngựa tri phong, là ngựa đổi gió, nó chạy rất là nhanh, chạy nhanh hơn gió, gọi là ngựa tri phong. Thì khi mà khổng nhân, tức là Khổng Tử chưa tới á, thì con ngựa đã biết trước rồi, biết là cái người chủ mình sắp sửa tới rồi. Tức là con ngựa thì thường thường nó không có tri giác giống như mình, không có hiểu biết, không có cảm nhận giống như mình. Nhưng mà tại sao là khổng nhân, cái người mà muốn cởi nó chưa tới, nó đã biết? Thì đó là một cái loại đặc biệt của tự tánh. Nói thì vô tri vô giác, nhưng mà không có gì không biết hết đó, không có cái gì dối vào mắt nữa hết. Ngay cả con ngựa mà khi cái người chủ tiêu tới, nó đã biết từ xa rồi. Có nghĩa là cái tự tánh của chúng ta nó biết không phải chuyện nhỏ, nó biết xa dữ lắm, biết thậm chí là cả quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng biết nữa. Cái chuyện mà mênh mông khắp 10 phương pháp giới xảy ra cái gì, cái đó cũng biết, chứ không phải là vô tri vô giác như ông hiểu. Không đừng nghĩ là cái cây nó vô tri, gỗ nó vô tri mà hát được khúc vô sanh. Tức là vô sanh nó vô tri giống như cây gỗ, phải không? Vô sanh nó vô tri giống như cục đá, là ông đã hiểu lầm. Cái đó nó linh diệu, nó màu nhiệm và linh thông để có thể nhận biết tất cả mọi duyên cảnh mà cái người thường không thể biết được. Giống như con ngựa Tri Phong là một trong những con thú linh thực sự, nó cảm nhận từ xa người chủ mình sắp sửa tới. Và cái thứ hai là tiết trúc chẳng nhờ triệt vũ hay. Tức là một cái loại mà triệt vũ là một cái loại thanh kiếm, chém một cái đứt cọng tóc, nó bén đến mức độ như vậy. Mà tiết trúc là chưa từng chạm thanh kiếm này, nhưng mà Ngài hiểu được cái bén của thanh kiếm. Tức là thanh kiếm bén, Ngài Tiết Trúc hiểu được đó là một thanh kiếm quý, nhưng mà Ngài chưa từng gặp. Chưa từng gặp Tiết Trúc chẳng nhờ, tức là chưa từng nghe cái thông tin gì, chưa từng nghe người khác nói về cái thanh kiếm này. Nhưng mà với trí tuệ của Ngài Tiết Trúc á, nhìn thanh kiếm biết nó đủ bén và bỏ cọng tóc xuống chặt đứt liền. Thì vậy là cái người mà nhận được cái vô sanh kia, cái trí tuệ của họ xuyên thấu hết tất cả mọi hành động, mọi vật chất, mọi điều trong cuộc sống này. Chỉ cần nhìn qua, không cần thông tin là người đó biết liền. Giống như bây giờ thiền sư mình nhìn thấy mình là biết tâm mình đang ở đâu liền. Mình ngộ hay là chưa ngộ, mình còn dướng mắt hay là không dướng mắt thì thiền sư biết. Cho nên Tiết Trúc là mỗi người rất là sanh sỏi về kiếm pháp. Thành ra không cần phải là giới thiệu là kiếm hay kiếm giỏi gì, nhưng mà nhìn thấy kiếm báo là biết liền. Biết liền. Thì ngày xưa chỉ có loại là cái loại mà triệt vũ, tức là một trong những cái loại kiếm bén nhất, bỏ cọng tóc bay giữa không chặt cái đứt làm hai liền. Kiếm đó mới là kiếm bén thật. Như vậy là Ngài Tiết Trúc biết, nhìn kiếm là biết nó bén cả chừng đó. Như là cái ý muốn nói là khi một người nhận ra được cái vô sanh thì không phải là vô tri vô giác như cây gỗ, mà linh thông quyền diệu giữa cuộc sống này. Người nhận được đạo lý là rất là linh thông. Cái hiểu biết, cái nhận biết nó sâu sắc và tinh tế đến chiều sâu của tâm thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn người, rõ ràng mình không biết thông tin gì người đó đâu, như thiền sư nhìn biết hết, ngay cả chân tướng, thậm chí biết luôn kiếp trước từ đâu tới. Không phải biết một kiếp mà biết ngàn kiếp, và thậm chí biết được cái chuyện sanh tử của mình sắp tới luôn. Đó mới là cái biết sâu, biết cạn, thấy được tới chân tướng của mình, và thấy cái tâm tư của mình đang chừng này, và mình chừng nào nữa mới tiến được cái gì, và tới lúc nào mới có thể đủ khai thị cho người này ngộ đạo, là thiền sư biết. Và đó, mọi người ngộ được vô sanh là thấu thoát tất cả các pháp của trần gian này mới được gọi là ngộ, chứ không phải là nhận biết cái đó là vô tri vô giác. Cái vô sanh nó không bị sanh tử làm quấy rối, cho nên rõ thông và sáng rực như trời xanh, chứ không phải là cái chỗ đó nó vô tri vô giác. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Ra khi một người thiền sư đã ngộ rồi là cái trí tuệ họ thông hơn người bình thường, họ hiểu biết sâu sắc hơn người bình thường, họ nhạy bén tinh thông hơn người bình thường. Thì vị thiền sư này mới nói là lại hỏi là thấy sắc liền biết tâm ý này thế nào. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Rất là hay. Thì bây giờ ở một cái nước mà họ không quần áo á, mà mình mặc cái khố á, thì lỗi nhịp, đúng không? Tức là xuống biển mà còn mặc đồ là rất là dở. Vô phòng tắm mà còn mặc đồ thì tắm không bao giờ sạch. Thì khi mà mọi người mà đến cái nước lõa thể rồi là không được quyền mặc dù cái khố nhỏ, một miếng vải nhỏ che cũng không khế ứng. Ông hỏi là thấy sắc liền biết tâm là thế nào, tức là người đó tương ưng với từng nhịp một trong cuộc sống nào, không bao giờ lỗi. Nếu một người thấy sắc mà rõ tâm á, thì người đó là cái người linh thông trong cuộc sống này, đối duyên xúc cảnh liền khế ứng, hòa hợp và hòa nhịp, không có một cái chỗ lỗi lầm. Cho nên đến xứ lõa thể là liền cởi trần. Không có mặc áo, không mặc khố. Thì một người mà thấy sắc mà biết tâm là người đó sống không lỗi lầm trong trần gian này nữa. Đó là người thấy sắc mà rõ tâm. Thứ hai là chớ có học hàm đan quên ngọc đào. Tức là ngày xưa ở Trung Quốc đó, có một cái nước Ngụy, thì có rất là nhiều cái thơ nhạc hay, có nhiều cái nét văn hóa hay. Thì các nước đều tới nước Ngụy để học. Thì có một cái nước gọi là cái nước Hàm Đan cũng tới đó học. Nhưng mà khi học xong rồi thì quên đi quốc gia của mình, tại vì hay quá rồi hòa nhập đó sống luôn. Giống như bây giờ các nước phương Tây hay quá, cái mình từ Á Đông mình qua đó mình học, cái mình quên về quê luôn, ở đó luôn. Đó, thì bây giờ là cái chỗ mà thấy sắc liền biết tâm á, thì khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta rõ biết được cái nguồn cội của chính mình, tức là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là dù chúng ta có tiếp viên xúc cảnh nhưng mà vẫn ở nguyên nơi vị trí chính của mình, không bao giờ bị lầm lẫn nơi duyên cảnh. Nhìn, thấy, hành, sắc, nghe âm thanh và lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà vẫn ở nguyên cái vị trí chân thật, sáng suốt, nhiệm màu của mình, chứ không có rời tự tánh mà thấy biết, không có rời tự tánh mà động dụng. Cho nên nếu mà ông nói là thấy sắc mà rõ tâm, tức là người đó đang luôn trụ vững ở nơi chân thật của chính mình mà không bị lầm. Cho nên đừng có học cái kiểu Hàm Đan mà quên ngọc báo, không? Bỏ nước mình đi học rồi theo người ta ở luôn, không có về quê nữa. Không phải như vậy. Tức là người mà khi thấy duyên cảnh mà bị dính mắc là quên cội nguồn, nghe âm thanh mà bị dính mắc là quên cội nguồn. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là muốn thấy sắc mà biết tâm thì là cái người sống luôn luôn không bao giờ quên cội nguồn, thì mới gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là xuất mục bồ đề, cái gì hiện trước mắt đều là bồ đề, đều là giác ngộ, thì đó gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Đó là cái ý mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói. Thì có một vị thiền khách hỏi tiếp là thế nào là gia phong của thượng sĩ? Thượng sĩ đáp là nhàn ném trái rừng, kêu vượn tiếp, lười câu cá suối, khiến hạt tranh. Nên thơ vô cùng. Bây giờ hỏi lung tung rồi, bây giờ hỏi cái gia phong của ông là cái gì? Tức là cái sự nghiệp của ông là cái gì? Đạo lý của ông đang sống là cái gì? Cái chỗ của ông hiện tại là cái gì? Thì là nhàn rỗi hái cây dục cho rượn bắt để nó ăn chơi cho vui. Còn nếu mà làm biến là xuống suối câu cá, quăng cho hạt ăn chơi vậy. Ta là vậy chứ ta cũng chẳng có cái gì là mục đích. Cái nhàn rỗi thì hái trái cây quăng cho dưỡng bát chơi. Còn nếu mà lười lười nữa, người ta xuống suối ta câu cá, dục cho cò nó ăn chơi. Gia phong của ta là vậy. Thay vì bây giờ có một vị thiền khách hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng, thì nó là cái chỗ của ta là muốn làm chúng sanh ngộ đạo. Ta muốn là phải làm thế này thế kia trong cuộc sống này để cho cái cuộc đời ta có ý nghĩa. Ta phải làm đạo để cứu giúp chúng sanh muôn loài dân. Đó là gia phong. Gia phong. Nhưng mà thượng sĩ thì gia phong rất là nhàn rỗi, phải không? Nhàn rảnh thì hái cây dục cho khỉ ăn chơi. Còn buồn xuống suối câu cá cho cò, cho nhạn, cho hạt ăn. Đó, gia phong của ta là vậy đó. Tức là giữa đời này đối với trung thượng sĩ là không có cái gì chủ đích. Tức là không có sở chứng, không có sở đắc, không có sở cầu, không có sở sợ. Với Ngài sống hoàn toàn không có mục đích. Không có mục đích. Tức là ứng duyên xúc cảnh luôn luôn khế ứng, hòa hợp, không có lợi nghiệp. Với Ngài vậy là đủ. Tức là cuộc sống của Ngài ngay tại đây và bây giờ, ngay cái chỗ hiện tại hiện tiền này với Ngài rõ ràng, không lầm lẫn. Vậy thôi chứ không có chuyện gia phong gia phiết vậy đó. Ta không có gia phong, ta không có chỗ để dựa, ta không có mục tiêu, không có mục đích, và không có gì quan trọng trong cuộc đời này cả. Tức là người hết quan trọng thân, hết quan trọng tâm, không còn quan trọng hoàn cảnh, không còn quan trọng thế giới này, không còn quan trọng sự nghiệp. Hoàn toàn với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có chuyện đó. Chứ Ngài là tự tại vô ái ngại từng phút giây một, không có trước, không có sau. Thì đó là gia phong của thượng sĩ. Thật ra đối với một người thiền sư như thiền sĩ thì chúng ta không có tìm được cái đất đứng của Ngài. Đó giống như hồi trước mà các vị khen tặng á, mới nhìn nó thì thấy trước mà thoạt nó thì ở sau lưng. Tức là Ngài không có chỗ để trụ, không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp và không có định hướng. Một người sống vô mục tiêu. Thì đó là gia phong của thượng sĩ. Thì chắc là bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng. Thời gian còn lại là chúng ta có thể hỏi đáp với nhau. Thì ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Ở trong buổi sáng này chúng ta có quyền được hỏi những câu liên quan tới đạo lý ha. Buổi sáng này chúng ta dành cho hỏi đạo lý. Câu hỏi thứ nhất được ghi trong giấy là: thưa Thầy, ở phần chánh nghiệp trong bát chánh đạo của bản Kinh Tứ Diệu Đế mà Thầy đã từng giảng giải trước đây Trong đó thầy có nêu là trường hợp khi một người trước khi lâm chung mà đã bị hôn mê thì không còn cách nào giúp được họ để có thể vãng sanh một cách tốt đẹp. Vậy thì đối với một người không bị hôn mê nhưng bị lẳng hoặc bị điên khùng, mất trí thì có còn cách nào để giúp họ trước, trong và sau khi lâm chung không? Thật ra cái người hôn mê thì phải nói là đành chịu luôn, theo nghiệp. Tức là bây giờ phải đoán định theo cái nghiệp họ là trước khi họ hôn mê họ làm thiện hay họ làm ác nhiều. Thì khi hôn mê đó cái thiện ác nó sẽ cuốn họ đi vào con đường sanh tử mà mình không phụ giúp được. Khó, rất là khó phụ giúp đối với người hôn mê trước khi chết. Tại vì á, khi chúng ta chết á, chúng ta đang ở một trạng thái nào thì chúng ta thọ thân đúng lắm ở trạng thái đó. Ví dụ như một người chết bị đứt tay chết rồi, họ mang thân tung ấm không có cái tay, họ lũng bụng họ chết mang thân tung ấm lồi phèo. Nói vậy, thật ra khi mà một vị mà giỏi về đạo lý thì họ có thể khai thị trong đám tang đó đó, họ nói cho người chết biết là ông là cái người lành lặn hoàn toàn, không có bị đứt tay, không bị đứt chân, không bị cụt giò. Thì cái thân tung ấm nó là cái thân của tâm thức tạo ra, mà tâm thức thì không có què quặt như cái thân vật chất. Để biết cách khai thị đó thì người ta nhìn lại ở mình không có què là có cái tay liền, có chân trở lại liền. Có người hôn mê trước khi chết thì họ ở trong tâm thức mê mẩn, mù mờ, rất khó khai thị, rất khó khai thị. Thì cái này chỉ còn có cái nghiệp của họ phải chịu thôi. Tức là bây giờ trước khi mà họ chết họ thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều là họ theo cái chuyện này. Thật ra chúng ta cũng còn có một cái trước khi hôn mê là sống tốt không? Trước khi hôn mê là sống thiện để chúng ta tạo cái phước báo sẵn đó đi. Rồi tới hồi hôn mê thì cái đó nó đẩy mình đi. Chứ còn cái người xung quanh là phải thực sự rất là khó. Chỉ trừ trường hợp có một cái vị đại thiền sư nào đó đủ sức để đập vỡ cái mê này thì chuyện này rất hiếm có một cái vị nào đủ năng lực. Chứ còn tụng kinh mà bái sám mà cầu siêu mà nói cái người mê này mà được tỉnh là khó lắm, vô cùng khó lắm. Chỉ bậc mà đại tông sư á, đủ sức để phá cái mê đó, làm cho người này bừng tỉnh ra thì hy vọng cứu thoát. Mà người này thì hiếm lắm. Người này thì hiếm có trên đời. Câu hỏi thứ hai là các thầy thường hay giảng với Phật tử rằng ở đâu có đau khổ, ở đó có đạo Phật xuất hiện. Ở đâu có đạo Phật xuất hiện thì ở đó sẽ được an lạc và hạnh phúc. Vậy từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm rồi. Cũng có nghĩa là đạo Phật ra đời ngần ấy năm, thế mà trong kinh sử để lại cho thấy đạo Phật chỉ xuất hiện và phát triển ở phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa. Còn các phương khác thì chỉ xuất hiện các tôn giáo khác, hoặc là có nơi trong truyền thuyết để lại họ chỉ tôn thờ các vị thần linh mà không hề có đạo Phật xuất hiện để có thể giúp họ vượt qua đau khổ của trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát. Ở trong kinh thì nói đạo Phật xuất hiện để có thể cứu khổ, đem lại niềm vui cho chúng sanh. Cho người này thắc mắc là đạo Phật hay quá, tại sao không có lan khắp thế giới đi mà có nước này hoặc là nước kia, hoặc là bây giờ có đạo Phật rồi mà chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. Cái câu nói này giống như ngày xưa á, là có một người hỏi Đức Phật, hỏi tại sao mà đạo Phật là cái đạo giải thoát như vậy mà chúng sanh còn làm mê mãi trong sinh tử. Đức Phật nói là bây giờ ông bắt đầu ông đi hỏi 10 cái nhà, 10 gia đình á, ông hỏi, đặt câu hỏi này ra, và nếu người ta trả lời thì ông ghi sổ ông đem về cho tôi. Sau khi hỏi 10 gia đình rồi đem lại tôi sẽ giải thích cho ông. Thì bây giờ đặt câu hỏi thử là chúng ta có muốn giải thoát chưa? Hay là ví dụ bây giờ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát rất là hay, tại sao quý vị không có giải thoát mà còn làm chúng sanh? Thì người ta trả lời là sao? Tôi nói thiệt với chị, tôi cũng muốn tu lắm, nhưng lúc này tôi bận rộn quá, tôi còn chuẩn bị làm ăn cái này, chuẩn bị làm ăn cái kia, tôi còn là 2-3 đứa con nó học chưa xong, rồi chồng tôi đang có vợ nhỏ, tôi chưa có giải quyết hết. Nó đủ thứ chuyện trong đó. Đó, rồi đó là một người trả lời, rồi người kia có hoàn cảnh khác, người nọ có hoàn cảnh khác. Cho nên đạo Phật thì rất là hay, nhưng mà tại vì mình bận làm chuyện khác chưa chịu tu giải thoát, thật ra là mình không được giải thoát. Thì cũng vậy, tất cả chúng sanh nước này, nước kia, nước nọ là họ còn đang muốn cái gì chứ họ đâu muốn giải thoát đâu. không? Chính bản thân mình là Phật tử nhưng mình còn rất là nhiều lý do, phải không? Thậm chí đã vô đây ngồi nghe pháp buổi sáng thôi là có người tới nghe không được vì lý do rất là bận rộn. Buổi sáng là tôi đang còn hẹn một cuộc hẹn này, nếu mình rút trễ một chút là mất tới mấy tỷ bạc, là mà nghe giảng là đâu có gì đâu. Nên tôi phải chạy về để giải quyết vụ đó, mà có rảnh thì chạy vô tôi nghe, ví dụ vậy. Thì đó là chúng ta còn rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều lý do để chúng ta không đến được cái đạo giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là đạo giác ngộ giải thoát không đến với mình, đã có rồi, sẵn hết rồi. Bây giờ muốn giải thoát hay không là chuyện của mình. Bây giờ muốn tu giải thoát á thì phải làm sao dứt trừ cái ái nghiệp, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà tình cảm sôi động lên rồi bỏ không có được. Uổng. Đang nhớ người này thấy hấp dẫn quá, nhớ người kia thấy quyến rũ quá, mà bây giờ mình kêu mình dứt trừ tình cảm để mình tu tập giải thoát, mình thấy nó khó chịu trong lòng á, thấy nó ấm ức lắm. Thì thôi để tôi yêu xong trận này đi rồi tính. Rất là nhiều lý do. Thì mỗi một người đều có một lý do để từ chối cái đạo giác ngộ giải thoát, cho nên người ta không có được giác ngộ. Chứ đừng có nói thừa là đạo Phật không đến với họ, có hết rồi, nhưng có điều là chúng ta chưa chịu tới. Câu hỏi thứ ba: cầu nguyện hồi hướng bố thí trong các bữa ăn uống hàng ngày mà thân không được sạch sẽ, không ăn mặc tề chỉnh, người nam giới thì cởi trần thì có nên không, mong thầy chỉ bảo. Thật ra thì trước cái bữa cơm á, chúng ta không nên ở trần, rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm trời ban cho mình, mà mình không có coi trọng á, thì lần mình sẽ không có. Cho nên trước bữa ăn là chúng ta nên trang nghiêm, mặc áo đàng hoàng, chứ đừng có cởi trần ăn cơm là không tốt. Dù rất là nực nhưng mà cũng phải mặc áo vô. Thì cái gì mà chúng ta coi trọng thì cái đó nó sẽ tiếp tục có với mình, mà cái gì chúng ta coi thường là nó sẽ ra đi. Không, nói cơm là một điều rất là quý, mà chúng ta không coi trọng để chúng ta ăn thì không tốt. Thật ra khi mà đối trước các bữa ăn hàng ngày mà chúng ta nên trang nghiêm trước bữa ăn như một buổi lễ quan trọng của chính mình, thì đời đời cái phía chúng ta không bao giờ bị thiếu đói. Đó là nhân quả. Nhân quả, tại chúng ta coi trọng nó quá, chúng ta quý nó thì nó có ra đi, nó cũng trở lại với mình. Nhưng mà mình không quý cái gì rồi ra đi đi luôn rồi, trở lại ổng đâu có quan trọng gì với mình đâu, trở lại làm gì. Cho nên tất cả những người ở trần ăn cơm luôn luôn là sẽ có nhân quả thiếu cơm thiếu áo. Bữa cơm là một cái gì hết sức linh thiêng của chính mình á, thì quý vị sẽ thấy đặc biệt tất cả những người mà có một cái đời sống vật chất tốt, trước bữa ăn họ trịnh trọng vô cùng, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta vô chùa thấy quý thầy ăn cơm phải mặc áo tràng, vì lý do đó quý thầy rất là quý cái bữa ăn này. Vì tất cả những công sức của rất là nhiều người dâng đến, cho nên là Phật tử vô chùa chúng ta cũng vậy, mặc áo tràng ăn trơm đã thể hiện được cái lòng kính trọng của mình đối với mọi cái. Cái thứ hai nữa là những người hiểu biết thì họ thấy được cái giá trị của một hạt cỏ tương đồng với trăng sao trời đất này, không có cái gì đáng khinh miệt coi thường cả. Huống chi là hạt cơm mình ăn để nuôi sống thân mạng này. Để người nào mà coi thường bữa ăn mà có một thái độ không tốt trong bàn ăn thì rất là nguy hiểm. Cái câu hỏi tới tiếp là nhờ thầy giảng Tuệ Trung Thượng Sĩ sống không mục đích, tùy duyên, xuất cảnh, nhưng thường tình cuộc đời nếu sống không mục đích thì người đời lại chê là sống thừa, sống vô tích sự. Vậy thế nào là đúng? Kính mong thầy chỉ dạy. Trong cái cuộc sống á, chúng ta thấy cái người mà gọi là sống gì hồn nhiên vô tư á, nó có hai dạng. Mà đa số những người trí thức thấy những người hồn nhiên đều chê họ là người dốt. Sống mà có cái mục đích này giống như là chúng ta sống mà phải có danh có phận ở đời để đời quan trọng mình, ví dụ vậy. Đó là mục tiêu sống làm đẹp của đời này. Còn cái người sống mà không mục tiêu, họ không muốn làm đẹp cuộc đời này, tức là không phải vì có danh có phận trong trần gian này, mà họ vì cái khác rồi, cao thượng gấp 1 tỷ lần của cái làm nổi danh nổi phận trong đời này. Không phải là chúng ta có tích sự trong đời này là chúng ta giỏi. Đó là mục tiêu sống của một cái đời ngắn ngủi. Còn cái người sống mà không tích sự như Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không có nhắm ở trong cuộc đời thường tình, mà Ngài đang sống với một cái gì không thể đổi được trong trần gian này. Một phút giây của một người vô tích sự giá trị bằng hàng tỷ cái đời sống hiện tại của chúng ta, dù chúng ta là ai. Chứ không phải được vô tích sự Tuệ Trung Thượng Sĩ là dễ rồi. Không, nhưng mà một mặt khác chúng ta thấy đến cái chuyện mà một cái người sống vô tư hồn nhiên á, thì thế gian này cho là dốt. Nó có hai mặt. Một người sống vô tư á mà trưởng thành khác với một người sống vô tư hồn nhiên của một đứa bé. Nhưng chúng ta thấy trên gương mặt một đứa bé thì hết sức là hồn nhiên vô tư, nhưng mà khi lớn lên rồi á, nó được học, nó được hiểu, nó được xông ướp bởi những cái kiến thức xã hội để nó bẻ cong sự vô tư nó đi. Thì bây giờ chúng ta là những đứa bé đang được xông ướp để mấy mươi năm rồi, chúng ta đầy ắp kiến thức, thì mình cho rằng mình hiểu biết, mình hết vô tư, hết hồn nhiên rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại cái lúc mà đang không còn vô tư hồn nhiên này của mình, lúc mà đang có kiến thức này của mình, thì mình sống an lạc hay mình đang bất an? Bất an hoàn toàn. Cho nên thiền sư thì thường là phải chết đi một lần để trở lại hồn nhiên vô tư, tức là bắt đầu trưởng thành. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là ở trong cái dạng này, tức là chúng ta phải sống sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời này để chúng ta hồn nhiên vô tư trở lại. Thì trong cái trong sáng hồn nhiên vô tư này, họ tròn đủ, họ không có mong cầu thêm kiến thức nữa, họ không còn mong cầu danh lợi nữa, họ không còn tìm cầu cái vật dụng trong trần gian này nữa, mà họ đã có một cái gì quá tròn đầy rồi, họ đã đủ quá rồi, cho nên không muốn thêm. Thì trở lại trạng thái hồn nhiên vô tư đó là đúng, là bậc thầy của hồn nhiên vô tư, là những người đáng tôn kính. Còn hồn nhiên vô tư như đứa bé thì vẫn còn thấy thiếu thốn khi lớn lên. Thì chúng ta là những đứa bé đã sống nhiều chục năm trong cuộc đời vẫn còn thấy thiếu. Chúng ta đã trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức cho cuộc đời này, nhưng mà nhìn lại chúng ta là những người đang tiếp tục để sinh xỏ ở trần gian này nữa. Chúng ta tiếp tục còn lang thang để sinh xỏ, sinh ăn trong lục đạo luân hồi này nữa, chứ chúng ta chưa có nghỉ. Như một người hồn nhiên vô tư như Tuệ Trung Thượng Sĩ là không còn sinh nữa, đã đủ rồi. Bây giờ chỉ còn ban phát thôi, chỉ còn cho ra, chỉ còn giúp đỡ người khác, chứ không có chỗ để thiếu, không có chỗ để tìm cầu thêm nữa. Mọi người vô tư là đạt tới cảnh giới này, tự tại tự do, không còn thiếu thốn nữa. Chứ không phải là vô tư là vô tích sự đâu. Thầy bảo học thiền thì không cần hiểu, không cần cố chú ý để hiểu, cứ để tự nhiên. Vậy thưa xin thầy chỉ cho con làm thế nào để được hiểu? Có phải khi mình nghe thuyết pháp nhiều thì sẽ tự ngộ ra hay không? Tất cả những cái kiến thức đều dẫn thêm chúng ta đi vào con đường sanh tử. Cho nên hiểu có nghĩa là chúng ta tăng thêm kiến thức. Tăng thêm kiến thức tức là tăng thêm ý niệm sanh tử trong tâm mình. Cho nên là chúng ta muốn dừng cái cuộc sanh tử này thì chúng ta phải dừng sự hiểu biết lại, thậm chí phải chết đi cái hiểu biết này một lần để chúng ta tái sanh lại lần sau trở thành con người hồn nhiên vô tư như hồi nãy nói. Thật ra thiền, mục đích của các thiền sư, chúng ta dùng thiền sư có mục đích thì nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tất cả các thiền sư đến trong cuộc đời này đều muốn đập phá tất cả những cái hiểu biết và tri kiến vốn có trong đời này của mình. Chứ các vị không muốn chúng ta tăng thêm, vì các vị đã thấy rõ cái bệnh của kiến thức rồi, các vị thấy rất rõ cái bệnh của hiểu biết rồi. Đó gọi là bệnh chứ không có tốt lành gì. Thì các vị muốn chữa bệnh hiểu biết của chúng ta, muốn chữa bệnh kiến thức của chúng ta, các vị không cho chúng ta hiểu. Nhưng mà mình thấy rằng mình không hiểu thì mình sẽ sống không tốt trong cuộc đời này. Đối với cuộc đời này phải có kiến thức này là mình mới sống được, đối với cuộc đời này phải có kiến thức kia chúng ta mới sống được, chúng ta phải có kiến thức nọ chúng ta mới sống được. Nhưng thực sự nếu một người không kiến thức thì cuộc đời này sống luôn luôn tốt. Có kiến thức chúng ta có thể bóp méo sự thật, nhưng mà không có kiến thức chúng ta sẽ không đúng với sự thật trong từng giây từng phút. Đó thì đời sống của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không có mục đích, không có kiến thức là như vậy, mà không bao giờ bị lỗi nhiều. Còn chúng ta có quá nhiều kiến thức rồi, nhìn lại để chúng ta sống bao lâu nay được cái gì? Chúng ta có thấy đúng sự thật chưa? Sống đến với sự thật chưa? Chưa. Vì do kiến thức nó đã ngăn chặn sự thật của chúng ta với cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây thì liền là cái bông cát tường, hoặc là chúng ta thấy nó là bông cúc. Thì đó là kiến thức của chúng ta trên bông. Thì vừa nhìn bông là cái kiến thức đó nó hiện ra để nó che chắn. Mình thấy bông nó đẹp cỡ nào thì mình không thấy cái đẹp của bông đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó là cái bông gì á, là kiến thức nó hiện ra để che chắn sự thật. khi chúng ta tiếp cận đối với duyên cảnh. Lý do đó mà các thiền sư không muốn lột cái kiến thức màu của chúng ta ra đi. Lột kiến màu chúng ta đang mang đi để con mắt chúng ta thấy tới tất cả vấn đề, để chúng ta tiếp cận được cái sự thật ngay trong cuộc sống này. Đó là lý do mà thiền sư kêu chúng ta đừng có kiến thức. Và chúng tôi cũng bắt chước mấy thiền sư, chúng ta kêu quý vị đừng có hiểu. Chúng ta hiểu thì nó đúng nhưng mà nó không phải. Hiểu thì đúng nhưng mà không phải. Cho nên là làm sao khi mà chúng ta nghe đạo lý, chúng ta học đạo lý, mà nhất là chúng ta học đạo thiền, thì chúng ta phải rơi rụng kiến thức, chết đi cái kiến thức, thì chúng ta mới có thể tương ưng và thông cảm. Cái sự tương ưng thông cảm đó không phải là sự hiểu biết, mà là khi chúng ta đã vượt tầm tri thức là chúng ta được dọt lên cao. Còn tri thức là chúng ta còn bị đè nặng ở tầng sâu của tâm thức, tức là ở tầng sâu của sanh tử. Nhưng mà kiến thức chết một phần, tức là chúng ta phá được một tầng vọng tưởng. Chết được hai phần, chúng ta phá được hai tầng vọng tưởng. Và chết hết kiến thức, chúng ta đã phá toàn bộ cái vọng tưởng để chúng ta dọt lên. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình, thì lúc đó được gọi là ngộ đạo. Còn kiến thức thì chúng ta còn ở những cái tầng sâu dưới. Cho nên con người của chúng ta học đạo, mục đích chính là chúng ta phá hết những cái tầng vọng chấp của mình, để chúng ta bước tự tại giữa trời không này. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với pháp giới tánh. Thì không phải là hiểu nữa mà là một sự tương ưng, khế ứng và thông cảm, chứ không còn là hiểu nữa. Hiểu hoàn toàn không đúng. Cho nên là muốn cho chúng ta nghe để chúng ta hết hiểu, nghe để chúng ta rơi rụng, nghe để chúng ta sạch trọi sạch trơn, không còn kiến thức nào. Thì đó là cái con người đang học thiền đúng. Còn nghe để mà hiểu thêm cái này, nghe để mà biết thêm cái kia, tức là chúng ta đang đi sai đường. Thiền sư không có chỉ cho chúng ta về nhà để làm. Không có. Không có vị thiền sư nào muốn cho chúng ta có một pháp để chúng ta tu. Không có vị thiền sư nào dạy chúng ta một pháp để chúng ta hành. Không có. Không có chuyện này xảy ra. Ai mà có một pháp để hành thì coi lại, coi chừng chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là đọc hết tất cả những cái vốn có của mình, không cho mình mang bất kỳ một kiến thức nào, mang bất kỳ một pháp tu nào, không cho chúng ta bất kỳ một hành trang nào trong sanh tử cả. Gỡ hết tất cả những hành trang để chúng ta chết lẹ lẹ ăn chút. Chứ còn đi còn mang lương khô, còn mang nước uống là còn sống dai lắm. Phải hết lương khô, hết nước uống. Cái video này nó chắc chết rồi đó. Nó sắp chết. Nó chết liên tục. Đó là ra khi chúng ta học thiền nó có một cái gì khác với học kinh điển bình thường. Thì lỡ chúng ta phải ngồi trong cái pháp hội nói chuyện thiền, thì chúng ta cũng phải làm sao để cho mình tương ưng thì tốt hơn. Một câu hỏi nữa là gì mà sau khi người bệnh tắc hơi tại bệnh viện đâu để được 8 tiếng đồng hồ di dời, nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì trong kinh nói là sau khi chúng ta tắt hơi á, thì cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau, từ 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á, thì mình sẽ bị đau, và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắc hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền. Thì đây là cái khổ. Cho nên trong lúc chúng ta giờ đi, cố gắng là đừng có bồng trực tiếp mà phải khiêng bằng chiếu. Hiểu không? Khiêng bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều. Cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó, đừng để cho họ bị đau. Phải nâng niu thực sự. Chứ là lúc đó mà vô khóc và đập đầu, vô bụng, vô chân, vô cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết. Và nếu bóc bằng tay để mà khiêng thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau. Do đó là cái người mà bị tắc hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu, gọi là xin luôn tấm bạc đó. Cái tấm bạc đó mình mua tiền, bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó để mà nắm 4 cái đầu tấm ga mình ghim đi để cho cái người chết không đau trong trước 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm. Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền, mình nhập định, mà ngộ đạo á thì khác. Còn là này ngày Hương nghiêm là không phải do không tu. Và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển ở tâm thức của Ngài, mà Ngài nhận ra được con đường xưa. Ý cái bài kệ là như vậy. Tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của cả thế gian này, chứ không phải là nơi tâm thức nữa. Tức là sáng nắng nhạt, thì trưa nắng gắt, rồi chiều mát dịu, hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác, hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều vân vân. Tất cả những sự dao động trong trần gian này á, nhờ sự dao động đó, nhờ Ngài sống tự nhiên với thiên nhiên hoàn toàn mà không trụ lại. Tức là cuộc đời luôn luôn trôi chảy dao động lên xuống qua lại hưng suy vân vân. Nhờ như vậy mà Ngài nhận được con đường xưa. Và khi nhận được đường xưa rồi thì thấy cả thế gian này cũng chẳng có gì là lớn cả. Tất cả những bậc đạt đạo đều thấy ra chuyện này. Sau đó Ngài Hương Nghiêm nói cái bài kệ mang cái ý đó, thì thể hiện được cái thấy biết đúng đắn của Ngài Hương Nghiêm khi mà viên sỏi văn và bội trang Ngài ngộ. Như vậy là vị thiền khách này thắc mắc là Ngài Hương Nghiêm á, đã thông tam tạng kinh điển. Tức là cái hồi mà chưa gặp Ngài Quy Sơn, chưa bị đặt câu hỏi này ra, thì ở với thầy của Ngài Quy Sơn là hỏi 1 trả lời 10, là một người lanh mồm lẹ mép, hỏi là trả lời liền. Hỏi bất kỳ cái nào trong kinh là tiểu thừa, đại thừa, trung thừa gì đó là Ngài Hương Nghiêm trả lời không sót câu nào. Nhưng mà gặp Ngài Quy Sơn là thiền sư thứ thiện rồi, đặt một câu hỏi ngoài ngôn ngữ thì không còn ngôn ngữ để trả lời nữa, cho nên mới đốt hết kinh sách, lên núi ẩn tu. Và cái duyên chín mùi thật sự thì tất cả các thiền sư á, mà trước cái phút ngộ đạo là họ có những hành trang rất đẹp, đúng không? Có những hành trang mà cái người đời không thể so sánh được. Từ một cái vị tăng mà nổi tiếng trong Tòng Lâm, bây giờ trở thành vị tăng thường tình trên núi, tới ngày chỉ cút cỏ trồng rau, không cần biết tới ai và không cần bất cả đời biết tới mình nữa. Giống như vậy, thì nếu mà Ngài Hương Nghiêm không ngộ đạo thì suốt cuộc đời của Ngài chết trên núi cũng không ai biết đâu. Nhưng mà nhờ như vậy thì sau khi Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo thì bắt đầu Ngài mới xuống núi bắt đầu giáo hóa trở lại. Như vậy là trong Tòng Lâm có rất là nhiều các vị thiền sư, mỗi người ngộ đạo mỗi cách. Ở chỗ này chúng ta thấy là Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo do tiếng trúc, văn và bụi tre. Thì cái thiền khách hỏi là chọi trúc quên sở tri, tức là tiếng trúc, văn và bụi tre là ý thế nào? Tức là khi mà tiếng trúc văn một cái cách, vị thiền sư ngộ là ý thì sao? Cái chỗ mà thiền sư á, mà ngộ đạo mà mình muốn hiểu cái ý gì á thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được rồi. Cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không trả lời cái kiểu đó, mà Ngài nói một cách là rất là thơ, là lão chài mất thôi cưỡi vàng. Lão chài là cái gì? Là mọi người chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển để bắt cá. Thì chắc chắn là không thể có cái vàng bạc lớn. Cái thôi cưỡi vàng tức là nó rất là lớn chứ không có nhỏ, không có cái số vàng lớn để mất đâu. Đây là cái kiểu nói rất nghịch lý. Hay cha nghèo mà mất vàng lớn. Một người nghèo bị mất vàng thì câu này ý gì? Không có ý để cho ông hiểu. Nếu mà ông muốn hiểu cái ý mà văn tiếng trúc mà quên sở tri của Hương Nghiêm á, thì ông không thể hiểu được. Giống như cái chuyện của thằng cha chài lưới nghèo mà mất một cục vàng lớn, chuyện này là hoàn toàn không có ý. Nhưng mà Ngài trả lời rất là nên thơ, khiến thiền khách cũng chẳng có biết cái ý này là thế nào nữa. Tự nhiên hỏi cái chuyện của người ta ngộ đạo thì bây giờ lại nói cái chuyện của người cha chài mất cục vàng. Đâu có ý gì đâu. Ra tới thiền sư mà tìm ý để hiểu thì dứt khoát là không có cái gì để mình mang về. Không có gì để mình mang về hết. Rồi Ngài lại hỏi tiếp là thế nào là pháp thân. Vị này cũng muốn hiểu biết Phật Pháp chứ không phải là không. Thì muốn biết cái pháp thân của mình như thế nào, thì tại trung Ngài trả lời là bên ao thấy 2 cái, dưới trăng vui 3 người. Nên thơ vô cùng á. Pháp thân là cái gì? Tức là khi mà chúng ta đi cạnh cái bờ ao á, mình đi trên bờ và cái bóng mình hiện ở dưới, cho nên đi dài rồi xong rồi mình nhìn xuống, mình thấy là có cái bóng mình ở dưới và mình đi ở trên. Thì cái bên ao thì chúng ta thấy 2 cái, phải không? Cái đầu thật của mình và cái người thật, bóng đi ở dưới là bên ao vui 2 cái. Nhưng mà dưới trăng vui 3 người. Thì bây giờ mình đi bên ao mà giữa đêm trăng nữa thì có thêm chú cuội nữa. Mình với cái bóng với chú cuội, cho nên là vui chơi 3 người đó. Pháp thân là một cái gì nó hiện hữu nơi chúng ta trong từng hành động sống này. Nếu mà chúng ta biết nhận thì chúng ta sẽ nhận được hình bóng thật và nhận được hình bóng giả ở dưới sông kia. Và trước đêm trăng thì nó hiện ba bóng, thì chúng ta hiện rõ ba bóng. Có nghĩa là nơi pháp thân chúng ta có đầy đủ pháp thân, báo thân và quả thân. Không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhận thì chỗ nào cũng có thể nhận được. Tức là bên ao hai bóng chúng ta cũng có thể nhận được, dưới trăng ba người chúng ta cũng có thể nhận được. Muốn nhận pháp thân thì khắp chỗ, khắp nơi đều là pháp thân. Nhưng mà tuy có ba nhưng mà chỉ là một người mà thôi, phải không? Một người đó thấy thêm cái bóng và một người đó thấy thêm ông cụi, thì gọi là ba pháp thân, báo thân và quả thân. Nhưng sự thật nó chỉ là một người duy nhất. Và cái hiện hữu đó duy nhất, nó hiện hữu trong tất cả những cái tình huống của cuộc sống này. Cái người đi bộ trên bờ, cái bóng hiện dưới, hoặc là ánh trăng trên trời, hoặc là bóng trăng hiện dưới nước, thì chỗ chỗ nơi nơi đều là pháp thân. Ý Ngài Tuệ Trung Sĩ muốn nói chỗ này. Nhưng mà dù là pháp thân thì chỉ có một, pháp thân, báo thân và quả thân. Nói ba nhưng mà chỉ một mà thôi. Rồi chúng ta thấy thiền sư trả lời mình chịu không nổi. Trả lời cái gì đâu á, nói pháp thân thì nói chuyện bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người, nó chẳng có cái nghĩa. Rồi nếu mà chúng ta đột á, mà chúng ta tìm nghĩa thì rõ ràng là ông nào nói chuyện không có nghĩa gì để mình có thể hiểu được. Thì lại hỏi tiếp là pháp thân cùng sắc thân là đồng hay là khác? Thầy đáp là gươm mang hiệu long truyền, ngọc xưng tên hộ phách. Cái gươm á, nó có cái tên là long truyền. Thì vậy là giữa cái gươm và cái long truyền đó là một hay là khác? Là một hay là khác? Tại vì ở đây ông thiền khách này thắc mắc là cái pháp thân cùng với cái sắc thân của mình là một hay là khác. Giống như bây giờ mình tên là Nguyễn Văn Ổi, thì cái Nguyễn Văn Ổi và cái người của mình đang ngồi đây là một hay là khác? Nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Thì cái sắc thân và pháp thân nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp, phải không? Tất cả cái pháp của trần gian này đều là hoa vàng, đều, tất cả hoa vàng đều là bát nhã, tất cả măng tre đều là cái pháp thân của mình. Thì như vậy là cái thân này có phải là pháp thân không, hay là nó khác? Thì bây giờ một câu hỏi mang tính so sánh trong đó, thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho ông này hiểu là cái so sánh đó sẽ có một câu so sánh. Tức là gươm thì có cái tên là long truyền, còn ngọc thì được xưng là hổ phách. Nhưng mà cái hổ phách đó không phải là viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó lại mang tên là hổ phách. Cái long truyền không phải là cái gươm, nhưng mà được mang tên là long truyền. Cái gươm nó mang tên long truyền. Thì bây giờ cái tên long truyền của cái gươm là một hay là khác? Thay vì chúng ta nói là cái gươm, nhưng mà gươm nó tên long truyền. Thay vì chúng ta nói đó là viên ngọc, nhưng ngọc đó lại là tên hổ phách, thì có giống hay là khác? Để cho vị này, ở đây là chúng ta có thể gặm nhấm mà ý thức được. Chúng ta đọc qua, nếu mà chúng ta hiểu được chuyện này thì đây là chỗ để có thể ý thức gặm nhấm, chứ không phải là muốn khai thị. Tại vì này đang hỏi cái câu đang so sánh, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời theo kiểu so sánh của ổng, để ông thấy rằng thấy thì là khác nhưng mà không khác, thấy giống như một nhưng mà không phải là một. Đó, thì bây giờ là muốn hiểu thiền thì chúng ta phải hiểu cái kiểu đó. Một thì không phải một, mà khác thì không phải khác. Đó là cái lối nói của thiền. Có vị tăng hỏi tôi nói là suốt Thế Tôn nói suốt 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Tức là vị này thắc mắc, ở trong Kinh Lăng Già Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Còn trong Kinh Kim Cang nói sao? Nếu nói ta thuyết pháp là phỉ báng ta. Đức Phật chưa từng nói một câu nào. Trong đời Đức Phật kể từ, trong kinh đó là nói là kể từ lúc từ cung trời đâu xuất giáng thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đó Như Lai chưa từng nói một câu nào. Nhưng mà trong sử thì nói sao? Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Cho nên mới có 12 phần giáo. Chúng ta thấy trong kinh là Đức Phật nói với 12 phần giáo. Ví dụ như Đức Phật nói là khế kinh, trong khế kinh thì những cái lời lẽ Đức Phật giảng trong kinh là phù hợp với trình độ căn cơ chúng sanh và phù hợp với chân lý, gọi là khế kinh. Hoặc là nói tùng tụng, tức là sau chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật nói bài kinh nào đó, rồi dưới bài kinh đó thì có bài kệ tụng để tụng lại cái ý của đoạn kinh, tên gọi là tùng tụng. Rồi thứ ba gọi là phúng tụng, thì cái phúng tụng nó gần giống như cái trùng tụng này. Có nghĩa là Kinh tùng tụng là tụng lên ý trên, còn phúng tụng là tự động. Đức Phật có một bài kệ, ví dụ trong kinh Đức Phật nói bài kệ này, nói bài kệ kia. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lọt tối thắng, lạc tối thắng, bát nhã đường duy nhất, đến bình an bất tử. Thì đó gọi là cái phúng tụng. Kinh nó muốn gì? Có một số kinh là Đức Phật đọc những cái bài kệ mà không có nương ý của cái trước. Rồi cái thứ tư đó là kinh bổn sự, thứ năm là kinh bổn sanh. Thì trong cái kinh bổn sự á, là Đức Phật nói lên cái tiền thân của Ngài khi còn hành hạnh Bồ Tát là làm cái gì. Rồi bổn sanh cũng nói giống như vậy, là trong cái quá trình sanh tử Đức Phật là trong lúc mà hành hạnh Bồ Tát, có khi là làm thân nai để độ cái loài nai, có khi làm vua quan, có khi đi học đạo vất vả, vân vân. Tất cả những cái kinh đó, hoặc là kinh vị tần hữu, hoặc là kinh nhân duyên, kinh thí dụ. Và cuối cùng trong kinh là có cái kinh gọi là thọ ký. Thì trong 12 phần kinh mà được phân biệt ở trong giáo môn á, thì là những cái điều này Đức Phật nói. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào? Thì vị thiền khách này thắc mắc, nếu mà không nói tại sao có 12 phần giáo này? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là: hơi xong khỏi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là trong cái hộp mà chúng ta đựng một cái hơi á, đựng hơi, thì bây giờ khi mà mở miệng ra là hơi bay mất rồi, hơi bay mất khỏi bình rồi. Nhưng mà nó mong về lại, có nghĩa là khi Đức Phật đã nói những cái giáo lý của Ngài là xuất phát từ kim khẩu của Ngài nói ra, từ cái chỗ tự tánh chân thật của Ngài nói ra. Ngài nói nhưng mà chưa từng động lưỡi, cho nên nói là không có ngôn ngữ. Còn mình thì nói đâu là có ngôn ngữ đó, nói một lời là động lưỡi, một lời nói hai lời là động lưỡi hai lời. Còn Đức Phật thì nói mà không động lưỡi, cho nên thấy mở cái miệng hộp ra, hơi bay ra nhưng mà vẫn tràn đầy trong đó. Còn mình nó mở cái hơi xong ra là nó nguội hết rồi. Nó không có còn hơi, không có quay về trở lại được. Nhưng mà riêng Đức Phật nói là chưa rời tự tánh mà nói, Đức Phật chưa rời pháp thân mà nói, cho nên là hơi xong ra nhưng mà quay trở về hộp vẫn đầy đủ nguyên vẹn đó, chưa từng sức mất. Và mình mở hộp ra, mở hơi ra là nó bay mất rồi. Đối với Đức Phật là chỗ nơi tất cả thời, tất cả lúc trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật rồi là không rời tự tánh, không rời pháp thân. Cho nên ở chỗ tự tánh pháp thân mênh mông đó xuất tất cả những ngôn ngữ thành 12 phần giáo, nhưng chưa hề có một cái sự động tâm nào cả, chưa hề có sự động niệm nào đối với Đức Phật. Đức Phật nói rất là nhiều lời, nhưng mà đối với Phật là hoàn toàn không có ngôn ngữ. Nhưng với một chúng sanh bình thường thì chúng ta nghe Đức Phật nói có lời, có ngữ, có cú, có ngôn, có âm, phải không? Nhưng mà Đức Phật thì không hề rớt vào ngữ cú ngôn âm. Tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo hành giả đối diện Đức Phật liền có bài pháp. Ví dụ như là trong cái kinh nhân duyên hoặc là kinh Phật tự thuyết. Thì như vậy là có khi có nhân duyên nào đó, ví dụ như một vị tăng nào chết thì Đức Phật có một bài pháp theo cái kiểu chết vị tăng đó. Hoặc là có một vị thắc mắc hỏi thì Đức Phật mới nói. Hoặc là Đức Phật đi khất thực, người ta thắc mắc thì Đức Phật do nhân duyên nào đó Đức Phật nói. Hoặc là kinh Phật tự thuyết, có nghĩa là Đức Phật tự động thấy ra một bài pháp nào đó hay thì triệu tập đại chúng lại để nói cho đại chúng nghe. Như vậy là tùy hoàn cảnh, nhân duyên và đương sự mà có bài pháp cho người đó, chứ không phải pháp đó của Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật thuyết pháp là phỉ bán Phật, không đúng. Không đúng. Như vậy là ở đây á, là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời hơi thi vị, hơi xong hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là đối với Đức Phật là một cái bình thuốc báo. Vì chúng sanh có bệnh cho nên Đức Phật có ngôn ngữ để cho tiêu hết cái bệnh phiền não của chúng sanh. Vậy thôi, chứ Đức Phật không phải là người nói pháp. Đức Phật không phải chủ trương để nói pháp, không phải là chủ trương thuyết giảng. Mà vì có chúng sanh bệnh cho nên rồi là mở cái bình báo ra để cho tiêu bệnh của chúng sanh. Vậy thôi, chứ còn không phải là Đức Phật thuyết pháp. Cho nên nói 12 phần giáo, nói kinh này kinh kia, đó là một lối nói. Nhưng mà trở về cái nguồn thật, trở về cái chỗ chân thật là không có ngôn ngữ, không có ngữ cứu. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái chỗ thật. Ý Đức Phật muốn thu tóm tất cả những ngôn từ, ngữ cứu, những ngôn âm, những cái bài pháp của Đức Phật trở về cái chỗ chân thật là vô ngôn âm. Cho nên Đức Phật mới nói là kể từ cái cung trời Đâu Sức giáng thần nhập thai tới 49 năm thuyết pháp và tới ngày chúng ta nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói câu nào. Ở trong kinh Lăng Già Đức Phật có nói cái câu đó. Thì vị tăng này lại không hiểu nữa, cho nên á, mới hỏi tiếp: thế nào là Phật của chính mình? Thầy đáp: chẳng đến rượu, chẳng nếm rượu bồ đào. Chẳng đến rượu bồ đào thì khó gặp người đập hũ. Tức là bây giờ người hành giả hỏi là thế nào là Phật, thì Đại Trung Thượng Sĩ trả lời là sao? Chẳng đến cái chỗ mà nhậu nhẹt á, thì không thấy người cha sai đập hũ. Ông không biết thế nào là Phật thì ông phải đến vị trí đó chứ không thể hiểu được. Có nghĩa là muốn biết cái người cha nhậu xỉn đập hũ như thế nào thì tới quán rượu thì biết liền. Tới quán rượu thì biết đó. Nó xỉn nó đập hũ đập chai như thế nào, phải không? Muốn biết đối với đạo Phật là phải đến sự thật chứ không phải là hiểu về chỗ này. Đạo Phật nói ra những cái điều mà cho cái người sau học á, là chúng ta phải tới để mà thấy chứ không phải hiểu. Nếu mà chúng ta không đến để thấy thì dù có nói cỡ nào chúng ta cũng không biết. Giống như bây giờ một người đang mù, chúng ta diễn giải với họ là cái màu vàng nó đẹp như thế này, cái màu đỏ nó đẹp như thế kia, màu xanh nó đẹp như thế nọ, thì người mù chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy được. Giống như một người điếc mà chúng ta ca giọng này, chúng ta ca giọng kia, chúng ta ca giọng nọ cho nó ngọt ngào thì người điếc không bao giờ nghe được, phải không? Vì vậy là khi mà chúng ta chưa có mở mắt ra thì chúng ta không bao giờ thấy được sự vật. Cho nên ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói là ngươi phải tới chỗ đó thì ngươi biết Phật là cái gì. Giống như trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói sao? Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được điều này, còn là Bồ Tát cũng chưa chắc hiểu được. Vì vậy là ông hỏi thế nào là Phật của chính mình. Phật của chính mình mà mình còn không hiểu, mình đi sách đi hỏi người khác, tức là ông còn quá xa rồi. Khi nào ông thành Phật thì ông biết Phật chính mình là cái gì. Đó là ý Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn dạy như vậy. Lại hỏi làm sao để ý hội. Ngài đáp là nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Thơ đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ là sức khổ thành thơ. Ít có thiền sư nào trong lịch sử nhân loại mà trả lời với thiền khách theo cái kiểu Tuệ Trung Thượng Sĩ, độc nhất vô nhị trong cái giới thiền sư. Đã nói như vậy, một người đầy thơ văn và đầy có cái nét văn nghệ ca cứu. Ta hỏi là nói cái kiểu như ông thì làm sao khế hội được? Tôi không biết cái gì là Phật của chính tôi, mà ông bắt tôi phải thành Phật. Tôi biết thế nào là Phật thì lấy cái gì để tôi ngộ được đâu. Thì Ngài nói là nhà lớn chung đêm ngủ, một đêm ngủ sông dài chung đò qua. Tức là ý như thế nào? Ông đã ở trong đó rồi, tức là cái nhà lớn mênh mông đó, ông đã ở trong cái nhà. Bây giờ ông hỏi cái nhà là cái gì thì rõ ràng là vô minh. Tức là trong cái nhà lớn đó ông đã ngủ qua đêm rồi. Thì có vị thiền sư nói là ông ôm Phật, ông ngủ, ông sống chung với Phật hàng ngày mà không biết Phật là ai. Còn đằng này Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói hay hơn, là cái Phật của ông á, nó đã trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ông đã từng ở trong đó, ông đã từng sống, đã từng ăn, đã từng ngủ trong đó rồi, mà bây giờ ông hỏi thế nào là Phật. Còn sông dài chung đò qua, tức là ông đã từng đi qua lại trong cái dòng sông sanh tử này với Phật của ông rồi. Không phải một kiếp mà hằng hà sa số kiếp. Ông đã từng ở trong Phật tánh, ông đã từng ở trong Phật của chính mình, để đi qua dòng sông sanh tử này vô lượng kiếp rồi. Bây giờ còn quay lại hỏi với tôi là thế nào là Phật nữa, thế nào là lý hội nữa. Tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói rằng nó đã sẵn đủ với cuộc sống của chính ông rồi, thì bây giờ đừng có tìm cầu nữa. Thì cái đó nó lộ bài. Nó không phải ở bên ngoài để ông có thể tìm kiếm, nó không phải ở bên trong để ông soi rọi, mà nó làm cái gì vốn đã hiện hữu, nó vốn đã hiển bài rồi. Thì bây giờ thôi đi cái tìm cầu có tâm thức, thì hy vọng là ông tương ưng, chứ đừng có tìm, đừng có kiếm nữa. Ông kiếm là một sự sai lầm, vì ông đã ở trong đó rồi, ông đã sống trong đó rồi, thì đừng có tìm cầu. Thì vị thiền tăng này cũng không hiểu, mới tiếp tục hỏi thế nào là tâm của Phật. Giờ Phật có chính mình không thèm tìm, bây giờ hỏi cái tâm của cổ Phật là cái gì. Thì Ngài đáp là trọn nói khắp thành không uất sắc, đâu hai cửa tía có thiền duyên. Cũng thơ kệ vô cùng ấy. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất là văn nghệ. Thì bây giờ hỏi cái tâm của Phật, tức là cái tâm nguyên thủy của mình, nó cái bản thể chân thật, cái bản gốc của mình á, cũng như tất cả chư Phật đều đồng nhau. Cái đó là cái gì? Một người mà không ngộ được cái này thì phải tìm kiếm, và tìm kiếm thì không thể thấy được. Giống như một người á, Tuệ Trung Thượng Sĩ là nếu nói mà trong thành không có uất sắc, tức là trong thành lớn mà không có người đẹp, do chúng ta không thấy. Nhưng mà người thấy rồi thì sao? Chẳng hay bên cửa tía có thiền duyên, tức là bên cửa sổ có rất là nhiều người đẹp ngồi bên đó chứ không phải là không có, nhưng mà tại ông không tìm được. Thì bây giờ cái tâm của Phật nó cũng giống như vậy, tức là nó đã có, nó sẵn đủ với chính mình rồi, nó đã hiện hữu nơi con người chúng ta rồi. Nếu không có cái đó thì chúng ta không thể đi, không thể đứng, không thể nói, không thể cười, và cũng không thể đặt câu hỏi ra được. Nhưng mà mình không hay, mình không biết. Cho nên giống như mỗi người mà đi vào thành lớn để tìm người đẹp, tìm không ra. Nhưng mà thật sự bên tất cả những cửa sổ của những cái lầu cao thì có rất là nhiều cô gái đẹp ngồi trên đó rồi tức là sắc đẹp đã tràn ngập trong thành. Thì tâm của Phật đã tràn ngập không gian này, đã có đầy đủ, đã có trùm khắp rồi, chỗ nào cũng là Phật. Mà mình đi tìm kiếm, tức là mình không thể thấy được. Đem Phật mà đi tìm Phật là chúng ta không thể tìm ra. Thì vị này họ hỏi mà không hiểu, thì tiếp một vị tăng khác hỏi nữa. Là cổ nhân nói tức tâm tức Phật, vì sao Phật không hiện tiền? Tức là người này dẫn cái câu nói của người xưa. Người xưa nói tức tâm mình là Phật, thì tại sao Phật không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp là phanh trai tìm ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng công thôi. Nghe ngày đó kể tiếp rất là hay. Ta rất là thích cái kiểu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, văn nghệ vô cùng, phải không? Thì bây giờ ngài thì một người thiền khách hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, là cổ nhân nói tức tâm là Phật, tại sao nó không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nói một câu là phanh trai mà tìm ngọc á, tại ngày xưa trong lịch sử nhân loại có cái chuyện là mò trai để lấy ngọc, phải không? Thì bây giờ mò được con trai rồi mà banh nó ra để lấy viên ngọc trong đó thì dù có khó gặp, nhưng mà nếu mà phanh trai thì cũng có thể thấy được. Còn đằng này á, là mổ cá cầu trâu thì uổng công thôi. Tức là ông muốn tìm Phật, ông phải tìm cho đúng nơi, chứ ông tìm đặt rồi ông tìm ra ngoài, ông hướng ra ngoài để ông tìm cầu. Ông muốn cho cái Phật tánh nó không phải là lộ tướng như là cây cỏ lá hoa và đất nước trăng sao này. Phật tánh không có hình tướng mà ông muốn thấy để nó lộ ra ngoài theo cái cặp mắt bình thường của chúng sanh, là ông đã tìm lầm chỗ. Giống như bây giờ muốn tìm ngọc là tìm ở con trai, chứ đừng có mổ con cá, uổng công lắm. Ông mổ nát cái thân ông ra để ông tìm Phật tánh, không bao giờ được. Phật tánh không phải là cái thấy bằng con mắt. Hay giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời câu kiểu như mình, Phật tánh mà ông muốn lộ ra như cái chùa vậy làm sao mà ông có thể thấy được, phải không? Thì ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành đạo thà, chẳng thể thấy Như Lai. Đó thì cái người hành giả này hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là tại giờ sao mà tức tâm tức Phật mà sao Phật không hiện tiền? Phật hiện để cho ông thấy thì Phật nó không phải là Phật thiệt rồi ý ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng nói như vậy. Và ông muốn thấy Phật mà lộ ra mà mắt ông có thể thấy được là ông đã tìm sai chỗ, ông đã hướng sai đường, cho nên muôn đời ông không thể thấy được. Giống như mổ cá mà tìm trâu là không thể được. Muốn tìm trâu là phải tìm trong trai, con trai thì mới có trâu ở trong đó. Mặc dù khó nhưng phải tìm, tức là nó ẩn tàng, không có hình tướng. Mặc dù nó khó nhưng ông phải thể nhận nó ra bằng cái trí của mình. Khi mình tương ưng với cái đó tự động mình hiểu ra. Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu tâm thức thì giống như mổ cá mà tìm trâu là chuyện đó khó khăn. Tìm Phật mà bằng ý thức thì giống như người mổ cá mà tìm trâu. Cho nên phải dứt đi ý thức, khó khăn vô cùng, như là mò trai ở dưới đáy biển. Nhưng mà tìm đó mới là đúng. Cho nên con đường khó nhưng mà có thể thấy ra được. Còn cá thì chỗ nào cũng có thể bắt được, nhưng mà tìm trâu là không có. Cho nên ông muốn lộ ra cái hình tướng để ông thấy, ông muốn dễ để ông hiểu, ông muốn là có thể thâm nhập bằng cách này, muốn có thể thâm nhập bằng cách kia. Thì giống như người mổ cá mà tìm trâu thì là phí công vô ích mà thôi. Lại hỏi không thể dùng trí để biết, không thể dùng thức để hiểu thì thế nào? Tức là hỏi sát vấn đề rồi đó. Thầy đáp, người gỗ vào biển hát vô sanh, gái đá xuyên mây thổi tất bật. Đó, Bây giờ không thể dùng trí để biết phải không? Ông không thể dùng thức để ông hiểu phải không? Thì á, nó giống như cái gì? Là người gỗ vào biển hát câu vô xanh, mà con gái đá xuyên mây thổi tất bật. Cái người bằng gỗ mà vào cái biển thì hát được câu vô xanh. Người gỗ là cái gì? Là một người vô tri vô giác phải không? Cái hình nộm mà kêu hát cái câu vô xanh là hát được không? Không được. Rồi gái đá, tức là cái cục đá mà tạc hình cái người phụ nữ mà xuyên mây, mà thổi tất bật, nhảy múa lung tung. Thì đây là cái ý gì? Muốn hiểu thì hiểu đi, hiểu cái người gỗ hát đi. Ông muốn hiểu thì hiểu cục đá nói cái gì. Thì lúc đó ông sẽ hiểu là cái chỗ mà không thể dùng trí để biết, cái chỗ mà không thể dùng thức để hiểu, đó là người gỗ hát khúc vô sanh và cái cục đá biết nhảy múa lung tung. Đó, muốn hiểu thì hiểu như vậy. Giống như là đờn không dây mà khải khắp trần gian này, giống như tay một bàn mà dỗ lên được tiếng kêu. Muốn hiểu cái chỗ đó thì ông phải hiểu như vậy, chứ không có chuyện khác để mà hiểu. Ông muốn hiểu cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức, thì khi nào mà bể cái đầu hết tâm thức đi thì biết chỗ đó là cái gì. Ông này đặt vấn đề gần đúng thì sẽ được một cái câu khai thị mà rất là hay. Chúng ta đã thấy là thiền sư chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ mới có cái lối trả lời độc nhất vô nhị như thế này. Lại hỏi là thế ấy thì không hiểu cũng không biết. Thầy đáp: không nhân chưa đến, khổng nhân chưa đến, trung phong biết. Tiếc chúc chẳng nhờ, tiệc vũ hay. Tức là bây giờ á, cái chỗ đó thì không hiểu cũng không biết, đúng không? Tức là cái chỗ mà Phật tánh đó đó, cái chỗ mà vượt cái hiểu biết này, thì chỗ đó là vô tri vô giác, đúng chưa? Thế là bây giờ tại vì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời là người gỗ hát khúc vô sanh, mà gái đá thì thổi càng tất bật. Người gỗ thì làm gì có tri giác, mà cục đá đó cũng không tri giác luôn, vậy đúng hả? Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời như vậy thì hành giả này hiểu lầm. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ mới thấy được cái ý của thằng cha này là khổng nhân chưa đến, trung phong biết, tri phong biết. Có nghĩa là ngày xưa trong lịch sử có con ngựa gọi là con ngựa tri phong, là ngựa đổi gió, nó chạy rất là nhanh, chạy nhanh hơn gió, gọi là ngựa tri phong. Thì khi mà khổng nhân, tức là Khổng Tử chưa tới á, thì con ngựa đã biết trước rồi, biết là cái người chủ mình sắp sửa tới rồi. Tức là con ngựa thì thường thường nó không có tri giác giống như mình, không có hiểu biết, không có cảm nhận giống như mình. Nhưng mà tại sao là khổng nhân, cái người mà muốn cởi nó chưa tới, nó đã biết? Thì đó là một cái loại đặc biệt của tự tánh. Nói thì vô tri vô giác, nhưng mà không có gì không biết hết đó, không có cái gì dối vào mắt nữa hết. Ngay có con ngựa mà khi cái người chủ tiêu tới, nó đã biết từ xa rồi. Có nghĩa là cái tự tánh của chúng ta, nó biết không phải chuyện nhỏ, nó biết xa dữ lắm, biết thậm chí là cả quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng biết nữa. Cái chuyện mà mênh mông khắp 10 phương pháp giới xảy ra cái gì, cái đó cũng biết, chứ không phải là vô tri vô giác như ông hiểu. Ông đừng có nghĩ là cái cây nó vô tri, gỗ nó vô tri mà hát được khúc vô sanh. Tức là vô sanh nó vô tri giống như cây gỗ, phải không? Vô sanh nó vô tri giống như cục đá, là ông đã hiểu lầm. Cái đó nó linh diệu, nó màu nhiệm và linh thông để có thể nhận biết tất cả mọi duyên cảnh mà cái người thường không thể biết được. Giống như con ngựa tri phong là một trong những con thú linh thật sự, nó cảm nhận từ xa người chủ mình sắp sửa tới. Và cái thứ hai là tiếc chúc chẳng nhờ, triệt vũ hay. Tức là một cái loại mà triệt vũ là một cái loại thanh kiếm, chém một cái đứt cọng tóc, nó bén đến mức độ như vậy. Mà tiếc chúc là chưa từng chạm thanh kiếm này, nhưng mà Ngài hiểu được cái bén của thanh kiếm. Tức là thanh kiếm bén, Ngài Tiết Chúc hiểu được đó là một thanh kiếm quý, nhưng mà Ngài chưa từng gặp. Chưa từng gặp, Tiết Chúc chẳng nhờ, tức là chưa từng nghe cái thông tin gì, chưa từng nghe người khác nói về cái thanh kiếm này. Nhưng mà với trí tuệ của Ngài Tiết Chúc á, nhìn thanh kiếm biết nó đủ bén và bỏ cọng tóc xuống chặt đứt liền. Thì vậy là cái người mà nhận được cái vô sanh kia, cái trí tuệ của họ xuyên thấu hết tất cả mọi hành động, mọi vật chất, mọi điều trong cuộc sống này. Chỉ cần nhìn qua, không cần thông tin là người đó biết liền. Giống như bây giờ thiền sư mình nhìn thấy mình là biết tâm mình đang ở đâu liền. Mình ngộ hay là chưa ngộ, mình còn dướng mắt hay là không dướng mắt, thì thiền sư biết. Cho nên Tiết Chúc là mỗi người rất là sanh sỏi về kiếm pháp. Thành ra không cần phải là giới thiệu là kiếm hay kiếm giỏi gì, nhưng mà nhìn thấy kiếm báo là biết liền, biết liền. Thì ngày xưa chỉ có loại là cái loại mà triệt vũ, tức là một trong những cái loại kiếm bén nhất, bỏ con tóc ba giữa hay không, chặt cái đứt làm hai liền, kiếm đó mới là kiếm bén thật. Như vậy là ngài Tiết Trúc biết, nhìn kiếm là biết nó bén cả chừng đó. Như là cái ý muốn nói là khi một người nhận được cái vô sanh thì không phải là vô tri vô giác như cây gỗ, mà linh thông quyền diệu giữa cuộc sống này. Người nhận được đạo lý là rất là linh thông, cái hiểu biết, cái nhận biết nó sâu sắc và tinh tế đến chiều sâu của tâm thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn người, rõ ràng mình không biết thông tin về người đó đâu, như thiền sư nhìn biết hết, ngay cả chân tướng, thậm chí biết luôn kiếp trước từ đâu tới, không phải biết một kiếp mà biết ngàn kiếp, và thậm chí biết được cái chuyện sanh tử của mình sắp tới luôn. Đó mới là cái biết sâu, biết cạn, thấy được tới chân tướng của mình, và thấy cái tâm tư của mình đang chừng này, và mình chừng nào nó mới tiến được cái gì, và tới lúc nào mới có thể đủ khai thị cho người này ngộ đạo, là thiền sư biết. Và đó, mọi người ngộ được vô sanh là thấu thoát tất cả các pháp của trần gian này mới được gọi là ngộ, chứ không phải là nhận biết cái đó là vô tri vô giác. Cái vô sanh nó không bị sanh tử làm quấy rối, cho nên rõ thông và sáng rực như trời xanh, chứ không phải là cái chỗ đó nó vô tri vô giác. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Ra khi một người thiền sư đã ngộ rồi là cái trí tuệ họ thông hơn người bình thường, họ hiểu biết sâu sắc hơn người bình thường, họ nhạy bén tinh thông hơn người bình thường. Thì vị thiền sư này mới nói là, lại hỏi là thấy sắc liền biết tâm ý này thế nào. Thì ngài Đại Trung Thượng Sĩ mới trả lời là vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Rất là hay. Thì bây giờ ở một cái nước mà họ không quần áo á, mà mình mặc cái khố thì lỗi nhịp, đúng không? Tức là xuống biển mà còn mặc đồ là rất là dở. Vô phòng tắm mà còn mặc đồ thì tắm không bao giờ sạch. Thì khi mà mọi người mà đến cái nước lõa thể rồi là không được quyền mặc dù cái khố nhỏ, một miếng vải nhỏ che cũng không khế ứng. Ông hỏi là thấy sắc liền biết tâm là thế nào, tức là người đó tương ưng với từng nhịp một trong cuộc sống nào, không bao giờ lỗi. Nếu một người thấy sắc mà rõ tâm á, thì người đó là cái người linh thông trong cuộc sống này, đối duyên xúc cảnh liền khế ứng, hòa hợp và hòa nhịp, không có một cái chỗ lỗi lầm. Cho nên đến xứ lõa thể là liền cởi trần, không có mặc áo, không mặc khố. Thì mọi người mà thấy sắc mà biết tâm là người đó sống không lỗi lầm trong trần gian này nữa. Đó là người thấy sắc mà rõ tâm. Thứ hai là chớ có học hàm đan quên ngọc đào. Tức là ngày xưa ở Trung Quốc đó, có một cái nước Ngụy, thì có rất là nhiều cái thơ nhạc hay, có nhiều cái nét văn hóa hay, thì các nước đều tới nước Ngụy để học. Thì có một cái nước gọi là cái nước Hàm Đan cũng tới đó học, nhưng mà khi học xong rồi thì quên đi quốc gia của mình, tại vì hay quá rồi hòa nhập đó sống luôn. Giống như bây giờ các nước phương Tây hay quá, cái mình từ Á Đông mình qua đó mình học cái mình quên về quê luôn, ở đó luôn. Đó, thì bây giờ là cái chỗ mà thấy sắc liền biết tâm á, thì khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta rõ biết được cái nguồn cội của chính mình, tức là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là dù chúng ta có tiếp duyên xúc cảnh nhưng mà vẫn ở nguyên nơi vị trí chính của mình, không bao giờ bị lầm lẫn nơi duyên cảnh. Nhìn thấy hành sắc, nghe âm thanh và lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà vẫn ở nguyên cái vị trí chân thật, sáng suốt, nhiệm màu của mình, chứ không có rời tự tánh mà thấy biết, không có rời tự tánh mà động dụng. Cho nên nếu mà ông nói là thấy sắc mà rõ tâm, tức là người đó đang luôn trụ vững ở nơi chân thật của chính mình mà không bị lầm. Cho nên đừng có học cái kiểu hàm đan mà quên ngọc báu, bỏ nước mình đi học rồi theo người ta ở luôn, không có về quê nữa. Không phải như vậy. Tức là người mà khi thấy duyên cảnh mà bị dính mắc là quên cội nguồn, nghe âm thanh mà bị dính mắc là quên cội nguồn. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là muốn thấy sắc mà biết tâm thì là cái người sống luôn luôn không bao giờ quên cội nguồn, thì mới gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là xuất mục bồ đề, cái gì hiện trước mắt đều là bồ đề, đều là giác ngộ, thì đó gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Đó là cái ý mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói. Thì có một vị thiền khách hỏi tiếp là thế nào là gia phong của thượng sĩ? Thượng sĩ đáp là nhàn ném trái rừng, kiêu vượng tiếp, lười câu cá suối, khiến hạt tranh. Nên thơ vô cùng. Bây giờ hỏi lung tung rồi, bây giờ hỏi cái gia phong của ông là cái gì? Tức là cái sự nghiệp của ông là cái gì? Đạo lý của ông đang sống là cái gì? Cái chỗ của ông hiện tại là cái gì? Thì là nhàn rỗi hái cây dục cho rượu trượng bắt để nó ăn chơi cho vui. Còn nếu mà làm biến là xuống suối câu cá, quăng cho hạt ăn chơi vậy. Ta là vậy chứ ta cũng chẳng có cái gì là mục đích. Nhàn rỗi thì hái trái cây quăng cho dưỡng bát chơi. Còn nếu mà lười lười nữa, ta xuống suối ta câu cá, dục cho cò nó ăn chơi. Gia phong của ta là vậy. Thay vì bây giờ có một vị thiền khách hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng, thì nó là cái chỗ của ta là muốn làm chúng sanh ngộ đạo. Ta muốn là phải làm thế này thế kia trong cuộc sống này để cho cái cuộc đời ta có ý nghĩa. Ta phải làm đạo để cứu giúp chúng sanh muôn loài cho nhân dân, không? Đó là gia phong. Gia phong. Nhưng mà thượng sĩ thì gia phong rất là nhàn rỗi, phải không? Nhàn nhàn rảnh rảnh thì hái cây dục cho khỉ ăn chơi. Còn buồn buồn xuống suối câu cá cho cò, cho nhạn, cho hạt ăn. Đó, gia phong của ta là vậy đó. Tức là giữa đời này đối với thượng sĩ là không có cái gì chủ đích. Tức là không có sở chứng, không có sở đắc, không có sở cầu, không có sở sợ. Với Ngài sống hoàn toàn không có mục đích. Không có mục đích. Tức là ứng duyên xúc cảnh luôn luôn khế ứng, hòa hợp, không có lỗi nhịp. Với Ngài vậy là đủ. Tức là cuộc sống của Ngài ngay tại đây và bây giờ, ngay cái chỗ hiện tại hiện tiền này với Ngài rõ ràng, không lầm lẫn. Vậy thôi chứ không có chuyện giao phong, giao phiết vậy đó. Ta không có giao phong, ta không có chỗ để dựa, ta không có mục tiêu, không có mục đích, và không có gì quan trọng trong cuộc đời này cả. Tức là người hết quan trọng thân, hết quan trọng tâm, không còn quan trọng hoàn cảnh, không còn quan trọng thế giới này, không còn quan trọng sự nghiệp. Hoàn toàn với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có chuyện đó. Với Ngài là tự tại vô ái ngại từng phút giây một, không có trước, không có sau. Thì đó là gia phong của thượng sĩ. Đối với một người thiền sư như thiền sĩ thì chúng ta không có tìm được cái đất đứng của Ngài. Đó giống như hồi trước mà các vị khen tặng á, mới nhìn nó thì thấy trước mà thoạt nó thì ở sau lưng. Tức là Ngài không có chỗ để trụ, không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp và không có định hướng. Mọi người sống vô mục tiêu. Đó là gia phong của thượng sĩ. Chắc là bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng. Thời gian còn lại là chúng ta có thể hỏi đáp với nhau. Thì ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Ở trong buổi sáng này chúng ta có quyền được hỏi những câu liên quan tới đạo lý ha. Buổi sáng này chúng ta dành cho hỏi đạo lý. Câu hỏi thứ nhất được ghi trong giấy là: thưa Thầy, ở phần chánh nghiệp trong bát chánh đạo của bản Kinh Tứ Diệu Đế mà Thầy đã từng giảng giải trước đây, trong đó Thầy có nêu là trường hợp khi một người trước khi lâm chung mà đã bị hôn mê thì không còn cách nào giúp được họ để có thể vãng sanh một cách tốt đẹp. Vậy thì đối với một người không bị hôn mê nhưng bị lẳng hoặc bị điên khùng, mất trí thì có còn cách nào để giúp họ trước, trong và sau khi lâm chung không? Thật ra cái người hôn mê thì phải nói là đành chịu luôn, theo nghiệp. Tức là bây giờ phải đoán định theo cái nghiệp họ là trước khi họ hôn mê họ làm thiện hay họ làm ác nhiều. Thì khi hôn mê đó cái thiện ác nó sẽ cuốn họ đi vào con đường sanh tử mà mình không phụ giúp được. Khó, rất là khó phụ giúp đối với người hôn mê trước khi chết. Tại vì á, khi chúng ta chết á, chúng ta đang ở một trạng thái nào thì chúng ta thọ thân trung ấm ở trạng thái đó. Ví dụ như một người chết bị đứt tay chết rồi, thì họ mang thân tung ấm, không có cái tay. Họ lủng bụng họ chết, mang thân tung ấm lồi phèo. Nói vậy. Ra khi mà một vị mà giỏi về đạo lý thì họ có thể khai thị trong đám tang đó đó. Họ nói cho người chết biết là ông là cái người lành lặn hoàn toàn, không có bị đứt tay, không bị chân, không bị cục giò. Thì cái thân tung ấm nó là cái thân của tâm thức tạo ra, mà tâm thức thì không có què quặt như cái thân vật chất. Để biết cách khai thị đó thì người ta nhìn lại mình không có què là có cái tay liền, có chân trở lại liền. Có người hôn mê trước khi chết thì họ ở trong tâm thức mê mẩn, mù mờ, rất khó khai thị, rất khó khai thị. Thì cái này chỉ còn có cái nghiệp của họ phải chịu thôi. Tức là bây giờ trước khi mà họ chết, họ thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều là họ theo cái chuyện này. Thật ra chúng ta cũng còn có một cái trước khi hôn mê là sống tốt không? Trước khi hôn mê là sống thiện để chúng ta tạo cái phước báo sẵn đó đi. Rồi tới hồi hôn mê thì cái đó nó đẩy mình đi. Chứ còn cái người xung quanh là phải thực sự rất là khó. Chỉ trừ trường hợp có một cái vị đại thiền sư nào đó đủ sức để đập vỡ cái mê này thì chuyện này rất hiếm có, một cái vị nào đủ năng lực. Chứ còn tụng kinh mà bái sám mà cầu siêu mà nói cái người mê này mà được tỉnh là khó lắm, vô cùng khó lắm. Chỉ có bậc mà đại tông sư á, đủ sức để phá cái mê đó, làm cho người này bừng tỉnh ra thì hy vọng cứu thoát. Mà người này thì hiếm lắm. Người này thì hiếm có trên đời. Câu hỏi thứ hai là các thầy thường hay giảng với Phật tử rằng ở đâu có đau khổ, ở đó có đạo Phật xuất hiện. Ở đâu có đạo Phật xuất hiện thì ở đó sẽ được an lạc và hạnh phúc. Vậy từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm rồi. Cũng có nghĩa là đạo Phật ra đời ngần ấy năm. Thế mà trong kinh sử để lại cho thấy đạo Phật chỉ xuất hiện và phát triển ở phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa. Còn các phương khác thì chỉ xuất hiện các tôn giáo khác, hoặc là có nơi trong truyền thuyết để lại họ chỉ tôn thờ các vị thần linh mà không hề có đạo Phật xuất hiện để có thể giúp họ vượt qua đau khổ của trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát. Ở trong kinh thì nói đạo Phật xuất hiện để có thể cứu khổ, đem lại niềm vui cho chúng sanh. Cho người này thắc mắc là đạo Phật hay quá, tại sao không có lan khắp thế giới đi mà có nước này hoặc là nước kia, hoặc là bây giờ có đạo Phật rồi mà chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. Cái câu nói này giống như ngày xưa là có một người hỏi Đức Phật, hỏi tại sao mà đạo Phật là cái đạo giải thoát như vậy mà chúng sanh còn làm mê mãi trong sinh tử. Đức Phật nói là bây giờ ông bắt đầu ông đi hỏi 10 cái nhà, 10 gia đình á, ông hỏi đặt câu hỏi này ra. Và nếu người ta trả lời thì ông ghi sổ, ông đem về cho tôi. Sau khi hỏi 10 gia đình rồi đem lại tôi sẽ giải thích cho ông. Thì bây giờ đặt câu hỏi thử là chúng ta có muốn giải thoát chưa? Hay là ví dụ bây giờ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát rất là hay, tại sao quý vị không có giải thoát mà còn làm chúng sanh? Thì người ta trả lời là sao? Tôi nói thiệt với chị, tôi cũng muốn tu lắm, rồi lúc này tôi bận rộn quá, tôi còn chuẩn bị làm ăn cái này, chuẩn bị làm ăn cái kia, tôi còn là 2-3 đứa con nó học chưa xong, rồi chồng tôi đang có vợ nhỏ, tôi chưa có giải quyết hết. Nó đủ thứ chuyện luôn đó. Đó, rồi đó là một người trả lời, rồi người kia có hoàn cảnh khác, người nọ có hoàn cảnh khác. Cho nên đạo Phật thì rất là hay, nhưng mà tại vì mình bận làm chuyện khác chưa chịu tu giải thoát, thành ra là mình không được giải thoát. Thì cũng vậy, tất cả chúng sanh nước này, nước kia, nước nọ là họ còn đang muốn cái gì chứ họ đâu muốn giải thoát đâu. Không, chính bản thân mình là Phật tử nhưng mình còn rất là nhiều lý do, phải không? Thậm chí lại vô đây ngồi nghe pháp buổi sáng thôi là có người tới nghe không được vì lý do rất là bận rộn. Buổi sáng này tôi đang còn hẹn một cuộc hẹn này, nếu mà nó trễ một chút là mất tới mấy tỷ bạc mà nghe giảng là đâu có gì đâu. Nên tôi phải chạy về để giải quyết cái vụ đó, mà có rảnh thì chạy vô tôi nghe, ví dụ vậy. Thì đó là chúng ta còn rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều lý do để chúng ta không đến được cái đạo giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là đạo giác ngộ giải thoát không đến với mình, đã có rồi, sẵn hết rồi. Bây giờ muốn giải thoát hay không là chuyện của mình. Bây giờ muốn tu giải thoát á thì phải làm sao dứt trừ cái ái nghiệp, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà tình cảm sôi động lên rồi bỏ không có được. Uổng. Đang nhớ người này thấy hấp dẫn quá, nhớ người kia thấy quyến rũ quá, mà bây giờ mình kêu mình dứt trừ tình cảm để mình tu tập giải thoát, mình thấy nó khó chịu trong lòng á, thấy nó ấm ức lắm. Thì thôi để tôi yêu xong trận này đi rồi tính. Rất là nhiều lý do. Thì mỗi một người đều có một lý do để từ chối cái đạo giác ngộ giải thoát, cho nên người ta không có được giác ngộ. Chứ đừng có đổ thừa là đạo Phật không đến với họ, có hết rồi. Nhưng có điều là chúng ta chưa chịu tới. Câu hỏi thứ ba, cầu nguyện hồi hướng bố thí trong các bữa ăn uống hàng ngày mà thân không được sạch sẽ, không ăn mặc tề chỉnh, là người nam giới thì cởi trần thì có nên không, mong thầy chỉ bảo. Thật ra thì trước cái bữa cơm á, chúng ta không nên ở trần, rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm trời ban cho mình, mà mình không có coi trọng á, thì lần mình sẽ không có. Cho nên trước bữa ăn là chúng ta nên trang nghiêm, mặc áo đàng hoàng, chứ đừng có cởi trần ăn cơm là không tốt. Dù rất là nực nhưng mà cũng phải mặc áo vô. Này, cái gì mà chúng ta coi trọng thì cái đó nó sẽ tiếp tục có với mình, mà cái gì chúng ta coi thường là nó sẽ ra đi. Không, đói cơm là một điều rất là quý, mà chúng ta không coi trọng để chúng ta ăn thì không tốt. Thật ra khi mà đối trước các bữa ăn hàng ngày mà chúng ta nên trang nghiêm trước bữa ăn như một buổi lễ quan trọng của chính mình, thì đời đời cái phía chúng ta không bao giờ bị thiếu đói. Đó là nhân quả. Nhân quả, tại chúng ta coi trọng nó quá, chúng ta quý nó thì nó có ra đi, nó cũng trở lại với mình. Nhưng mà mình không quý cái gì rồi ra đi, đi luôn rồi trở lại, không đâu có quan trọng gì với mình đâu, trở lại làm gì. Cho nên tất cả những người ở trần ăn cơm luôn luôn là sẽ có nhân quả thiếu cơm, thiếu áo. Bữa cơm là một cái gì hết sức linh thiêng của chính mình á, thì quý vị sẽ thấy đặc biệt tất cả những người mà có một cái đời sống vật chất tốt, trước bữa ăn họ trịnh trọng vô cùng, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta vô chùa thấy quý thầy ăn cơm phải mặc áo tràng, vì lý do đó quý thầy rất là quý cái bữa ăn này. Vì tất cả những công sức của rất là nhiều người dâng đến, cho nên là Phật tử vô chùa chúng ta cũng vậy, mặc áo tràng ăn trơm đã thể hiện được cái lòng kính trọng của mình đối với mọi cái. Cái thứ hai nữa là những người hiểu biết thì họ thấy được cái giá trị của một hạt cỏ tương đồng với trăng sao trời đất này, không có cái gì đáng khinh miệt coi thường cả. Huống chi là hạt cơm mình ăn để nuôi sống thân mạng này. Để người nào mà coi thường bữa ăn mà có một thái độ không tốt trong bàn ăn thì rất là nguy hiểm. Cái câu hỏi tới tiếp là nhờ thầy giảng Tuệ Trung Thượng Sĩ sống không mục đích, tùy duyên, xuất cảnh, nhưng thường tình cuộc đời nếu sống không mục đích thì người đời lại chê là sống thừa, sống vô tích sự. Vậy thế nào là đúng? Kính mong thầy chỉ dạy. Trong cái cuộc sống á, chúng ta thấy cái người mà gọi là sống gì hồn nhiên vô tư á, nó có hai dạng. Mà đa số những người trí thức thấy những người hồn nhiên đều chê họ là người dốt. Sống mà có cái mục đích này giống như là chúng ta sống mà phải có danh, có phận ở đời để đời quan trọng mình, ví dụ vậy. Đó là mục tiêu sống làm đẹp của đời này. Còn cái người sống mà không mục tiêu, họ không muốn làm đẹp cuộc đời này, tức là không phải vì có danh, có phận trong trần gian này, mà họ vì cái khác rồi, cao thượng gấp 1 tỷ lần của cái làm nổi danh, nổi phận trong đời này. Không phải là chúng ta có tích sự trong đời này là chúng ta giỏi. Đó là mục tiêu sống của một cái đời ngắn ngủi. Còn cái người sống mà không tích sự như Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không có nhắm ở trong cuộc đời thường tình, mà Ngài đang sống với một cái gì không thể đổi được trong trần gian này. Một phút giây của một người vô tích sự giá trị bằng hàng tỷ cái đời sống hiện tại của chúng ta, dù chúng ta là ai. Chứ không phải được vô tích sự Tuệ Trung Thượng Sĩ là dễ rồi. Nhưng mà một mặt khác chúng ta thấy đến cái chuyện mà một cái người sống vô tư hồn nhiên á, thì thế gian này cho là dốt. Nó có hai mặt. Một người sống vô tư á mà trưởng thành khác với một người sống vô tư hồn nhiên của một đứa bé. Nên chúng ta thấy trên gương mặt một đứa bé thì hết sức là hồn nhiên vô tư, nhưng mà khi lớn lên rồi á, nó được học, nó được hiểu, nó được xông ướp bởi những cái kiến thức xã hội để nó bẻ cong sự vô tư nó đi. Thì bây giờ chúng ta là những đứa bé đang được xông ướp để mấy mươi năm rồi, chúng ta đầy ắp kiến thức, thì mình cho rằng mình hiểu biết, mình hết vô tư, hết hồn nhiên rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại cái lúc mà đang không còn vô tư hồn nhiên này của mình, lúc mà đang có kiến thức này của mình, thì mình sống an lạc hay mình đang bất an? Bất an hoàn toàn. Cho nên thiền sư thì thường là phải chết đi một lần để trở lại hồn nhiên vô tư, tức là bắt đầu trưởng thành. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là ở trong cái dạng này, tức là chúng ta phải sống sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời này để chúng ta hồn nhiên vô tư trở lại. Thì trong cái trong sáng hồn nhiên vô tư này, họ tròn đủ, họ không có mong cầu thêm kiến thức nữa, họ không còn mong cầu danh lợi nữa, họ không còn tìm cầu cái vật dụng trong trần gian này nữa, mà họ đã có một cái gì quá tròn đầy rồi, họ đã đủ quá rồi, cho nên không muốn thêm. Thì trở lại trạng thái hồn nhiên vô tư đó là đúng, là bậc thầy của hồn nhiên vô tư, là những người đáng tôn kính. Còn hồn nhiên vô tư như đứa bé thì vẫn còn thấy thiếu thốn khi lớn lên. Thì chúng ta là những đứa bé đã sống nhiều chục năm trong cuộc đời vẫn còn thấy thiếu. Chúng ta đã trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức cho cuộc đời này, nhưng mà nhìn lại chúng ta là những người đang tiếp tục để sinh xỏ ở trần gian này nữa. Chúng ta tiếp tục còn lang thang để sinh xỏ, sinh ăn trong lục đạo luân hồi này nữa, chứ chúng ta chưa có nghĩ. Như một người hồn nhiên vô tư như Tuệ Trung Thượng Sĩ là không còn sinh nữa, đã đủ rồi. Bây giờ chỉ còn ban phát thôi, chỉ còn cho ra, chỉ còn giúp đỡ người khác, chứ không có chỗ để thiếu, không có chỗ để tìm cầu thêm nữa. Một người vô tư là đạt tới cảnh giới này, tự tại tự do, không còn thiếu thốn nữa. Chứ không phải là vô tư là vô tích sự đâu. Thầy bảo học thiền thì không cần hiểu, không cần cố chú ý để hiểu, cứ để tự nhiên. Vậy thưa xin thầy chỉ cho con làm thế nào để được hiểu? Có phải khi mình nghe thuyết pháp nhiều thì sẽ tự ngộ ra hay không? Tất cả những cái kiến thức đều dẫn thêm chúng ta đi vào con đường sanh tử. Cho nên hiểu có nghĩa là chúng ta tăng thêm kiến thức. Tăng thêm kiến thức tức là tăng thêm ý niệm sanh tử trong tâm mình. Cho nên là chúng ta muốn dừng cái cuộc sanh tử này thì chúng ta phải dừng sự hiểu biết lại, thậm chí phải chết đi cái hiểu biết này một lần, để chúng ta tái sanh lại lần sau trở thành con người hồn nhiên vô tư như hồi nãy nói. Ra thiền, mục đích của các thiền sư, chúng ta dùng thiền sư có mục đích thì nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tất cả các thiền sư đến trong cuộc đời này đều muốn đập phá tất cả những cái hiểu biết và tri kiến vốn có trong đời này của mình. Chứ các vị không muốn chúng ta tăng thêm, vì các vị đã thấy rõ cái bệnh của kiến thức rồi, các vị thấy rất rõ cái bệnh của hiểu biết rồi. Đó gọi là bệnh chứ không có tốt lành gì. Thì các vị muốn chữa bệnh hiểu biết của chúng ta, muốn chữa bệnh kiến thức của chúng ta, các vị không cho chúng ta hiểu. Nhưng mà mình thấy rằng mình không hiểu thì mình sẽ sống không tốt trong cuộc đời này. Đối với cuộc đời này phải có kiến thức này là mình mới sống được. Đối với cuộc đời phải có kiến thức kia chúng ta mới sống được. Chúng ta phải có kiến thức nọ chúng ta mới sống được. Nhưng thực sự nếu một người không kiến thức thì cuộc đời này sống luôn luôn tốt. Có kiến thức chúng ta có thể bóp méo sự thật, nhưng mà không có kiến thức chúng ta sẽ sống đúng với sự thật trong từng giây từng phút. Đó thì đời sống của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không có mục đích, không có kiến thức là như vậy, mà không bao giờ bị lỗi nhiều. Còn chúng ta có quá nhiều kiến thức rồi, nhìn lại để chúng ta sống bao lâu nay được cái gì? Chúng ta có thấy đúng sự thật chưa? Sống đến với sự thật chưa? Chưa. Vì do kiến thức nó đã ngăn chặn sự thật của chúng ta với cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây thì liền là cái bông cát tường, hoặc là chúng ta thấy nó là bông cúc, thì đó là kiến thức của chúng ta trên bông. Thì vừa nhìn bông là cái kiến thức nó hiện ra để nó che chắn. Mình thấy bông nó đẹp cỡ nào thì mình không thấy cái đẹp của bông đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó là cái bông gì á, là kiến thức nó hiện ra để che chắn sự thật khi chúng ta tiếp cận đối với duyên cảnh. Lý do đó mà các thiền sư không muốn lột cái kiến thức màu của chúng ta ra đi, lột kiến màu chúng ta đang mang đi, để con mắt chúng ta thấy tới tất cả vấn đề, để chúng ta tiếp cận được cái sự thật ngay trong cuộc sống này. Đó là lý do mà thiền sư kêu chúng ta đừng có kiến thức. Và chúng tôi cũng bắt chước mấy thiền sư, chúng ta kêu quý vị đừng có hiểu. Chúng ta hiểu thì nó đúng nhưng mà nó không phải. Hiểu thì đúng nhưng mà không phải. Cho nên là làm sao khi mà chúng ta nghe đạo lý, chúng ta học đạo lý, mà nhất là chúng ta học đạo thiền, thì chúng ta phải rơi rụng kiến thức, chết đi cái kiến thức, thì chúng ta mới có thể tương ưng và thông cảm. Cái sự tương ưng thông cảm đó không phải là sự hiểu biết, mà là khi chúng ta đã vượt tầm tri thức là chúng ta được dọt lên cao. Còn tri thức là chúng ta còn bị đè nặng ở tầng sâu của tâm thức, tức là ở tầng sâu của sanh tử. Nhưng mà kiến thức chết một phần, tức là chúng ta phá được một tầng vọng tưởng. Chết được hai phần, chúng ta phá được hai tầng vọng tưởng. Và chết hết kiến thức, chúng ta đã phá toàn bộ cái vọng tưởng để chúng ta dọt lên. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình, thì lúc đó được gọi là ngộ đạo. Còn kiến thức thì chúng ta còn ở những cái tầng sâu dưới. Cho nên con người của chúng ta học đạo, mục đích chính là chúng ta phá hết những cái tầng vọng chấp của mình, để chúng ta bước tự tại giữa trời không này. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với pháp giới tánh. Thì không phải là hiểu nữa, mà là một sự tương ưng, khế ứng và thông cảm, chứ không còn là hiểu nữa. Hiểu hoàn toàn không đúng. Cho nên là muốn cho chúng ta nghe để chúng ta hết hiểu, nghe để chúng ta rơi rụng, nghe để chúng ta sạch trội sạch trơn, không còn kiến thức nào, thì đó là cái con người đang học thiền đúng. Còn nghe để mà hiểu thêm cái này, nghe để mà biết thêm cái kia, tức là chúng ta đang đi sai đường. Thiền sư không có chỉ cho chúng ta về nhà để làm, không có. Không có vị thiền sư nào muốn cho chúng ta có một pháp để chúng ta tu, không có vị thiền sư nào dạy chúng ta một pháp để chúng ta hành, không có. Không có chuyện này xảy ra. Ai mà có một pháp để hành thì coi lại, coi chừng chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là đọc hết tất cả những cái vốn có của mình, không cho mình mang bất kỳ một kiến thức nào, mang bất kỳ một pháp tu nào, không cho chúng ta bất kỳ một hành trang nào trong sanh tử cả. Gỡ hết tất cả những hành trang để chúng ta chết lẹ lẹ ăn chút, chứ còn đi còn mang lương khô, còn mang nước uống là còn sống dai lắm. Phải hết lương khô, hết nước uống. Cái video này nó chắc chết rồi đó. Nó sắp chết. Nó chết liên tục. Đó là ra khi chúng ta học thiền nó có một cái gì khác với học kinh điển bình thường. Thì lỡ chúng ta phải ngồi trong cái pháp hội nói chuyện thiền thì chúng ta cũng phải làm sao để cho mình tương ưng thì tốt hơn. Một câu hỏi nữa là gì mà sau khi người bệnh tắc hơi tại bệnh viện đâu để được 8 tiếng đồng hồ di dời, nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì trong kinh nói là sau khi chúng ta tắc hơi á thì cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau, từ 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á, thì mình sẽ bị đau, và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắc hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền, thì đây là cái khổ. Cho nên trong lúc chúng ta giờ đi cố gắng là đừng có bồng trực tiếp mà phải khiêng bằng chiếu, hiểu không? Khiêng bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều. Cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó, đừng để cho họ bị đau. Phải nâng niu thực sự á, chứ là lúc đó mà vô khóc và đập đầu, vô bụng, vô chân, vô cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết. Và nếu bóc bằng tay để mà khiêng thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau. Do đó là cái người mà bị tắc hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu, là xin luôn tấm bạc đó đó. Cái tấm bạc đó mình mua tiền, bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó đó, để mà nắm 4 cái đầu tấm ga mình ghim đi để cho cái người chết không đau trong trước 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm. Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền, mình nhập định, mà ngộ đạo á thì khác. Còn lần này Ngài Hương Nghiêm là không phải do công phu tu, và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển nơi tâm thức của Ngài mà Ngài nhận ra được con đường xưa. Ý cái bài kệ là như vậy. Tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của cả thế gian này chứ không phải là nơi tâm thức nữa, tức là sáng nắng nhạt, thì trưa nắng gắt, rồi chiều mát dịu, hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác, hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều vân vân, tất cả những sự dao động trong trần gian này á, nhờ sự dao động đó, nhờ Ngài sống tự nhiên với thiên nhiên hoàn toàn mà không trụ lại, tức là cuộc đời luôn luôn trôi chảy dao động lên xuống qua lại hưng suy vân vân. Nhờ như vậy mà Ngài nhận được con đường xưa. Và khi nhận được đường xưa rồi thì thấy cả thế gian này cũng chẳng có gì là lớn cả. Thì tất cả những bậc đạt đạo đều thấy ra chuyện này. Sau đó Ngài Hương Nghiêm nói cái bài kệ mang cái ý đó, thì thể hiện được cái thấy biết đúng đắn của Ngài Hương Nghiêm khi mà viên sỏi văn và bội trang Ngài ngộ. Như vậy là vị thiền khách này thắc mắc là Ngài Hương Nghiêm á, đã thông tam tạng kinh điển. Tức là cái hồi mà chưa gặp Ngài Quy Sơn, chưa bị đặt câu hỏi này ra, thì ở với thầy của Ngài Quy Sơn là hỏi 1 trả lời 10, là một người lanh mồm lẹ mép, hỏi là trả lời liền. Hỏi bất kỳ cái nào trong kinh là tiểu thừa, đại thừa, trung thừa gì đó là Ngài Hương Nghiêm trả lời không sót câu nào. Nhưng mà gặp Ngài Quy Sơn là thiền sư thứ thiện rồi, đặt một câu hỏi ngoài ngôn ngữ thì không còn ngôn ngữ để trả lời nữa, cho nên mới đốt hết kinh sách, lên núi ẩn tu. Và cái duyên chín mùi, thật sự thì tất cả các thiền sư á, mà trước cái phút ngộ đạo là họ có những cái hành trang rất đẹp, đúng không? Có những hành trang mà cái người đời không thể so sánh được. Từ một cái vị tăng mà nổi tiếng trong Tòng Lâm, bây giờ trở thành vị tăng thường tình trên núi, tới ngày chỉ cúc cỏ trồng rau, không cần biết tới ai và không cần đời biết tới mình nữa. Nếu như vậy thì nếu mà ngài Hương Nghiêm không ngộ đạo thì suốt cuộc đời của ngài chết trên núi cũng không ai biết đâu. Nhưng mà nhờ như vậy thì sau khi ngài Hương Nghiêm ngộ đạo thì bắt đầu ngài mới xuống núi bắt đầu giáo hóa trở lại. Như vậy là trong Tòng Lâm có rất là nhiều các vị thiền sư, mỗi người ngộ đạo mỗi cách. Ở chỗ này chúng ta thấy là ngài Hương Nghiêm ngộ đạo do tiếng trúc văng như bụi tre. Thì cái thiền khách hỏi là chọi trúc quên sở tri, tức là tiếng trúc văng như bụi tre là ý thế nào? Ý thế nào? Tức là khi mà tiếng trúc văng một cái cách, vị thiền sư ngộ là ý sao? Cái chỗ mà thiền sư á, mà ngộ đạo mà mình muốn hiểu cái ý gì á thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được rồi. Cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không trả lời cái kiểu đó, mà ngài nói một cách là rất là thơ, là lão chài mất thôi cưỡi vàng. Lão chài là cái gì? Là một người chài lưới ở ngoài sông ngoài biển để bắt cá, thì chắc chắn là không thể có cái vàng bạc lớn. Cái thôi cưỡi vàng tức là nó rất là lớn chứ không có nhỏ, không có cái số vàng lớn để mất đâu. Đây là cái kiểu nói rất nghịch lý. Thế người ta nghèo mà mất vàng lớn một người nghèo bị mất vàng thì câu này ý gì? Không có ý để cho ông hiểu. Nếu mà ông muốn hiểu cái ý mà văn tiếng trúc mà quên sở tri của Hương Nghiêm á thì ông không thể hiểu được. Giống như cái chuyện của thằng cha chài lưới nghèo mà mất một cục vàng lớn, chuyện này là hoàn toàn không có ý, không có ý. Nhưng mà ngài trả lời rất là nên thơ, khiến thiền khách cũng chẳng có biết cái ý này là thế nào nữa. Tự nhiên hỏi cái chuyện của người ta ngộ đạo thì bây giờ lại nói cái chuyện của người cha chài mất cục vàng đâu có ý gì đâu. Ra tới thiền sư mà tìm ý để hiểu thì dứt khoát là không có cái gì để mình mang về, không có gì để mình mang về hết. Rồi ngài lại hỏi tiếp là thế nào là pháp thân? Vị này cũng muốn hiểu biết Phật Pháp chứ không phải là không. Thì muốn biết cái pháp thân của mình như thế nào? Thì tại trung ngài trả lời là bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Nên thơ vô cùng á. Pháp thân là cái gì? Tức là khi mà chúng ta đi cạnh cái bờ ao á, mình đi trên bờ và cái bóng mình hiện ở dưới, cho nên đi dài dài rồi xong rồi mình nhìn xuống mình thấy là có cái bóng mình ở dưới và mình đi ở trên. Thì cái bên ao thì chúng ta thấy hai cái, phải không? Cái đầu thật của mình và cái người thật, bóng đi ở dưới là bên ao vui hai cái. Nhưng mà dưới trăng vui ba người, thì bây giờ mình đi bên ao mà giữa đêm trăng nữa thì có thêm chú cuội nữa mình với cái bóng với chú cuội, cho nên là vui chơi ba người đó. Pháp thân là một cái gì nó hiện hữu nơi chúng ta trong từng hành động sống này. Nếu mà chúng ta biết nhận thì chúng ta sẽ nhận được hình bóng thật và nhận được hình bóng giả ở dưới sông kia. Và trước đêm trăng thì nó hiện ba bóng, thì chúng ta hiện rõ ba bóng. Có nghĩa là nơi pháp thân chúng ta có đầy đủ pháp thân, báo thân và quả thân, không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhận thì chỗ nào cũng có thể nhận được. Tức là bên ao hai bóng chúng ta cũng có thể nhận được, dưới trăng ba người chúng ta cũng có thể nhận được. Muốn nhận pháp thân thì khắp chỗ, khắp nơi đều là pháp thân. Nhưng mà tuy có ba nhưng mà chỉ là một người mà thôi, phải không? Một người đó thấy thêm cái bóng và một người đó thấy thêm ông cuội, thì gọi là ba pháp thân, báo thân và quả thân. Nhưng sự thật nó chỉ là một người duy nhất. Và cái hiện hữu đó duy nhất, nó hiện hữu trong tất cả những cái tình huống của cuộc sống này. Cái người đi bộ trên bờ, cái bóng hiện dưới, hoặc là ánh trăng trên trời, hoặc là bóng trăng hiện dưới nước, thì chỗ chỗ nơi nơi đều là pháp thân. Ý ngài Tuệ Trung Sĩ muốn nói chỗ này. Nhưng mà dù là pháp thân thì chỉ có một, pháp thân, báo thân và quả thân. Nói ba nhưng mà chỉ một mà thôi. Rồi chúng ta thấy thiền sư trả lời mình chịu không nổi trả lời cái gì đâu á. Nói pháp thân thì nói chuyện bên ao thấy hai cái dưới trăng vui ba người, nó chẳng có cái nghĩa. Rồi nếu mà chúng ta đọc á, mà chúng ta tìm nghĩa thì rõ ràng là ông nào nói chuyện không có nghĩa gì để mình có thể hiểu được. Thì lại hỏi tiếp là pháp thân cùng sắc thân là đồng hay là khác? Thầy đáp là gươm mang hiệu long truyền, ngọc xưng tên hộ phách. Cái gươm á, nó có cái tên là long truyền. Thì vậy là giữa cái gươm và cái long truyền đó là một hay là khác? Là một hay là khác? Tại vì ở đây ông thiền khách này thắc mắc là cái pháp thân cùng với cái sắc thân của mình là một hay là khác. Giống như bây giờ mình tên là Nguyễn Văn Ổi, thì cái Nguyễn Văn Ổi và cái người của mình đang ngồi đây là một hay là khác? Nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Thì cái sắc thân và pháp thân nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp, phải không? Tất cả cái pháp của trần gian này đều là hoa vàng, đều, tất cả hoa vàng đều là bát nhã, tất cả măng tre đều là cái pháp thân của mình. Thì như vậy là cái thân này có phải là pháp thân không, hay là nó khác? Thì bây giờ một câu hỏi mang tính so sánh trong đó, thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho ông này hiểu là cái so sánh đó sẽ có một câu so sánh. Tức là gương thì có cái tên là long truyền, còn ngọc á, thì được xưng là hổ phách. Nhưng mà cái hổ phách đó không phải là viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó lại mang tên là hổ phách. Cái long truyền không phải là cái gươm, nhưng mà được mang tên là long truyền. Cái gươm nó mang tên long truyền. Thì bây giờ cái tên long truyền của cái gươm là một hay là khác? Thay vì chúng ta nói là cái gươm, nhưng mà gươm nó tên long truyền. Thay vì chúng ta nói đó là viên ngọc, nhưng mà ngọc đó lại là tên hổ phách, thì có giống hay là khác? Để cho vị này, ở đây là chúng ta có thể gặm nhấm mà ý thức được, không? Chúng ta đọc qua, nếu mà chúng ta hiểu được chuyện này thì đây là chỗ để có thể ý thức gặm nhấm, chứ không phải là muốn khai thị. Tại vị này đang hỏi cái câu trang so sánh, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời theo kiểu so sánh của ổng, để ông thấy rằng thấy thì là khác nhưng mà không khác, thấy giống như một nhưng mà không phải là một. Đó, thì bây giờ là muốn hiểu thiền thì chúng ta phải hiểu cái kiểu đó. Một thì không phải một, mà khác thì không phải khác. Đó là cái lối nói của thiền. Có vị tăng hỏi tôi nói là suốt Thế Tôn nói suốt 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Tức là vị này thắc mắc, ở trong Kinh Lăng Già Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Còn trong Kinh Kim Cang nói sao? Nếu nói ta thuyết pháp là phỉ bán ta. Đức Phật chưa từng nói một câu nào. Trong đời Đức Phật kể từ trong kinh đó là nói là kể từ lúc từ cung trời đâu sức giáng thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đó Như Lai chưa từng nói một câu nào. Nhưng mà trong sử thì nói sao? Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Cho nên mới có 12 phần giáo. Chúng ta thấy trong kinh là Đức Phật nói với 12 phần giáo. Ví dụ như Đức Phật nói là khế kinh, không? Trong khế kinh thì những cái lời lẽ Đức Phật giảng trong kinh là phù hợp với trình độ căn cơ chúng sanh và phù hợp với chân lý, gọi là khế kinh. Hoặc là nói tùng tụng, tức là sau chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật nói một bài kinh nào đó, rồi dưới bài kinh đó thì có bài kệ tụng để tụng lại cái ý của đoạn kinh tên, gọi là tùng tụng. Và thứ ba gọi là phúng tụng, thì cái phúng tụng nó gần giống như cái trùng tụng này. Có nghĩa là kinh tùng tụng là tụng lên ý trên, còn phúng tụng là tự động Đức Phật có một bài kệ. Ví dụ trong kinh Đức Phật nói bài kệ này, nói bài kệ kia. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lọt tối thắng, lạc tối thắng, bát nhã đường duy nhất, đến bình an bất tử. Thì đó gọi là cái phúng tụng. Kinh nó muốn gì? Có một số kinh là Đức Phật đọc những cái bài kệ mà không có nương ý của cái trước. Rồi cái thứ tư đó là kinh bổn sự, thứ năm là kinh bổn sanh. Thì trong cái kinh bổn sự á, là Đức Phật nói lên cái tiền thân của Ngài khi còn hành hạnh Bồ Tát là làm cái gì. Rồi bổn sanh cũng nói giống như vậy, là trong cái quá trình sanh tử Đức Phật là trong lúc mà hành hạnh Bồ Tát, có khi là làm thân nai để độ cái loài nai, có khi làm vua quan, có khi đi học đạo vất vả, vân vân. Tất cả những cái kinh đó, hoặc là kinh vị tần hữu, hoặc là kinh nhân duyên, kinh thí dụ. Và cuối cùng trong kinh là có cái kinh gọi là thọ ký. Thì trong 12 phần kinh mà được phân biệt ở trong giáo môn á, thì là những cái điều này Đức Phật nói. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào? Thì vị thiền khách này thắc mắc, nếu mà không nói tại sao có 12 phần giáo này? Thì Đại Trung Thượng Sĩ mới trả lời là hơi xong khởi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là trong cái hộp mà chúng ta đựng một cái hơi á, đựng hơi, thì bây giờ khi mà mở miệng ra là hơi bay mất rồi, hơi bay mất, khỏi bệnh rồi. Nhưng mà nó mong về lại. Có nghĩa là khi Đức Phật đã nói những cái giáo lý của Ngài là xuất phát từ kim khẩu của Ngài nói ra, từ cái chỗ tự tánh chân thật của Ngài nói ra. Ngài nói nhưng mà chưa từng động lưỡi, cho nên nói là không có ngôn ngữ. Còn mình thì nói đâu là có ngôn ngữ đó. Nói một lời là động lưỡi, một lời nói hai lời là động lưỡi hai lời. Còn Đức Phật thì nói mà không động lưỡi, cho nên thấy mở cái miệng hộp ra, hơi bay ra nhưng mà vẫn tràn đầy trong đó. Còn mình nó mở cái hơi xong ra là nó nguội hết rồi. Nó không có còn hơi, không có quay về trở lại được. Nhưng mà riêng Đức Phật nói là chưa rời tự tánh mà nói, Đức Phật chưa rời pháp thân mà nói, cho nên là hơi xong ra nhưng mà quay trở về hộp vẫn đầy đủ nguyên vẹn đó, chưa từng sức mất. Còn mình mở hộp ra, mở hơi ra là nó bay mất rồi. Đối với Đức Phật là chỗ nơi tất cả thời, tất cả lúc trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật rồi là không rời tự tánh, không rời pháp thân. Cho nên ở cái chỗ tự tánh pháp thân mênh mông đó xuất tất cả những ngôn ngữ thành 12 phần giáo, nhưng chưa hề có một cái sự động tâm nào cả, chưa hề có sự động niệm nào đối với Đức Phật. Đức Phật nói rất là nhiều lời nhưng mà đối với Đức Phật là hoàn toàn không có ngôn ngữ. Nhưng với một chúng sanh bình thường thì chúng ta nghe Đức Phật nói có lời, có ngữ, có cú, có ngôn, có âm, phải không? Nhưng mà Đức Phật thì không hề rớt vào ngữ cú ngôn âm. Tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo hành giả đối diện Đức Phật liền có bài pháp. Ví dụ như là trong cái kinh Nhân Duyên hoặc là kinh Phật Tự Thuyết. Thì như vậy là có khi có nhân duyên nào đó, ví dụ như một vị tăng nào chết thì Đức Phật có một bài pháp theo cái kiểu chết vị tăng đó. Hoặc là có một vị thắc mắc hỏi thì Đức Phật mới nói. Hoặc là Đức Phật đang khất thực, người ta thắc mắc thì Đức Phật do nhân duyên nào đó Đức Phật nói. Hoặc là kinh Phật Tự Thuyết, có nghĩa là Đức Phật tự động thấy ra một bài pháp nào đó hay thì triệu tập đại chúng lại để nói cho đại chúng nghe. Như vậy là tùy hoàn cảnh, nhân duyên và đương sự mà có bài pháp cho người đó, chứ không phải pháp đó của Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật thuyết pháp là phỉ bán Phật, nó không đúng. Nó không đúng. Như vậy là ở đây á, là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tả lời hơi thi vị, hơi xong hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là đối với Đức Phật là một cái bình thuốc báo. Vì chúng sanh có bệnh cho nên Đức Phật có ngôn ngữ để cho tiêu hết cái bệnh phiền não của chúng sanh. Vậy thôi, với Đức Phật không phải là người nói pháp. Đức Phật không phải chủ trương để nói pháp, không phải là chủ trương thuyết giảng, mà vì có chúng sanh bệnh cho nên rồi là mở cái bình báo ra để cho tiêu bệnh của chúng sanh. Vậy thôi, chứ còn không phải là Đức Phật thuyết pháp. Cho nên nói 12 phần giáo, nói kinh này kinh kia, đó là một lối nói. Nhưng mà trở về cái nguồn thật, trở về cái chỗ chân thật là không có ngôn ngữ, không có ngữ cứu. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái chỗ thật. Ý Đức Phật muốn thu tóm tất cả những ngôn từ, ngữ cứu, những ngôn âm, những cái bài pháp của Đức Phật trở về cái chỗ chân thật là vô ngôn âm. Cho nên Đức Phật mới nói là kể từ cái cung trời đâu sức, giáng thần nhập thai, tới 49 năm thuyết pháp và tới ngày chúng ta nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói câu nào. Ở trong kinh Lăng Già Đức Phật có nói cái câu đó. Thì vị tăng này lại không hiểu nữa, cho nên á, mới hỏi tiếp: thế nào là Phật của chính mình? Thầy đáp: chẳng đến rượu, chẳng nếm rượu bồ đào. Chẳng đến rượu bồ đào thì khó gặp người đập hũ. Tức là bây giờ người hành giả hỏi là thế nào là Phật, thì Đại Trung Thượng Sĩ trả lời là sao? Chẳng đến cái chỗ mà nhậu nhẹt á, thì không thấy người cha sai đập hũ. Ông không biết thế nào là Phật thì ông phải đến vị trí đó chứ không thể hiểu được. Có nghĩa là muốn biết cái người cha nhậu xỉn đập hũ như thế nào thì tới quán rượu thì biết liền. Tới quán rượu thì biết đó, nó xỉn nó đập hũ đập chai như thế nào, phải không? Muốn biết đối với đạo Phật là phải đến sự thật chứ không phải là hiểu về chỗ này. Đạo Phật nói ra những cái điều mà cho cái người sao học á, là chúng ta phải tới để mà thấy chứ không phải hiểu. Nếu mà chúng ta không đến để thấy thì dù có nói cỡ nào chúng ta cũng không biết. Giống như bây giờ một người đang mù, chúng ta diễn giải với họ là cái màu vàng nó đẹp như thế này, cái màu đỏ nó đẹp như thế kia, màu xanh nó đẹp như thế nọ, thì người mù chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy được. Giống như một người điếc mà chúng ta ca giọng này, chúng ta ca giọng kia, chúng ta ca giọng nọ cho nó ngọt ngào thì người điếc không bao giờ nghe được, phải không? Vì vậy là khi mà chúng ta chưa có mở mắt ra thì chúng ta không bao giờ thấy được sự vật. Cho nên ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói là ngươi phải tới chỗ đó thì ngươi biết Phật là cái gì. Giống như trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói sao? Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được điều này, còn là Bồ Tát cũng chưa chắc hiểu được. Như vậy là ông hỏi thế nào là Phật của chính mình, Phật của chính mình mà mình còn không hiểu, mình đi sách đi hỏi người khác, tức là ông còn quá xa rồi. Khi nào ông thành Phật thì ông biết Phật chính mình là cái gì. Đó là ý Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn dạy như vậy. Lại hỏi làm thế làm sao để ý hội? Ngài đáp là nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Thơ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ là sức khổ thành thơ. Ít có thiền sư nào trong lịch sử nhân loại mà trả lời với thiền khách theo cái kiểu Tuệ Trung Thượng Sĩ, độc nhất vô nhị trong cái giới thiền sư. Đã nói như vậy, một người đầy thơ văn và đầy có cái nét văn nghệ ca cứu. Ta hỏi là nói cái kiểu như ông thì làm sao khởi hội được? Tôi không biết cái gì là Phật của chính tôi, mà ông bắt tôi phải thành Phật, tôi biết thế nào là Phật thì lấy cái gì để tôi ngộ được đâu. Thì Ngài nói là nhà lớn chung đêm ngủ, một đêm ngủ sông dài chung đò qua. Tức là ý như thế nào? Ông đã ở trong đó rồi, tức là cái nhà lớn mênh mông đó, ông đã ở trong cái nhà, bây giờ ông hỏi cái nhà là cái gì thì rõ ràng là vô minh. Tức là trong cái nhà lớn đó ông đã ngủ qua đêm rồi. Thì có vị thiền sư nói là ông ôm Phật, ông ngủ, ông sống chung với Phật hàng ngày mà không biết Phật là ai. Còn đằng này Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói hay hơn, là cái Phật của ông á, nó đã trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ông đã từng ở trong đó, ông đã từng sống, đã từng ăn, đã từng ngủ trong đó rồi, mà bây giờ ông hỏi thế nào là Phật. Còn sông dài chung đò qua, tức là ông đã từng đi qua lại trong cái dòng sông sanh tử này với Phật của ông rồi. Không phải một kiếp mà hằng hà sa số kiếp. Ông đã từng ở trong Phật tánh, ông đã từng ở trong Phật của chính mình, để đi qua dòng sông sanh tử này vô lượng kiếp rồi. Bây giờ còn quay lại hỏi với tôi là thế nào là Phật nữa, thế nào là lý hội nữa. Tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói rằng nó đã sẵn đủ với cuộc sống của chính ông rồi, thì bây giờ đừng có tìm cầu nữa. Thì cái đó nó lộ bài. Nó không phải ở bên ngoài để ông có thể tìm kiếm, nó không phải ở bên trong để ông soi rọi, mà nó làm cái gì vốn đã hiện hữu, nó vốn đã hiển bày rồi. Thì bây giờ thôi đi cái tìm cầu có tâm thức, thì hy vọng là ông tương ưng. Chứ đừng có tìm, đừng có kiếm nữa. Ông kiếm là một sự sai lầm, vì ông đã ở trong đó rồi, ông đã sống trong đó rồi, thì đừng có tìm cầu. Thì vị thiền tăng này cũng không hiểu, mới tiếp tục hỏi thế nào là tâm của Phật. Giờ Phật có chính mình không thèm tìm, bây giờ hỏi cái tâm của cổ Phật là cái gì. Thì Ngài đáp là trọn nói khắp thành không uất sắc, đâu hai cửa tía có thiền duyên. Cũng thơ kệ vô cùng ấy. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất là văn nghệ. Thì bây giờ hỏi cái tâm cổ Phật, tức là cái tâm nguyên thủy của mình, cái bản thể chân thật, cái bản gốc của mình á, cũng như tất cả chư Phật đều đồng nhau, cái đó là cái gì. Một người mà không ngộ được cái này thì phải tìm kiếm, và tìm kiếm thì không thể thấy được. Giống như một người á, Tuệ Trung Thượng Sĩ là nếu nói mà trong thành không có uất sắc, tức là trong thành lớn mà không có người đẹp, do chúng ta không thấy. Nhưng mà người thấy rồi thì sao? Chẳng hay bên cửa tía có thiền duyên, tức là bên cửa sổ có rất là nhiều người đẹp ngồi bên đó. Chứ không phải là không có, nhưng mà tại ông không tìm được. Thì bây giờ tâm của Phật nó cũng giống như vậy, tức là nó đã có, nó sẵn đủ với chính mình rồi, nó đã hiện hữu nơi con người chúng ta rồi. Nếu không có cái đó thì chúng ta không thể đi, không thể đứng, không thể nói, không thể cười, và cũng không thể đặt câu hỏi ra được. Nhưng mà mình không hay, mình không biết. Cho nên giống như mỗi người mà đi vào thành lớn để tìm người đẹp, tìm không ra. Nhưng mà thật sự bên tất cả những cửa sổ của những cái lầu cao thì có rất là nhiều cô gái đẹp ngồi trên đó rồi. Tức là sắc đẹp đã tràn ngập trong thành. Thì tâm của Phật đã tràn ngập không gian này, đã có đầy đủ, đã có trùm khắp rồi, chỗ nào cũng là Phật mà mình đi tìm kiếm, tức là mình không thể thấy được. Đem Phật mà đi tìm Phật là chúng ta không thể tìm ra. Thì vị này họ hỏi mà không hiểu, thì tiếp một vị tăng khác hỏi nữa là cổ nhân nói tức tâm tức Phật, vì sao Phật không hiện tiền? Tức là người này dẫn cái câu nói của người xưa. Người xưa nói tức tâm mình là Phật, thì tại sao Phật không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp là phanh trai tìm ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng công thôi. Nghe Ngài nói kể tiếp. Rất là hay. ta rất là thích cái kiểu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, văn nghệ vô cùng, phải không? Thì bây giờ ngài thì một người thiền khách hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, là cổ nhân nói tức tâm làm Phật tại sao nó không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nói một câu là phanh trai mà tìm ngọc á. Tại ngày xưa trong lịch sử nhân loại có cái chuyện là mò trai để lấy ngọc, phải không? Thì bây giờ mò được con trai rồi mà banh nó ra để lấy viên ngọc trong đó thì dù có khó gặp, nhưng mà nếu mà phanh trai thì cũng có thể thấy được. Còn đằng này á, là mổ cá cầu trâu thì uổng công thôi. Tức là ông muốn tìm Phật, ông phải tìm cho đúng nơi, chứ ông tìm đặt rồi ông tìm ra ngoài, ông hướng ra ngoài để ông tìm cầu. Ông muốn cho cái Phật tánh nó không phải là lộ tướng như là cây cỏ lá hoa và đất nước trăng sao này. Phật tánh không có hình tướng mà ông muốn thấy để nó lộ ra ngoài theo cái cặp mắt bình thường của chúng sanh là ông đã tìm lầm chỗ. Giống như bây giờ muốn tìm ngọc là tìm ở con trai, chứ đừng có mổ con cá, uổng công lắm. Ông mổ nát cái thân ông ra để ông tìm Phật tánh không bao giờ được. Phật tánh không phải là cái thấy bằng con mắt. Hay giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời câu kiểu như mình, Phật tánh mà ông muốn lộ ra như cái chùa vậy làm sao mà ông có thể thấy được, phải không? Thì ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta thì người đó hành đạo thà, chẳng thể thấy Như Lai. Đó thì cái người hành giả này hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là tại sao mà tức tâm tức Phật mà sao Phật không hiện tiền? Phật hiện để cho ông thấy thì Phật nó không phải là Phật thiệt rồi. Ý ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói như vậy. Và ông muốn thấy Phật mà lộ ra mà mắt ông có thể thấy được là ông đã tìm sai chỗ, ông đã hướng sai đường, cho nên muôn đời ông không thể thấy được. Giống như mổ cá mà tìm trâu là không thể được. Muốn tìm trâu là phải tìm trong trai, con trai thì mới có trâu ở trong đó. Mặc dù khó nhưng phải tìm, tức là nó ẩn tàng, không có hình tướng. Mặc dù nó khó nhưng ông phải thể nhận nó ra bằng cái trí của mình. Khi mình tương ưng với cái đó tự động mình hiểu ra. Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu tâm thức thì giống như mổ cá mà tìm trâu là chuyện đó khó khăn. Tìm Phật mà bằng ý thức thì giống như người mổ cá mà tìm trâu. Cho nên phải dứt đi ý thức, khó khăn vô cùng, như là mò trai ở dưới đáy biển. Nhưng mà tìm đó mới là đúng. Cho nên con đường khó nhưng mà có thể thấy ra được. Còn cá thì chỗ nào cũng có thể bắt được, nhưng mà tìm trâu là không có. Cho nên ông muốn lộ ra cái hình tướng để ông thấy, ông muốn dễ để ông hiểu, ông muốn là có thể thâm nhập bằng cách này, muốn có thể thâm nhập bằng cách kia. Thì giống như người mổ cá mà tìm trâu thì là phí công vô ích mà thôi. Lại hỏi không thể dùng trí để biết, không thể dùng thức để hiểu thì thế nào? Tức là hỏi sát vấn đề rồi đó. Thầy đáp: người gỗ vào biển hát vô sanh, gái đá xuyên mây thổi tất bật. Đó, bây giờ ông không thể dùng trí để biết, phải không? Ông không thể dùng thức để ông hiểu, phải không? Thì á, nó giống như cái gì? Là người gỗ vào biển hát câu vô sanh, mà con gái đá xuyên mây thổi tất bật. Cái người bằng gỗ mà vào cái biển thì hát được câu vô sanh. Người gỗ là cái gì? Là một người vô tri vô giác, phải không? Cái hình nộm mà kêu hát cái câu vô sanh là hát được không? Không được. Rồi gái đá, tức là cái cục đá mà tạc hình cái người phụ nữ mà xuyên mây, mà thổi tất bật, nhảy múa lung tung. Thì đây là cái ý gì? Muốn hiểu thì hiểu đi, hiểu cái người gỗ hát đi. Ông muốn hiểu thì hiểu cục đá nói cái gì. Thì lúc đó ông sẽ hiểu là cái chỗ mà không thể dùng trí để biết, cái chỗ mà không thể dùng thức để hiểu, đó là người gỗ hát khúc vô sanh và cái cục đá biết nhảy múa lung tung. Đó, muốn hiểu thì hiểu như vậy. Giống như là đờn không dây mà khải khắp trần gian này, giống như tay một bàn mà dỗ lên được tiếng kêu. Muốn hiểu cái chỗ đó thì ông phải hiểu như vậy, chứ không có chuyện khác để mà hiểu. Đó, ông muốn hiểu cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức, thì khi nào mà bể cái đầu hết tâm thức đi thì biết chỗ đó là cái gì. Ông này đặt vấn đề gần đúng thì sẽ được một cái câu khai thị mà rất là hay. Chúng ta đã thấy là thiền sư chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ mới có cái lối trả lời độc nhất vô nhị như thế này. Lại hỏi là thế ấy thì không hiểu cũng không biết. Thầy đáp: không nhân chưa đến, khổng nhân chưa đến trung phong biết, tiếc chúc chẳng nhờ tiệc vũ hay. Tức là bây giờ á, cái chỗ đó thì không hiểu cũng không biết, đúng không? Tức là cái chỗ mà Phật tánh đó đó, cái chỗ mà vượt cái hiểu biết này thì chỗ đó là vô tri vô giác, đúng chưa? Thế là bây giờ tại vì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời là người gỗ hát khúc vô sanh, mà gái đá thì thổi càng tất bật. Người gỗ thì làm gì có tri giác, mà cục đá đó cũng không tri giác luôn, vậy đúng hả? Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời như vậy thì hành giả này hiểu lầm. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ mới thấy được cái ý của thằng cha này là khổng nhân chưa đến, trung phong biết, tri phong biết. Có nghĩa là ngày xưa trong lịch sử có con ngựa gọi là con ngựa tri phong, là ngựa đổi gió, nó chạy rất là nhanh, chạy nhanh hơn gió, gọi là ngựa tri phong. Thì khi mà khổng nhân tức là Khổng Tử chưa tới á, thì con ngựa đã biết trước rồi, biết là cái người chủ mình sắp sửa tới rồi. Tức là con ngựa thì thường thường nó không có tri giác giống như mình, không có hiểu biết, không có cảm nhận giống như mình. Nhưng mà tại sao là khổng nhân, cái người mà muốn cởi nó chưa tới, nó đã biết? Thì đó là một cái loại đặc biệt của tự tánh. Nói thì vô tri vô giác, nhưng mà không có gì không biết hết đó, không có cái gì dối vào mắt nữa hết. Ngay cả con ngựa mà khi cái người chủ tiêu tới, nó đã biết từ xa rồi. Có nghĩa là cái tự tánh của chúng ta nó biết không phải chuyện nhỏ, nó biết xa dữ lắm, biết thậm chí là cả quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng biết nữa. Cái chuyện mà mênh mông khắp 10 phương pháp giới xảy ra cái gì cái đó cũng biết, chứ không phải là vô tri vô giác như ông hiểu. Ông đừng có nghĩ là cái cây nó vô tri, gỗ nó vô tri mà hát được khúc vô sanh. Tức là vô sanh nó vô tri giống như cây gỗ, phải không? Vô sanh nó vô tri giống như cục đá, là ông đã hiểu lầm. Cái đó nó linh diệu, nó màu nhiệm và linh thông để có thể nhận biết tất cả mọi duyên cảnh mà cái người thường không thể biết được. Giống như con ngựa tri phong là một trong những con thú linh thật sự, nó cảm nhận từ xa người chủ mình sắp sửa tới. Và cái thứ hai là tiết chúc chẳng nhờ triệt vũ hay. Tức là một cái loại mà triệt vũ là một cái loại thanh kiếm, chém một cái đứt cọng tóc, nó bén đến mức độ như vậy. Mà tiết chúc là chưa từng chạm thanh kiếm này, nhưng mà Ngài hiểu được cái bén của thanh kiếm. Tức là thanh kiếm bén, Ngài Tiết Chúc hiểu được đó là một thanh kiếm quý, nhưng mà Ngài chưa từng gặp. Chưa từng gặp, Tiết Chúc chẳng nhờ, tức là chưa từng nghe cái thông tin gì, chưa từng nghe người khác nói về cái thanh kiếm này. Nhưng mà với trí tuệ của Ngài Tiết Chúc á, nhìn thanh kiếm biết nó đủ bén và bỏ cọng tóc xuống chặt đứt liền. Thì vậy là cái người mà nhận được cái vô sanh kia, cái trí tuệ của họ xuyên thấu hết tất cả mọi hành động, mọi vật chất, mọi điều trong cuộc sống này. Chỉ cần nhìn qua, không cần thông tin là người đó biết liền. Giống như bây giờ thiền sư mình nhìn thấy mình là biết tâm mình đang ở đâu liền. Mình ngộ hay là chưa ngộ, mình còn dướng mắt hay là không dướng mắt thì thiền sư biết. Cho nên Tiết Chúc là mỗi người rất là sanh sỏi về kiếm pháp. Thật ra không cần phải là giới thiệu là kiếm hay kiếm giỏi gì, nhưng mà nhìn thấy kiếm báo là biết liền, biết liền. Thì ngày xưa chỉ có loại là cái loại mà triệt vũ, tức là một trong những cái loại kiếm bén nhất, bỏ cọng tóc bay giữa không chặt cái đứt làm hai liền. Kiếm đó mới là kiếm bén thật. Như vậy là Ngài Tiết Chúc biết, nhìn kiếm là biết nó bén cả chừng đó. Như là cái ý muốn nói là khi một người nhận ra được cái vô sanh thì không phải là vô tri vô giác như cây gỗ, mà linh thông quyền diệu giữa cuộc sống này. Người nhận được đạo lý là rất là linh thông, cái hiểu biết, cái nhận biết nó sâu sắc và tinh tế đến chiều sâu của tâm thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn người, rõ ràng mình không biết thông tin về người đó đâu, nhưng thiền sư nhìn biết hết, ngay cả chân tướng, thậm chí biết luôn kiếp trước từ đâu tới. Không phải biết một kiếp mà biết ngàn kiếp, và thậm chí biết được cái chuyện sanh tử của mình sắp tới luôn. Đó mới là cái biết sâu, biết cạn, thấy được tới chân tướng của mình, và thấy cái tâm tư của mình đang chừng này, và mình chừng nào nữa mới tiến được cái gì, và tới lúc nào mới có thể đủ khai thị cho người này ngộ đạo, là thiền sư biết. Thật ra mọi người ngộ được vô sanh là thấu thoát tất cả các pháp của trần gian này mới được gọi là ngộ, chứ không phải là nhận biết cái đó là vô tri vô giác. Cái vô sanh nó không bị sanh tử làm quấy rối, cho nên rõ thông và sáng rực như trời xanh, chứ không phải là cái chỗ đó nó vô tri vô giác. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Ra khi một người thiền sư đã ngộ rồi là cái trí tuệ họ thông hơn người bình thường, họ hiểu biết sâu sắc hơn người bình thường, họ nhạy bén tinh thông hơn người bình thường. Thì vị thiền sư này mới nói là lại hỏi là thấy sắc liền biết tâm ý này thế nào. Thì Ngài Đại Trung Thượng Sĩ mới trả lời là vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Rất là hay. Thì bây giờ ở một cái nước mà họ không quần áo á, mà mình mặc cái khố á, thì lỗi nhịp, đúng không? Tức là xuống biển mà còn mặc đồ là rất là dở. Vô phòng tắm mà còn mặc đồ thì tắm không bao giờ sạch. Thì khi mà mọi người mà đến cái nước lõa thể rồi là không được quyền mặc dù cái khố nhỏ, một miếng vải nhỏ che cũng không khế ứng. Ông hỏi là thấy sắc liền biết tâm là thế nào, tức là người đó tương ưng với từng nhịp một trong cuộc sống nào, không bao giờ lỗi. Nếu một người thấy sắc mà rõ tâm á, thì người đó là cái người linh thông trong cuộc sống này, đối duyên xúc cảnh liền khế ứng, hòa hợp và hòa nhịp, không có một cái chỗ lỗi lầm. Cho nên đến xứ lõa thể là liền cởi trần. Không có mặc áo, không mặc khố. Thì một người mà thấy sắc mà biết tâm là người đó sống không lỗi lầm trong trần gian này nữa. Đó là người thấy sắc mà rõ tâm. Thứ hai là chớ có học hàm đan quên ngọc đào. Tức là ngày xưa ở Trung Quốc đó, có một cái nước Ngụy, thì có rất là nhiều cái thơ nhạc hay, có nhiều cái nét văn hóa hay, thì các nước đều tới nước Ngụy để học. Thì có một cái nước gọi là cái nước Hàm Đan cũng tới đó học, nhưng mà khi học xong rồi thì quên đi quốc gia của mình, tại vì hay quá rồi hòa nhập đó sống luôn. Giống như bây giờ các nước phương Tây hay quá, cái mình từ Á Đông mình qua đó mình học cái mình quên về quê luôn, ở đó luôn. Đó, thì bây giờ là cái chỗ mà thấy sắc liền biết tâm á, thì khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta rõ biết được cái nguồn cội của chính mình, tức là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là dù chúng ta có tiếp duyên xúc cảnh nhưng mà vẫn ở nguyên nơi vị trí chính của mình, không bao giờ bị lầm lẫn nơi duyên cảnh. Nhìn thấy hành sắc, nghe âm thanh và lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà vẫn ở nguyên cái vị trí chân thật, sáng suốt, nhiệm màu của mình, chứ không có rời tự tánh mà thấy biết, không có rời tự tánh mà động dụng. Cho nên nếu mà ông nói là thấy sắc mà rõ tâm, tức là người đó đang luôn trụ vững ở nơi chân thật của chính mình mà không bị lầm. Cho nên đừng có học cái kiểu hàm đan mà quên ngọc báo, không? Bỏ nước mình đi học rồi theo người ta ở luôn, không có về quê nữa. Không phải như vậy. Tức là người mà khi thấy duyên cảnh mà bị dính mắc là quên cội nguồn, nghe âm thanh mà bị dính mắc là quên cội nguồn. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là muốn thấy sắc mà biết tâm thì là cái người sống luôn luôn không bao giờ quên cội nguồn, thì mới gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là xuất mục bồ đề, cái gì hiện trước mắt đều là bồ đề, đều là giác ngộ, thì đó gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Đó là cái ý mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói. Thì có một vị thiền khách hỏi tiếp là thế nào là gia phong của thượng sĩ? Thượng sĩ đáp là nhàn ném trái rừng, kêu vượn tiếp, lười câu cá suối, khiến hạt tranh. Nên thơ vô cùng. Bây giờ hỏi lung tung rồi, bây giờ hỏi cái gia phong của ông là cái gì? Tức là cái sự nghiệp của ông là cái gì? Đạo lý của ông đang sống là cái gì? Cái chỗ của ông hiện tại là cái gì? Thì là nhàn rỗi hái cây dục cho rượn bắt để nó ăn chơi cho vui. Còn nếu mà làm biến là xuống suối câu cá, quăng cho hạt ăn chơi vậy. Ta là vậy chứ ta cũng chẳng có cái gì là mục đích. Nhàn rỗi thì hái trái cây quăng cho dưỡng bát chơi. Còn nếu mà lười nữa, ta xuống suối ta câu cá, dục cho cò nó ăn chơi. Gia phong của ta là vậy. Thay vì bây giờ có một vị thiền khách hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng, thì nó là cái chỗ của ta là muốn làm chúng sanh ngộ đạo. Ta muốn là phải làm thế này thế kia trong cuộc sống này để cho cái cuộc đời ta có ý nghĩa. Ta phải làm đạo để cứu giúp chúng sanh muôn loài cho nhân dân, đúng không? Đó là gia phong. Gia phong. Nhưng mà thượng sĩ thì gia phong rất là nhàn rỗi, phải không? Nhàn rảnh thì hái cây dục cho khỉ ăn chơi. Còn buồn xuống suối câu cá cho cò, cho nhạn, cho hạt ăn. Đó, gia phong của ta là vậy đó. Tức là giữa đời này đối với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có cái gì chủ đích. Tức là không có sở chứng, không có sở đắc, không có sở cầu, không có sở sợ. Với Ngài sống hoàn toàn không có mục đích. Không có mục đích. Tức là ứng duyên xúc cảnh luôn luôn khế ứng, hòa hợp, không có lỗi nhịp. Với Ngài vậy là đủ. Tức là cuộc sống của Ngài ngay tại đây và bây giờ, ngay cái chỗ hiện tại hiện tiền này với Ngài rõ ràng, không lầm lẫn. Vậy thôi chứ không có chuyện gia phong gia phiết vậy đó. Ta không có gia phong, ta không có chỗ để dựa, ta không có mục tiêu, không có mục đích, và không có gì quan trọng trong cuộc đời này cả. Tức là người hết quan trọng thân, hết quan trọng tâm, không còn quan trọng hoàn cảnh, không còn quan trọng thế giới này, không còn quan trọng sự nghiệp, Hoàn toàn với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có chuyện đó. Chứ Ngài là tự tại vô ái ngại từng phút giây một, không có trước không có sau. Thì đó là gia phong của Thượng Sĩ. Ra đối với một người thiền sư như Thiền Sĩ thì chúng ta không có tìm được cái đất đứng của Ngài. Đó giống như hồi trước mà các vị khen tặng á, mới nhìn nó thì thấy trước mà thoạt nó thì ở sau lưng. Tức là Ngài không có chỗ để trụ, không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp và không có định hướng. Một người sống vô mục tiêu. Thì đó là gia phong của Thượng Sĩ. Thì chắc là bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng. Thời gian còn lại là chúng ta có thể hỏi đáp với nhau. Thì ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Ở trong buổi sáng này chúng ta có quyền được hỏi những câu liên quan tới đạo lý ha. Buổi sáng này chúng ta dành cho hỏi đạo lý. Câu hỏi thứ nhất được ghi trong giấy là: thưa Thầy, ở phần chánh nghiệp trong bát chánh đạo của bản kinh Tứ Diệu Đế mà Thầy đã từng giảng giải trước đây, trong đó Thầy có nêu là trường hợp khi một người trước khi lâm chung mà đã bị hôn mê thì không còn cách nào giúp được họ để có thể vãng sanh một cách tốt đẹp. Vậy thì đối với một người không bị hôn mê nhưng bị lẫn hoặc bị điên khùng, mất trí thì có còn cách nào để giúp họ trước, trong và sau khi lâm chung không? Thật ra cái người hôn mê thì phải nói là đành chịu luôn, theo nghiệp. Tức là bây giờ phải đoán định theo cái nghiệp họ là trước khi họ hôn mê họ làm thiện hay họ làm ác nhiều. Thì khi hôn mê đó cái thiện ác nó sẽ cuốn họ đi vào con đường sanh tử mà mình không phụ giúp được. Khó, rất là khó phụ giúp đối với người hôn mê trước khi chết. Tại vì á, khi chúng ta chết á, chúng ta đang ở một trạng thái nào thì chúng ta thọ thân trung ấm ở trạng thái đó. Ví dụ như một người chết bị đứt tay chết rồi, họ mang thân trung ấm không có cái tay. Họ lủng bụng họ chết mang thân trung ấm lồi phèo. Thấy vậy. Thật ra khi mà một vị mà giỏi về đạo lý thì họ có thể khai thị trong đám tang đó đó. Họ nói cho người chết biết là ông là cái người lành lặn hoàn toàn, không có bị đứt tay, không bị đứt chân, không bị cụt giò. Thì cái thân tương ấm nó là cái thân của tâm thức tạo ra, mà tâm thức thì không có què quặt như cái thân vật chất. Để biết cách khai thị đó thì người ta nhìn lại ở mình không có què là có cái tay liền, có chân trở lại liền. Có người hôn mê trước khi chết thì họ ở trong tâm thức mê mẩn, mù mờ, rất khó khai thị. Rất khó khai thị. Thì cái này chỉ còn có cái nghiệp của họ phải chịu thôi. Tức là bây giờ trước khi mà họ chết, họ thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều là họ theo cái chuyện này. Thật ra chúng ta cũng còn có một cái trước khi hôn mê là sống tốt không? Trước khi mê là sống thiện để chúng ta tạo cái phước báo sẵn đó đi. Rồi tới hồi hôn mê thì cái đó nó đẩy mình đi. Chứ còn cái người xung quanh là phải thực sự rất là khó. Chỉ trừ trường hợp có một cái vị đại thiền sư nào đó đủ sức để đập vỡ cái mê này thì chuyện này rất hiếm có một cái vị nào đủ năng lực. Chứ còn tụng kinh mà bái sám mà cầu siêu mà nói cái người mê này mà được tỉnh là khó lắm, vô cùng khó lắm. Chỉ có bậc mà đại tông sư á, đủ sức để phá cái mê đó, làm cho người này bừng tỉnh ra thì hy vọng cứu thoát. Mà người này thì hiếm lắm. Người này thì hiếm có trên đời. Câu hỏi thứ hai là các thầy thường hay giảng với Phật tử rằng: ở đâu có đau khổ, ở đó có đạo Phật xuất hiện. Ở đâu có đạo Phật xuất hiện thì ở đó sẽ được an lạc và hạnh phúc. Vậy từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm rồi. Cũng có nghĩa là đạo Phật ra đời ngần ấy năm. Thế mà trong kinh sử để lại cho thấy đạo Phật chỉ xuất hiện và phát triển ở phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa. Còn các phương khác thì chỉ xuất hiện các tôn giáo khác, hoặc là có nơi trong truyền thuyết để lại họ chỉ tôn thờ các vị thần linh mà không hề có đạo Phật xuất hiện để có thể giúp họ vượt qua đau khổ của trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát. Ở trong kinh thì nói đạo Phật xuất hiện để có thể cứu khổ, đem lại niềm vui cho chúng sanh. Do người này thắc mắc là đạo Phật hay quá, tại sao không có lan khắp thế giới đi mà có nước này hoặc là nước kia, hoặc là bây giờ có đạo Phật rồi mà chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. Cái câu nói này giống như ngày xưa là có một người hỏi Đức Phật: Hỏi tại sao mà đạo Phật là cái đạo giải thoát như vậy mà chúng sanh còn làm mê mãi trong sinh tử? Đức Phật nói là bây giờ ông bắt đầu ông đi hỏi 10 cái nhà, 10 gia đình á. Ông hỏi, đặt câu hỏi này ra, và nếu người ta trả lời thì ông ghi sổ ông đem về cho tôi. Sau khi hỏi 10 gia đình rồi đem lại tôi sẽ giải thích cho ông. Thì bây giờ đặt câu hỏi thử là chúng ta có muốn giải thoát chưa? Hay là ví dụ bây giờ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát rất là hay, tại sao quý vị không có giải thoát mà còn làm chúng sanh? Thì người ta trả lời là sao? Tôi nói thiệt với chị, tôi cũng muốn tu lắm, nhưng lúc này tôi bận rộn quá, tôi còn chuẩn bị làm ăn cái này, chuẩn bị làm ăn cái kia, tôi còn là 2-3 đứa con nó học chưa xong, rồi chồng tôi đang có vợ nhỏ, tôi chưa có giải quyết hết. Nó đủ thứ chuyện trong đó. Đó, rồi đó là một người trả lời, rồi người kia có hoàn cảnh khác, người nọ có hoàn cảnh khác. Cho nên đạo Phật thì rất là hay, nhưng mà tại vì mình bận làm chuyện khác chưa chịu tu giải thoát, thành ra là mình không được giải thoát. Thì cũng vậy, tất cả những chúng sanh nước này, nước kia, nước nọ là họ còn đang muốn cái gì chứ họ đâu muốn giải thoát đâu. Không, chính bản thân mình là Phật tử nhưng mình còn rất là nhiều lý do, phải không? Thậm chí cả vô đây ngồi nghe pháp buổi sáng thôi là có người tới nghe không được vì lý do rất là bận rộn. Buổi sáng này tôi đang còn hẹn một cuộc hẹn này, nếu mà nó trễ một chút là mất tới mấy tỷ bạc, mà nghe giảng là đâu có gì đâu. Nên tôi mới chạy về để giải quyết vụ đó, mà có rảnh thì chạy vô tôi nghe, ví dụ vậy. Thì đó là chúng ta còn rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều lý do để chúng ta không đến được cái đạo giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là đạo giác ngộ giải thoát không đến với mình, đã có rồi, sẵn hết rồi. Bây giờ muốn giải thoát hay không là chuyện của mình. Bây giờ muốn tu giải thoát á, thì phải làm sao dứt trừ cái ái nghiệp, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà tình cảm sôi động lên rồi bỏ không có được. Uổng. Đang nhớ người này thấy hấp dẫn quá, nhớ người kia thấy quyến rũ quá, bây giờ mình kêu mình dứt trừ tình cảm để mình tu tập giải thoát, mình thấy nó khó chịu trong lòng á, thấy nó ấm ức lắm. Thì thôi để tôi yêu xong trận này đi rồi tính. Rất là nhiều lý do. Thì mỗi một người đều có một lý do để từ chối cái đạo giác ngộ giải thoát, cho nên người ta không có được giác ngộ. Chứ đừng có nói thừa là đạo Phật không đến với họ, có hết rồi, nhưng có điều là chúng ta chưa chịu tới. Câu hỏi thứ 3: cầu nguyện hồi hướng bố thí trong các bữa ăn uống hàng ngày mà thân không được sạch sẽ, không ăn mặc tề chỉnh, là người nam giới thì cởi trần thì có nên không, mong thầy chỉ bảo. Thật ra thì trước cái bữa cơm á, chúng ta không nên ở trần, rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm trời ban cho mình, mà mình không có coi trọng á, thì lần mình sẽ không có. Cho nên trước bữa ăn là chúng ta nên trang nghiêm, mặc áo đàng hoàng, chứ đừng có cởi trần ăn cơm là không tốt. Dù rất là nực nhưng mà cũng phải mặc áo vô. Thì cái gì mà chúng ta coi trọng thì cái đó nó sẽ tiếp tục có với mình, mà cái gì chúng ta coi thường là nó sẽ ra đi. Không, nói cơm là một điều rất là quý, mà chúng ta không coi trọng để chúng ta ăn thì không tốt. Thật ra khi mà đối trước các bữa ăn hàng ngày mà chúng ta nên trang nghiêm trước bữa ăn như một buổi lễ quan trọng của chính mình, thì đời đời cái kiếp chúng ta không bao giờ bị thiếu đói. Đó là nhân quả. Tại chúng ta coi trọng nó quá, chúng ta quý nó thì nó có ra đi, nó cũng trở lại với mình. Nhưng mà mình không quý cái gì rồi ra đi luôn rồi, trở lại ổng đâu có quan trọng gì với mình đâu, trở lại làm gì. Cho nên tất cả những người ở trần ăn cơm luôn là sẽ có nhân quả thiếu cơm thiếu áo. Bữa cơm là một cái gì hết sức linh thiêng của chính mình á, thì quý vị sẽ thấy đặc biệt tất cả những người mà có một cái đời sống vật chất tốt, trước bữa ăn họ trịnh trọng vô cùng, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta vô chùa thấy quý thầy ăn cơm phải mặc áo tràng vì lý do đó, quý thầy rất là quý cái bữa ăn này, vì tất cả những công sức của rất là nhiều người dâng đến. Cho nên là Phật tử vô chùa chúng ta cũng vậy, mặc áo tràng ăn trơm đã thể hiện được cái lòng kính trọng của mình đối với mọi cái. Thứ hai nữa là những người hiểu biết thì họ thấy được cái giá trị của một hạt cỏ tương đồng với trăng sao trời đất này, không có cái gì đáng khinh miệt coi thường cả, huống chi là hạt cơm mình ăn để nuôi sống thân mạng này. Để người nào mà coi thường bữa ăn mà có một thái độ không tốt trong bàn ăn thì rất là nguy hiểm. Cái câu hỏi tới tiếp là nhờ thầy giảng Tuệ Trung Thượng Sĩ sống không mục đích, tùy duyên, xuất cảnh, nhưng thường tình cuộc đời nếu sống không mục đích thì người đời lại chê là sống thừa, sống vô tích sự. Vậy thế nào là đúng? Kính mong Thầy chỉ dạy. Trong cái cuộc sống á, chúng ta thấy cái người mà gọi là sống gì hồn nhiên vô tư á, nó có hai dạng. Mà đa số những người trí thức thấy những người hồn nhiên đều chê họ là người dốt. Sống mà có cái mục đích này giống như là chúng ta sống mà phải có danh có phận ở đời để đời quan trọng mình, ví dụ vậy. Đó là mục tiêu sống làm đẹp của đời này. Còn cái người sống mà không mục tiêu, họ không muốn làm đẹp cuộc đời này, tức là không phải vì có danh có phận trong trần gian này, mà họ vì cái khác rồi, cao thượng gấp 1 tỷ lần của cái làm nổi danh nổi phận trong đời này. Không phải là chúng ta có tích sự trong đời này là chúng ta giỏi. Đó là mục tiêu sống của một cái đời ngắn ngủi. Còn cái người sống mà không tích sự như Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không có nhắm ở trong cuộc đời thường tình, mà Ngài đang sống với một cái gì không thể đổi được trong trần gian này. Một phút giây của một người vô tích sự giá trị bằng hàng tỷ cái đời sống hiện tại của chúng ta, dù chúng ta là ai. Chứ không phải được vô tích sự Tuệ Trung Thượng Sĩ là dễ rồi. Nhưng mà một mặt khác chúng ta thấy đến cái chuyện mà một cái người sống vô tư hồn nhiên á, thì thế gian này cho là dốt. Nó có hai mặt. Một người sống vô tư á mà trưởng thành khác với một người sống vô tư hồn nhiên của một đứa bé. Nên chúng ta thấy trên gương mặt một đứa bé thì hết sức là hồn nhiên vô tư, nhưng mà khi lớn lên rồi á, nó được học, nó được hiểu, nó được xông ướp bởi những cái kiến thức xã hội để nó bẻ cong sự vô tư nó đi. Thì bây giờ chúng ta là những đứa bé đang được xông ướp để mấy mươi năm rồi, chúng ta đầy ắp kiến thức, thì mình cho rằng mình hiểu biết, mình hết vô tư, hết hồn nhiên rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại cái lúc mà đang không còn vô tư hồn nhiên này của mình, lúc mà đang có kiến thức này của mình, thì mình sống an lạc hay mình đang bất an? Bất an hoàn toàn. Cho nên thiền sư thì thường là phải chết đi một lần để trở lại hồn nhiên vô tư, tức là bắt đầu trưởng thành. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là ở trong cái dạng này, tức là chúng ta phải sống sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời này để chúng ta hồn nhiên vô tư trở lại. Thì trong cái trong sáng hồn nhiên vô tư này, họ tròn đủ, họ không có mong cầu thêm kiến thức nữa, họ không còn mong cầu danh lợi nữa, họ không còn tìm cầu cái vật dụng trong trần gian này nữa, mà họ đã có một cái gì quá tròn đầy rồi, họ đã đủ quá rồi, cho nên không muốn thêm. Thì trở lại trạng thái hồn nhiên vô tư đó là đúng, là bậc thầy của hồn nhiên vô tư, là những người đáng tôn kính. Còn hồn nhiên vô tư như đứa bé thì vẫn còn thấy thiếu thốn khi lớn lên. Thì chúng ta là những đứa bé đã sống nhiều chục năm trong cuộc đời vẫn còn thấy thiếu. Chúng ta đã trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức cho cuộc đời này, nhưng mà nhìn lại chúng ta là những người đang tiếp tục để sinh xỏ ở trần gian này nữa. Chúng ta tiếp tục còn lang thang để sinh xỏ, sinh ăn trong lục đạo luân hồi này nữa, chứ chúng ta chưa có nghỉ. Như một người hồn nhiên vô tư như Tuệ Trung Thượng Sĩ là không còn sinh nữa, đã đủ rồi. Bây giờ chỉ còn ban phát thôi, chỉ còn cho ra, chỉ còn giúp đỡ người khác, chứ không có chỗ để thiếu, không có chỗ để tìm cầu thêm nữa. Một người vô tư là đạt tới cái cảnh giới này, tự tại tự do, không còn thiếu thốn nữa. Chứ không phải là vô tư là vô tích sự đâu. Thầy bảo học thiền thì không cần hiểu, không cần cố chú ý để hiểu, cứ để tự nhiên. Vậy thưa xin Thầy chỉ cho con làm thế nào để được hiểu? Có phải khi mình nghe tiếng Pháp nhiều thì sẽ tự ngộ ra hay không? Tất cả những cái kiến thức đều dẫn thêm chúng ta đi vào con đường sanh tử. Cho nên hiểu có nghĩa là chúng ta tăng thêm kiến thức. Tăng thêm kiến thức tức là tăng thêm ý niệm sanh tử trong tâm mình. Cho nên là chúng ta muốn dừng cái cuộc sanh tử này thì chúng ta phải dừng sự hiểu biết lại, thậm chí phải chết đi cái hiểu biết này một lần để chúng ta tái sanh lại lần sau trở thành con người hồn nhiên vô tư như hồi nãy nói. Thế ra thiền, mục đích của các thiền sư, chúng ta dùng thiền sư có mục đích thì nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tất cả các thiền sư đến trong cuộc đời này đều muốn đập phá tất cả những cái hiểu biết và tri kiến vốn có trong đời này của mình. Chứ các vị không muốn chúng ta tăng thêm, vì các vị đã thấy rõ cái bệnh của kiến thức rồi, các vị thấy rất rõ cái bệnh của hiểu biết rồi. Đó gọi là bệnh chứ không có tốt lành gì. Thì các vị muốn chữa bệnh hiểu biết của chúng ta, muốn chữa bệnh kiến thức của chúng ta, các vị không cho chúng ta hiểu. Nhưng mà mình thấy rằng mình không hiểu thì mình sẽ sống không tốt trong cuộc đời này. Đối với cuộc đời này phải có kiến thức này là mình mới sống được. Đối với cuộc đời phải có kiến thức kia chúng ta mới sống được. Chúng ta phải có kiến thức nọ chúng ta mới sống được. Nhưng thực sự nếu một người không kiến thức thì cuộc đời này sống luôn luôn tốt. Có kiến thức chúng ta có thể bóp méo sự thật, nhưng mà không có kiến thức chúng ta sẽ sống đúng với sự thật trong từng giây từng phút. Đó thì đời sống của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không có mục đích, không có kiến thức là như vậy, mà không bao giờ bị lỗi nhiều. Còn chúng ta có quá nhiều kiến thức rồi, nhìn lại để chúng ta sống bao lâu nay được cái gì? Chúng ta có thấy đúng sự thật chưa? Sống đến với sự thật chưa? Chưa. Vì do kiến thức nó đã ngăn chặn sự thật của chúng ta với cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây thì liền là cái bông cát tường, hoặc là chúng ta thấy nó là bông cúc, thì đó là kiến thức của chúng ta trên bông. Thì vừa nhìn bông là cái kiến thức đó nó hiện ra để nó che chắn. Mình thấy bông nó đẹp cỡ nào thì mình không thấy cái đẹp của bông đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó là cái bông gì á, là kiến thức nó hiện ra để che chắn sự thật khi chúng ta tiếp cận đối với duyên cảnh. Lý do đó mà các thiền sư không muốn lột cái kiến thức màu của chúng ta ra đi, lột kiến màu chúng ta đang mang đi, để con mắt chúng ta thấy tới tất cả vấn đề, để chúng ta tiếp cận được cái sự thật ngay trong cuộc sống này. Đó là lý do mà thiền sư kêu chúng ta đừng có kiến thức. Và chúng tôi cũng bắt chước mấy thiền sư, chúng ta kêu quý vị đừng có hiểu. Chúng ta hiểu thì nó đúng nhưng mà nó không phải. Hiểu thì đúng nhưng mà không phải. Cho nên là làm sao khi mà chúng ta nghe đạo lý, chúng ta học đạo lý, mà nhất là chúng ta học đạo thiền, thì chúng ta phải rơi rụng kiến thức, chết đi cái kiến thức, thì chúng ta mới có thể tương ưng và thông cảm. Cái sự tương ưng thông cảm đó không phải là sự hiểu biết, mà là khi chúng ta đã vượt tầm tri thức là chúng ta được dọt lên cao. Còn tri thức là chúng ta còn bị đè nặng ở tầng sâu của tâm thức, tức là ở tầng sâu của sanh tử. Nhưng mà kiến thức chết một phần, tức là chúng ta phá được một tầng vọng tưởng. Chết được hai phần, chúng ta phá được hai tầng vọng tưởng. Và chết hết kiến thức, chúng ta đã phá toàn bộ cái vọng tưởng để chúng ta dọt lên. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình, thì lúc đó được gọi là ngộ đạo. Còn kiến thức thì chúng ta còn ở những cái tầng sâu dưới. Cho nên con người của chúng ta học đạo, mục đích chính là chúng ta phá hết những cái tầng vọng chấp của mình, để chúng ta bước tự tại giữa trời không này. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với pháp giới tánh. Thì không phải là hiểu nữa, mà là một sự tương ưng, khế ứng và thông cảm, chứ không còn là hiểu nữa. Hiểu hoàn toàn không đúng. Cho nên là muốn cho chúng ta nghe để chúng ta hết hiểu, nghe để chúng ta rơi rụng, nghe để chúng ta sạch trọi sạch trơn, không còn kiến thức nào. Thì đó là cái con người đang học thiền đúng. Còn nghe để mà hiểu thêm cái này, nghe để mà biết thêm cái kia, tức là chúng ta đang đi sai đường. Thiền sư không có chỉ cho chúng ta về nhà để làm. Không có. Không có vị thiền sư nào muốn cho chúng ta có một pháp để chúng ta tu. Không có vị thiền sư nào dạy chúng ta một pháp để chúng ta hành. Không có. Không có chuyện này xảy ra. Ai mà có một pháp để hành thì coi lại, coi chừng chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là đọc hết tất cả những cái vốn có của mình, không cho mình mang bất kỳ một kiến thức nào, mang bất kỳ một pháp tu nào, không cho chúng ta bất kỳ một hành trang nào trong sanh tử cả. Gỡ hết tất cả những hành trang để chúng ta chết lẹ lẹ một chút. Chứ còn đi còn mang lương khô, còn mang nước uống là còn sống dai lắm. Phải hết lương khô, hết nước uống. Cái video này nó chắc chết rồi đó. Nó sắp chết. Nó chết liên tục. Đó là ra khi chúng ta học thiền nó có một cái gì khác với học kinh điển bình thường. Thì lỡ chúng ta phải ngồi trong cái pháp hội nói chuyện thiền, thì chúng ta cũng phải làm sao để cho mình tương ưng thì tốt hơn. Một câu hỏi nữa là cái gì mà sau khi người bệnh tắc hơi tại bệnh viện đâu để được 8 tiếng đồng hồ di dời, nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì trong kinh nói là sau khi chúng ta tắc hơi á, thì cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau. từ 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á, thì mình sẽ bị đau, và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắt hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền. Thì đây là cái khổ. Cho nên trong lúc chúng ta về đi, cố gắng là đừng có bồng trực tiếp mà phải khiêng bằng chiếu, hiểu không? Khiêng bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều. Cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó, đừng để cho họ bị đau, phải nâng niu thực sự á. Chứ là lúc đó mà vô khóc và đập đầu, vô bụng, vô chân, vô cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết. Và nếu bóc bằng tay để mà khiêng thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau. Do đó là cái người mà bị tắc hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu, là xin luôn tấm bạc đó đó. Cái tấm bạc đó mình mua tiền, bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó đó, để mà nắm bốn cái đầu tấm ga mình ghim đi, để cho cái người chết không đau trong trước 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta ẩm, chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm. Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền, mình nhập định mà ngộ đạo á thì khác. Còn là này, Ngài Hương Nghiêm là không phải do công phu tu, và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển nơi tâm thức của Ngài mà Ngài nhận ra được con đường xưa. Ý cái bài kệ là như vậy. Tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của cả thế gian này chứ không phải là nơi tâm thức nữa. Tức là sáng nắng nhạt, thì trưa nắng gắt, rồi chiều mát dịu, hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác, hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều vân vân. Tất cả những sự dao động trong trần gian này á, nhờ sự dao động đó, nhờ Ngài sống tự nhiên với thiên nhiên hoàn toàn mà không trụ lại. Tức là cuộc đời luôn luôn trôi chảy, dao động lên xuống, qua lại, hưng suy vân vân. Nhờ như vậy mà Ngài nhận được con đường xưa. Và khi nhận được đường xưa rồi thì thấy cả thế gian này cũng chẳng có gì là lớn cả. Thì tất cả những bậc đạt đạo đều thấy ra chuyện này. Sau đó Ngài Hương Nghiêm nói cái bài kệ mang cái ý đó, thì thể hiện được cái thấy biết đúng đắn của Ngài Hương Nghiêm khi mà viên sỏi văn và bội trang Ngài ngộ. Như vậy là vị thiền khách này thắc mắc là Ngài Hương Nghiêm á, đã thông tam tạng kinh điển. Tức là cái hồi mà chưa gặp Ngài Quy Sơn, chưa bị đặt câu hỏi này ra, thì ở với thầy của Ngài Quy Sơn là hỏi 1 trả lời 10, là một người lanh mồm lẹ mép, hỏi là trả lời liền. Hỏi bất kỳ cái nào trong kinh là tiểu thừa, đại thừa, trung thừa gì đó là Ngài Hương Nghiêm trả lời không sót câu nào. Nhưng mà gặp Ngài Quy Sơn là thiền sư thứ thiện rồi, đặt một câu hỏi ngoài ngôn ngữ thì không còn ngôn ngữ để trả lời nữa, cho nên mới đốt hết kinh sách, lên núi ẩn tu. Và cái duyên chín mùi. Thật sự thì tất cả các thiền sư á, mà trước cái phút ngộ đạo là họ có những hành trang rất đẹp, đúng không? Có những hành trang mà cái người đời không thể so sánh được. Từ một cái vị tăng mà nổi tiếng trong Tòng Lâm, bây giờ trở thành vị tăng thường tình trên núi, tới ngày chỉ cúc cỏ trồng rau, không cần biết tới ai và không cần bất đời biết tới mình nữa. Giống như vậy, chừng nếu mà Ngài Hương Nghiêm không ngộ đạo thì suốt cuộc đời của Ngài chết trên núi cũng không ai biết đâu. Nhưng mà nhờ như vậy thì sau khi Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo thì bắt đầu Ngài mới xuống núi bắt đầu giáo hóa trở lại. Như vậy là trong Tòng Lâm có rất là nhiều các vị thiền sư, mỗi người ngộ đạo mỗi cách. Ở chỗ này chúng ta thấy là Ngài Hương Nghiêm ngộ đạo do tiếng trúc văn như bụi tre. Thì cái thiền khách hỏi là chọi trúc quên sở tri, tức là tiếng trúc văng bụi tre là ý thế nào? Ý thế nào? Tức là khi mà tiếng trúc văng một cái cách, vị thiền sư ngộ là ý sao? Cái chỗ mà thiền sư á, mà ngộ đạo mà mình muốn hiểu cái ý gì á thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được rồi. Cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không trả lời cái kiểu đó, mà Ngài nói một cách là rất là thơ, là lão chài mất thôi cưỡi vàng. Lão chài là cái gì? Là một người chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển để bắt cá. Thì chắc chắn là không thể có cái vàng bạc lớn. Cái thôi cưỡi vàng tức là nó rất là lớn chứ không có nhỏ, không có cái số vàng lớn để mất đâu. Đây là cái kiểu nói rất nghịch lý. Hay người ta nghèo mà mất vàng lớn. Một người nghèo bị mất vàng thì câu này ý gì? Không có ý để cho ông hiểu. Nếu mà ông muốn hiểu cái ý mà văn tiếng trúc mà quên sở tri của Hương Nghiêm á thì ông không thể hiểu được. Giống như cái chuyện của thằng cha chài lưới nghèo mà mất một cục vàng lớn, chuyện này là hoàn toàn không có ý. Nhưng mà Ngài trả lời rất là nên thơ, khiến thiền khách cũng chẳng có biết cái ý này là thế nào nữa. Tự nhiên hỏi cái chuyện của người ta ngộ đạo, thì bây giờ lại nói cái chuyện của con cha chài mắc cục vàng. Đâu có ý gì đâu. Thật ra tới thiền sư mà tìm ý để hiểu thì dứt khoát là không có cái gì để mình mang về, không có gì để mình mang về hết. Rồi Ngài lại hỏi tiếp là thế nào là pháp thân. Vị này cũng muốn hiểu biết Phật Pháp chứ không phải là không, thì muốn biết cái pháp thân của mình như thế nào. Thì Tuệ Trung Ngài trả lời là bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Nên thơ vô cùng đó. Pháp thân là cái gì? Tức là khi mà chúng ta đi cạnh cái bờ ao á, mình đi trên bờ và cái bóng mình hiện ở dưới, cho nên đi dài dài rồi xong rồi mình nhìn xuống rồi mình thấy là có cái bóng mình ở dưới và mình đi ở trên. Thì cái bên ao thì chúng ta thấy hai cái, phải không? Cái đầu thật của mình và cái người ta bóng đi ở dưới là bên ao vui hai cái. Nhưng mà dưới trăng vui ba người, thì bây giờ mình đi bên ao mà giữa đêm trăng nữa thì có thêm chú cuội nữa. Mình với cái bóng với chú cuội, cho nên là vui chơi ba người đó. Pháp thân là một cái gì nó hiện hữu nơi chúng ta trong từng hành động sống này. Nếu mà chúng ta biết nhận thì chúng ta sẽ nhận được hình bóng thật và nhận được hình bóng giả ở dưới sông kia. Và trước đêm trăng thì nó hiện ba bóng, thì chúng ta hiện rõ ba bóng. Có nghĩa là nơi pháp thân chúng ta có đầy đủ pháp thân, báo thân và quả thân, không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhận thì chỗ nào cũng có thể nhận được. Tức là bên ao hai bóng chúng ta cũng có thể nhận được, dưới trăng ba người chúng ta cũng có thể nhận được. Muốn nhận pháp thân thì khắp chỗ, khắp nơi đều là pháp thân. Nhưng mà tuy có ba nhưng mà chỉ là một người mà thôi, phải không? Một người đó thấy thêm cái bóng và một người đó thấy thêm ông cuội, thì gọi là ba pháp thân, báo thân và quả thân. Nhưng sự thật nó chỉ là một người duy nhất, và cái hiện hữu đó duy nhất nó hiện hữu trong tất cả những cái tình huống của cuộc sống này. Cái người đi bộ trên bờ, cái bóng hiện dưới, hoặc là ánh trăng trên trời, hoặc là bóng trăng hiện dưới nước, thì chỗ chỗ nơi nơi đều là pháp thân. Ý Ngài Tuệ Trung Sĩ muốn nói chỗ này. Nhưng mà dù là pháp thân thì chỉ có một, pháp thân, báo thân và quả thân. Nói ba nhưng mà chỉ một mà thôi. Rồi chúng ta thấy thiền sư trả lời mình chịu không nổi. Trả lời cái gì đâu á, nói pháp thân thì nói chuyện bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người, nó chẳng có ý nghĩa. Rồi nếu mà chúng ta đột á, mà chúng ta tìm nghĩa thì rõ ràng là ông nào nói chuyện không có nghĩa gì để mình có thể hiểu được. Thì lại hỏi tiếp là pháp thân cùng sắc thân là đồng hay là khác? Thầy đáp là gươm mang hiệu long truyền, ngọc xưng tên hộ phách. Cái gươm á, nó có cái tên là long truyền. Thì vậy là giữa cái gươm và cái long truyền đó là một hay là khác? Là một hay là khác? Tại vì ở đây ông thiền khách này thắc mắc là cái pháp thân cùng với cái sắc thân của mình là một hay là khác. Giống như bây giờ mình tên là Nguyễn Văn Ổi, thì cái Nguyễn Văn Ổi và cái người của mình đang ngồi đây là một hay là khác? Nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Thì cái sắc thân và pháp thân nói một cũng không được, nói khác cũng không được. Vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp, phải không? Tất cả cái pháp của trần gian này đều là hoa vàng, tất cả hoa vàng đều là bát nhã, tất cả măng tre đều là cái pháp thân của mình. Thì như vậy là cái thân này có phải là pháp thân không, hay là nó khác? Thì bây giờ một câu hỏi mang tính so sánh trong đó, thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho ông này hiểu là cái so sánh đó sẽ có một câu so sánh. Tức là gươm thì có cái tên là long truyền, còn ngọc á, thì được xưng là hổ phách. Nhưng mà cái hổ phách đó không phải là viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó lại mang tên là hổ phách. Cái long truyền không phải là cái gươm, nhưng mà được mang tên là long truyền. Cái gươm nó mang tên long truyền. Thì bây giờ cái tên long truyền của cái gươm là một hay là khác? Thay vì chúng ta nói là cái gươm, nhưng mà gươm nó tên long truyền. Thay vì chúng ta nói đó là viên ngọc, nhưng mà ngọc đó lại là tên hổ phách, thì có giống hay là khác? Để cho vị này, ở đây là chúng ta có thể gặm nhấm mà ý thức được, không? Chúng ta đọc qua, nếu mà chúng ta hiểu được chuyện này thì đây là chỗ để có thể ý thức gặm nhấm, chứ không phải là muốn khai thị. Tại vị này đang hỏi cái câu đang so sánh, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời theo kiểu so sánh của ổng, để ông thấy rằng thấy thì là khác nhưng mà không khác, thấy giống như một nhưng mà không phải là một. Đó, thì bây giờ là muốn hiểu thiền thì chúng ta phải hiểu cái kiểu đó. Một thì không phải một, mà khác thì không phải khác. Đó là cái lối nói của thiền. Có vị tăng hỏi tôi nói là suốt Thế Tôn nói suốt 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Tức là vị này thắc mắc ở trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Còn trong Kinh Kim Cang nói sao? Nếu nói ta thuyết pháp là phỉ báng ta, Đức Phật chưa từng nói một câu nào. Trong đời Đức Phật kể từ trong kinh đó là nói là kể từ lúc từ cung trời đâu xuất giáng thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đó Như Lai chưa từng nói một câu nào. Nhưng mà trong sử thì nói là sao? Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Cho nên mới có 12 phần giáo. Chúng ta thấy trong kinh là Đức Phật nói với 12 phần giáo. Ví dụ như Đức Phật nói là khế kinh, trong khế kinh thì những cái lời lẽ Đức Phật giảng trong kinh là phù hợp với trình độ căn cơ chúng sanh và phù hợp với chân lý, gọi là khế kinh. Hoặc là nói tùng tụng, tức là sau chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật nói một bài kinh nào đó, rồi dưới bài kinh đó thì có bài kệ tụng để tụng lại cái ý của đoạn kinh, tên gọi là tùng tụng. Rồi thứ ba gọi là phúng tụng, thì cái phúng tụng nó gần giống như cái trùng tụng này. Có nghĩa là kinh tùng tụng là tụng lên ý trên, còn phúng tụng là tự động Đức Phật có một bài kệ. Ví dụ trong kinh Đức Phật nói bài kệ này, nói bài kệ kia. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lọt tối thắng, lạc tối thắng, bát nhã đường duy nhất, đến bình an bất tử. Thì đó gọi là cái phúng tụng. Kinh nó muốn gì? Có một số kinh là Đức Phật đọc những cái bài kệ mà không có nương ý của cái trước. Rồi cái thứ tư là kinh bổn sự, thứ năm là kinh bổn sanh. Thì trong cái kinh bổn sự á, là Đức Phật nói lên cái tiền thân của Ngài khi còn hành hạnh Bồ Tát là làm cái gì. Rồi bổn sanh cũng nói giống như vậy, là trong cái quá trình sanh tử Đức Phật là trong lúc mà hành hạnh Bồ Tát, có khi là làm thân nai để độ cái loài nai, có khi làm vua quan, có khi đi học đạo vất vả, vân vân. Tất cả những cái kinh đó, hoặc là kinh vị tạng hữu, hoặc là kinh nhân duyên, kinh thí dụ. Và cuối cùng trong kinh là có cái kinh gọi là thọ ký. Thì trong 12 phần kinh mà được phân biệt ở trong giáo môn á, thì là những cái điều này Đức Phật nói. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói câu nào? Thì vị thiền khách này thắc mắc, nếu mà không nói tại sao có 12 phần giáo này? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là hơi xong khởi hộp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là trong cái hộp mà chúng ta đựng một cái hơi á, đựng hơi, thì bây giờ khi mà mở miệng ra là hơi bay mất rồi, hơi bay mất khỏi bình rồi. Nhưng mà nó mong về lại, có nghĩa là khi Đức Phật đã nói những cái giáo lý của Ngài là xuất phát từ kim khẩu của Ngài nói ra, từ cái chỗ tự tánh chân thật của Ngài nói ra. Ngài nói nhưng mà chưa từng động lưỡi, cho nên nói là không có ngôn ngữ. Còn mình thì nói đâu là có ngôn ngữ đó. Nói một lời là động lưỡi một lời, nói hai lời là động lưỡi hai lời. Còn Đức Phật thì nói mà không động lưỡi, cho nên thấy mở cái miệng hộp ra, hơi bay ra nhưng mà vẫn tràn đầy trong đó. Còn mình nó mở cái hơi xong ra là nó nguội hết rồi. Nó không có còn hơi, không có quay về trở lại được. Nhưng mà riêng Đức Phật nói là chưa rời tự tánh mà nói, Đức Phật chưa rời pháp thân mà nói, cho nên là hơi xong ra nhưng quay trở về hộp vẫn đầy đủ nguyên vẹn đó, chưa từng sức mất. Còn mình mở hộp ra, mở hơi ra là nó bay mất rồi. Đối với Đức Phật là chỗ nơi tất cả thời, tất cả lúc trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật rồi là không rời tự tánh, không rời pháp thân. Cho nên ở chỗ tự tánh pháp thân mênh mông đó xuất tất cả những ngôn ngữ thành 12 phần giáo, nhưng chưa hề có một cái sự động tâm nào cả, chưa hề có sự động niệm nào đối với Đức Phật. Đức Phật nói rất là nhiều lời, nhưng mà đối với Phật là hoàn toàn không có ngôn ngữ. Nhưng với một chúng sanh bình thường thì chúng ta nghe Đức Phật nói có lời, có ngữ, có cú, có ngôn, có âm, phải không? Nhưng mà Đức Phật thì không hề rớt vào ngữ cú ngôn âm. Tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo hành giả đối diện Đức Phật liền có bài pháp. Ví dụ như là trong cái kinh nhân duyên hoặc là kinh Phật tự thuyết. Thì như vậy là có khi có nhân duyên nào đó, ví dụ như một vị tăng nào chết thì Đức Phật có một bài pháp theo cái kiểu chết vị tăng đó. Hoặc là có một vị thắc mắc hỏi thì Đức Phật mới nói. Hoặc là Đức Phật đi khất thực, người ta thắc mắc thì Đức Phật do nhân duyên nào đó Đức Phật nói. Hoặc là kinh Phật tự thuyết, có nghĩa là Đức Phật tự động thấy ra một bài pháp nào đó hay thì triệu tập đại chúng lại để nói cho đại chúng nghe. Như vậy là tùy hoàn cảnh, nhân duyên và đương sự mà có bài pháp cho người đó, chứ không phải pháp đó của Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật thuyết pháp là phỉ bán Phật, nó không đúng, nó không đúng. Như vậy là ở đây á, là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tả lời hơi thi vị, hơi xong hợp mong về lại, thuốc báo mở bình muốn bệnh tiêu. Tức là đối với Đức Phật là một cái bình thuốc báo. Vì chúng sanh có bệnh cho nên Đức Phật có ngôn ngữ để cho tiêu hết cái bệnh phiền não của chúng sanh. Vậy thôi, chứ Đức Phật không phải là người nói pháp. Đức Phật không phải chủ trương đi nói pháp, không phải là chủ trương thuyết giảng, mà vì có chúng sanh bệnh cho nên rồi là mở cái bình báo ra để cho tiêu bệnh của chúng sanh. Vậy thôi, chứ còn không phải là Đức Phật thuyết pháp. Cho nên nói 12 phần giáo, nói kinh này kinh kia, đó là một lối nói. Nhưng mà trở về cái nguồn thật, trở về cái chỗ chân thật là không có ngôn ngữ, không có ngữ cứu. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái chỗ thật. Ý Đức Phật muốn thu tóm tất cả những ngôn từ, ngữ cứu, những ngôn âm, những cái bài pháp của Đức Phật trở về cái chỗ chân thật là vô ngôn âm. Cho nên Đức Phật mới nói là kể từ cái cung trời đau sức, giáng thần nhập thai, tới 49 năm thuyết pháp và tới ngày chúng ta nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói câu nào. Ở trong kinh Lăng Già Đức Phật có nói cái câu đó. Thì vị tăng này lại không hiểu nữa, cho nên á, mới hỏi tiếp: thế nào là Phật của chính mình? Thầy đáp: chẳng đến rượu, chẳng nếm rượu bồ đào. Chẳng đến rượu bồ đào thì khó gặp người đập hũ. Tức là bây giờ người hành giả hỏi là thế nào là Phật, thì Đại Trung Thượng Sĩ trả lời là sao? Chẳng đến cái chỗ mà nhậu nhẹt á, thì không thấy người cha sai đập hũ. Ông không biết thế nào là Phật thì ông phải đến vị trí đó, chứ không thể hiểu được. Có nghĩa là muốn biết cái người cha nhậu xỉn đập hũ như thế nào thì tới quán rượu thì biết liền. Tới quán rượu thì biết đó, nó xỉn, nó đập hũ, đập chai như thế nào, phải không? Muốn biết đối với đạo Phật là phải đến sự thật, chứ không phải là hiểu về chỗ này. Đạo Phật nói ra những cái điều mà cho cái người sao học á, là chúng ta phải tới để mà thấy, chứ không phải hiểu. Nếu mà chúng ta không đến để thấy thì dù có nói cỡ nào chúng ta cũng không biết. Giống như bây giờ một người đang mù, chúng ta diễn giải với họ là cái màu vàng nó đẹp như thế này, cái màu đỏ nó đẹp như thế kia, màu xanh nó đẹp như thế nọ, thì người mù chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy được. Giống như một người điếc mà chúng ta ca giọng này, chúng ta ca giọng kia, chúng ta ca giọng nọ cho nó ngọt ngào, thì người điếc không bao giờ nghe được, phải không? Vì vậy là khi mà chúng ta chưa có mở mắt ra thì chúng ta không bao giờ thấy được sự vật. Cho nên ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói là ngươi phải tới chỗ đó thì ngươi biết Phật là cái gì. Giống như trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói như sao? Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được điều này, còn là Bồ Tát cũng chưa chắc hiểu được. Vì vậy là ông hỏi thế nào là Phật của chính mình. Phật của chính mình mà mình còn không hiểu, mình đi sách đi hỏi người khác, tức là ông còn quá xa rồi. Khi nào ông thành Phật thì ông biết Phật chính mình là cái gì. Đó là ý Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn dạy như vậy. Lại hỏi làm sao để ý hội. Ngài đáp là nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Thơ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ là sức khổ thành thơ. Ít có thiền sư nào trong lịch sử nhân loại mà trả lời với thiền khách theo cái kiểu Tuệ Trung Thượng Sĩ, độc nhất vô nhị trong cái giới thiền sư. Đã nói như vậy, một người đầy thơ văn và đầy có cái nét văn nghệ ca cú. Ta hỏi là nói cái kiểu như ông thì làm sao khởi hội được? Tôi không biết cái gì là Phật của chính tôi, mà ông bắt tôi phải thành Phật. Tôi biết thế nào là Phật thì lấy cái gì để tôi ngộ được đâu. Thì Ngài nói là nhà lớn chung đêm ngủ, một đêm ngủ sông dài chung đò qua. Tức là ý như thế nào? Ông đã ở trong đó rồi, tức là cái nhà lớn mênh mông đó, ông đã ở trong cái nhà. Bây giờ ông hỏi cái nhà là cái gì thì rõ ràng là vô minh. Tức là trong cái nhà lớn đó ông đã ngủ qua đêm rồi. Thì có vị thiền sư nói là ông ôm Phật, ông ngủ, ông sống chung với Phật hàng ngày mà không biết Phật là ai. Còn đằng này Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói hay hơn, là cái Phật của ông á, nó đã trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ông đã từng ở trong đó, ông đã từng sống, đã từng ăn, đã từng ngủ trong đó rồi, mà bây giờ ông hỏi thế nào là Phật. Còn sông dài chung đò qua, tức là ông đã từng đi qua lại trong cái dòng sông sanh tử này với Phật của ông rồi. Không phải một kiếp mà hằng hà sa số kiếp. Ông đã từng ở trong Phật tánh, Ông đã từng ở trong Phật của chính mình để đi qua dòng sông sanh tử này vô lượng kiếp rồi. Bây giờ còn quay lại hỏi với tôi là thế nào là Phật nữa, thế nào là lý hội nữa. Tức là Tuệ Trung Sĩ muốn nói rằng nó đã sẵn đủ với cuộc sống của chính ông rồi, thì bây giờ đừng có tìm cầu nữa. Thì cái đó nó lộ bài. Nó không phải ở bên ngoài để ông có thể tìm kiếm, nó không phải ở bên trong để ông soi rọi, mà nó làm cái gì vốn đã hiện hữu, nó vốn đã hiển bài rồi. Thì bây giờ thôi đi cái tìm cầu có tâm thức, thì hy vọng là ông tương ưng. Chứ đừng có tìm, đừng có kiếm nữa. Ông kiếm là một sự sai lầm, vì ông đã ở trong đó rồi, ông đã sống trong đó rồi, thì đừng có tìm cầu. Thì vị thiền tăng này cũng không hiểu, mới tiếp tục hỏi thế nào là tâm của Phật. Giờ Phật có chính mình không thèm tìm, bây giờ hỏi cái tâm của cổ Phật là cái gì. Thì Ngài đáp là trọn nói khắp thành không uất sắc, đâu hai cửa tía có thiền duyên. Cũng thơ kệ vô cùng. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rất là văn nghệ. Thì bây giờ hỏi cái tâm cổ Phật, tức là cái tâm nguyên thủy của mình đó, cái bản thể chân thật, cái bản gốc của mình á, cũng như tất cả chư Phật đều đồng nhau. Cái đó là cái gì? Một người mà không ngộ được cái này thì phải tìm kiếm, và tìm kiếm thì không thể thấy được. Giống như một người á, Tuệ Trung Thượng Sĩ là nếu nói mà trong thành không có uất sắc, tức là trong thành lớn mà không có người đẹp, do chúng ta không thấy. Nhưng mà người thấy rồi thì sao? Chẳng hay bên cửa tía có thiền duyên, tức là bên cửa sổ có rất là nhiều người đẹp ngồi bên đó. Chứ không phải là không có, nhưng mà tại ông không tìm được. Thì bây giờ tâm của Phật nó cũng giống như vậy, tức là nó đã có, nó sẵn đủ với chính mình rồi, nó đã hiện hữu nơi con người chúng ta rồi. Nếu không có cái đó thì chúng ta không thể đi, không thể đứng, không thể nói, không thể cười, và cũng không thể đặt câu hỏi ra được. Nhưng mà mình không hay, mình không biết. Cho nên giống như mỗi người mà đi vào thành lớn để tìm người đẹp, tìm không ra. Nhưng mà thật sự bên tất cả những cửa sổ của những cái lầu cao thì có rất là nhiều cô gái đẹp ngồi trên đó rồi. Tức là sắc đẹp đã tràn ngập trong thành. Thì tâm cổ Phật đã tràn ngập không gian này, đã có đầy đủ, đã có trùm khắp rồi. Chỗ nào cũng là Phật mà mình đi tìm kiếm, tức là mình không thể thấy được. Đem Phật mà đi tìm Phật là chúng ta không thể tìm ra. Thì vị này họ hỏi mà không hiểu, thì tiếp một vị tăng khác hỏi nữa là cổ nhân nói tức tâm tức Phật, vì sao Phật không hiện tiền? Tức là người này dẫn cái câu nói của người xưa. Người xưa nói tức tâm mình là Phật, thì tại sao Phật không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp là phanh trai tìm ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng công thôi. Nghe Ngài nói kể tiếp. Rất là hay. Ta rất là thích cái kiểu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, văn nghệ vô cùng, phải không? Thì bây giờ ngài thì một người thiền khách hỏi Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, là cổ nhân nói tức tâm là Phật, tại sao nó không hiện tiền? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nói một câu là phanh trai mà tìm ngọc á, tại ngày xưa trong lịch sử nhân loại có cái chuyện là mò trai để lấy ngọc, phải không? Thì bây giờ mò được con trai rồi mà banh nó ra để lấy viên ngọc trong đó, thì dù có khó gặp nhưng mà nếu mà phanh trai thì cũng có thể thấy được. Còn đằng này á, là mổ cá cầu trâu thì uổng công thôi. Tức là ông muốn tìm Phật, ông phải tìm cho đúng nơi, chứ ông tìm đặt rồi ông tìm ra ngoài, ông hướng ra ngoài để ông tìm cầu. Ông muốn cho cái Phật tánh nó không phải là lộ tướng như là cây cỏ lá hoa, như đất nước trăng sao này. Phật tánh không có hình tướng mà ông muốn thấy để nó lộ ra ngoài theo cái cặp mắt bình thường của chúng sanh, là ông đã tìm lầm chỗ. Giống như bây giờ muốn tìm ngọc là tìm ở con trai, chứ đừng có mổ con cá, uổng công lắm. Ông mổ nát cái thân ông ra để ông tìm Phật tánh, không bao giờ được. Phật tánh không phải là cái thấy bằng con mắt. Hay giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời câu kiểu như mình, Phật tánh mà ông muốn lộ ra như cái chùa vậy thì làm sao mà ông có thể thấy được, phải không? Thì ở trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành đạo thà, chẳng thể thấy Như Lai. Đó, thì cái người hành giả này hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là tại giờ sao mà tức tâm tức Phật mà sao Phật không hiện tiền? Phật hiện để cho ông thấy thì Phật nó không phải là Phật thiệt rồi. Ý Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói như vậy. Và ông muốn thấy Phật mà lộ ra mà mắt ông có thể thấy được là ông đã tìm sai chỗ, ông đã hướng sai đường. Cho nên muôn đời ông không thể thấy được. Giống như mổ cá mà tìm trâu là không thể được. Muốn tìm trâu là phải tìm trong trai, con trai thì mới có trâu ở trong đó. Mặc dù khó nhưng phải tìm, tức là nó ẩn tàng, không có hình tướng. Mặc dù nó khó nhưng phải thể nhận nó ra bằng cái trí của mình. Khi mình tương ưng với cái đó, tự động mình hiểu ra. Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu tâm thức thì giống như mổ cá mà tìm trâu, là chuyện đó khó khăn. Tìm Phật mà bằng ý thức thì giống như người mổ cá mà tìm trâu. Cho nên phải dứt đi ý thức, khó khăn vô cùng, như là mò trai ở dưới đáy biển. Nhưng mà tìm đó mới là đúng. Cho nên con đường khó nhưng mà có thể thấy ra được. Còn cá thì chỗ nào cũng có thể bắt được, nhưng mà tìm trâu là không có. Cho nên ông muốn lộ ra cái hình tướng để ông thấy, ông muốn dễ để ông hiểu, ông muốn là có thể thâm nhập bằng cách này, muốn có thể thâm nhập bằng cách kia, thì giống như người mổ cá mà tìm trâu, thì là phí công vô ích mà thôi. Lại hỏi không thể dùng trí để biết, không thể dùng thức để hiểu thì thế nào? Tức là hỏi sát vấn đề rồi đó. Thầy đáp: người gỗ vào biển hát vô sanh, gái đá xuyên mây thổi tất bật. Đó, bây giờ ông không thể dùng trí để biết phải không? Ông không thể dùng thức để ông hiểu phải không? Thì á, nó giống như cái gì? Là người gỗ vào biển hát câu vô sanh, mà con gái đá xuyên mây thổi tất bật. Cái người bằng gỗ mà vào cái biển thì hát được câu vô sanh. Người gỗ là cái gì? Là một người vô tri vô giác phải không? Cái hình nộm mà kêu hát cái câu vô sanh là hát được không? Không được. Rồi gái đá, tức là cái cục đá mà tạc hình cái người phụ nữ mà xuyên mây, mà thổi tất bật, nhảy múa lung tung. Thì đây là cái ý gì? Muốn hiểu thì hiểu đi, hiểu cái người gỗ hát đi. Ông muốn hiểu cục đá nói cái gì, thì lúc đó ông sẽ hiểu là cái chỗ mà không thể dùng trí để biết, cái chỗ mà không thể dùng thức để hiểu, đó là người gỗ hát khúc vô sanh và cái cục đá biết nhảy múa lung tung. Đó, muốn hiểu thì hiểu như vậy. Giống như là đờn không dây mà khải khắp trần gian này, giống như tay một bàn mà dỗ lên được tiếng kêu. Muốn hiểu cái chỗ đó thì ông phải hiểu như vậy, chứ không có chuyện khác để mà hiểu. Ông muốn hiểu cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức, thì khi nào mà bể cái đầu hết tâm thức đi thì biết chỗ đó là cái gì. Ông này đặt vấn đề gần đúng thì sẽ được một câu khai thị mà rất là hay. Chúng ta đã thấy là thiền sư chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ mới có cái lối trả lời độc nhất vô nhị như thế này. Lại hỏi là thế ấy thì không hiểu cũng không biết. Thầy đáp: không nhân chưa đến, khổng nhân chưa đến trung phong biết, tiếc chúc chẳng nhờ tiệt vũ hay. Tức là bây giờ á, cái chỗ đó thì không hiểu cũng không biết, đúng không? Tức là cái chỗ mà Phật tánh đó đó, cái chỗ mà vượt cái hiểu biết này, thì chỗ đó là vô tri vô giác, đúng chưa? Thế là bây giờ tại vì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời là người gỗ hát khúc vô sanh, mà gái đá thì thổi càng tất bật. Người gỗ thì làm gì có tri giác, mà cục đá đó cũng không tri giác luôn, vậy đúng hả? Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời như vậy thì hành giả này hiểu lầm. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ mới thấy được cái ý của thằng cha này là khổng nhân chưa đến trung phong biết, tri phong biết. Có nghĩa là ngày xưa trong lịch sử có con ngựa gọi là con ngựa tri phong, là ngựa đổi gió, nó chạy rất là nhanh, chạy nhanh hơn gió, gọi là ngựa tri phong. Thì khi mà khổng nhân, tức là Khổng Tử chưa tới á, thì con ngựa đã biết trước rồi, biết là cái người chủ mình sắp sửa tới rồi. Tức là con ngựa thì thường thường nó không có tri giác giống như mình, không có hiểu biết, không có cảm nhận giống như mình. Nhưng mà tại sao là khổng nhân, cái người mà muốn cởi nó chưa tới, nó đã biết? Thì đó là một cái loại đặc biệt của tự tánh. Nói thì vô tri vô giác, nhưng mà không có gì không biết hết đó, không có cái gì dối vào mắt nữa hết. Ngay cả con ngựa mà khi cái người chủ tiêu tới, nó đã biết từ xa rồi. Có nghĩa là cái tự tánh của chúng ta, nó biết không phải chuyện nhỏ, nó biết xa vậy lắm, biết thậm chí là cả quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng biết nữa. Cái chuyện mà mênh mông khắp 10 phương pháp giới xảy ra cái gì, cái đó cũng biết, chứ không phải là vô tri vô giác như ông hiểu. Ông đừng có nghĩ rằng cái cây nó vô tri, gỗ nó vô tri mà hát được khúc vô sanh. Tức là vô sanh nó vô tri giống như cây gỗ, phải không? Vô sanh nó vô tri giống như cục đá, là ông đã hiểu lầm. Cái đó nó linh diệu, nó màu nhiệm và linh thông để có thể nhận biết tất cả mọi duyên cảnh mà cái người thường không thể biết được. Giống như con ngựa tri phong là một trong những con thú linh thực sự, nó cảm nhận từ xa người chủ mình sắp sửa tới. Và cái thứ hai là tiếc chúc chẳng nhờ triệt vũ hay. Tức là một cái loại mà triệt vũ là một cái loại thanh kiếm chém một cái đứt cọng tóc, nó bén đến mức độ như vậy. Mà Tiết Trúc á, là chưa từng chạm thanh kiếm này, nhưng mà Ngài hiểu được cái bén của thanh kiếm, tức là thanh kiếm bén. Ngài Tiết Trúc hiểu được đó là một thanh kiếm quý, nhưng mà Ngài chưa từng gặp. Chưa từng gặp, Tiết Trúc chẳng nhờ, tức là chưa từng nghe cái thông tin gì, chưa từng nghe người khác nói về cái thanh kiếm này. Nhưng mà với trí tuệ của Ngài Tiết Trúc á, nhìn thanh kiếm biết nó đủ bén và bỏ cọng tóc xuống chặt đứt liền. Thì vậy là cái người mà nhận được cái vô sanh kia, cái trí tuệ của họ xuyên thấu hết tất cả mọi hành động, mọi vật chất, mọi điều trong cuộc sống này. Chỉ cần nhìn qua, không cần thông tin là người đó biết liền. Giống như bây giờ thiền sư mình nhìn thấy mình là biết tâm mình đang ở đâu liền. Mình ngộ hay là chưa ngộ, mình còn dướng mắt hay là không dướng mắt thì thiền sư biết. Cho nên Tiết Trúc là mỗi người rất là sanh sỏi về kiếm pháp. Thành ra không cần phải là giới thiệu là kiếm hay kiếm giỏi gì, nhưng mà nhìn thấy kiếm báo là biết liền. Biết liền. Thì ngày xưa chỉ có loại là cái loại mà triệt vũ, tức là một trong những cái loại kiếm bén nhất. Bỏ cọng tóc ba giữa không, chặt cái đứt làm hai liền. Kiếm đó mới là kiếm bén thật. Như vậy là Ngài Tiết Trúc biết, nhìn kiếm là biết nó bén cả chừng đó. Như là cái ý muốn nói là khi một người nhận ra được cái vô sanh thì không phải là vô tri vô giác như cây gỗ, mà linh thông quyền diệu giữa cuộc sống này. Người nhận được đạo lý là rất là linh thông. Cái hiểu biết, cái nhận biết nó sâu sắc và tinh tế đến chiều sâu của tâm thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn người, rõ ràng mình không biết thông tin về người đó đâu, như thiền sư nhìn biết hết, ngay cả chân tướng, thậm chí biết luôn kiếp trước từ đâu tới. Không phải biết một kiếp mà biết ngàn kiếp, và thậm chí biết được cái chuyện sanh tử của mình sắp tới luôn. Đó mới là cái biết sâu, biết cạn, thấy được tới chân tướng của mình, và thấy cái tâm tư của mình đang chừng này, và mình chừng nào nữa mới tiến được cái gì, và tới lúc nào mới có thể đủ khai thị cho người này ngộ đạo, là thiền sư biết. Và đó, mọi người ngộ được vô sanh là thấu thoát tất cả các pháp của trần gian này mới được gọi là ngộ, chứ không phải là nhận biết cái đó là vô tri vô giác. Cái vô sanh nó không bị sanh tử làm quấy rối, cho nên rõ thông và sáng rực như trời xanh, chứ không phải là cái chỗ đó nó vô tri vô giác. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Ra khi một người thiền sư đã ngộ rồi là cái trí tuệ họ thông hơn người bình thường, họ hiểu biết sâu sắc hơn người bình thường, họ nhạy bén tinh thông hơn người bình thường. Thì vị thiền sư này mới nói là, lại hỏi là thấy sắc liền biết tâm ý này thế nào. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học hàm đan quên ngọc đào. Rất là hay. Thì bây giờ ở một cái nước mà họ không quần áo á, mà mình mặc cái khố á, thì lỗi nhịp, đúng không? Tức là xuống biển mà còn mặc đồ là rất là dở. Vô phòng tắm mà còn mặc đồ thì tắm không bao giờ sạch. Thì khi mà mọi người mà đến cái nước lõa thể rồi là không được quyền mặc dù cái khố nhỏ, một miếng vải nhỏ che cũng không khế ứng. Ông hỏi là thấy sắc liền biết tâm là thế nào, tức là người đó tương ưng với từng nhịp một trong cuộc sống nào, không bao giờ lỗi. Nếu một người thấy sắc mà rõ tâm á, thì người đó là cái người linh thông trong cuộc sống này, đối duyên xúc cảnh liền khế ứng, hòa hợp và hòa nhịp, không có một cái chỗ lỗi lầm. Cho nên đến xứ lõa thể là liền cởi trần. Không có mặc áo, không mặc khố. Thì một người mà thấy sắc mà biết tâm là người đó sống không lỗi lầm trong trần gian này nữa. Đó là người thấy sắc mà rõ tâm. Thứ hai là chớ có học hàm đan quên ngọc đào. Tức là ngày xưa ở Trung Quốc đó, có một cái nước Ngụy, thì có rất là nhiều cái thơ nhạc hay, có nhiều cái nét văn hóa hay, thì các nước đều tới nước Ngụy để học. Thì có một cái nước gọi là cái nước Hàm Đan cũng tới đó học, nhưng mà khi học xong rồi thì quên đi quốc gia của mình, tại vì hay quá rồi hòa nhập đó sống luôn. Giống như bây giờ các nước phương Tây hay quá, cái mình từ Á Đông mình qua đó mình học, cái mình quên về quê luôn, ở đó luôn. À, thì bây giờ là cái chỗ mà thấy sắc liền biết tâm á, thì khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta rõ biết được cái nguồn cội của chính mình, tức là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là dù chúng ta có tiếp duyên xúc cảnh nhưng mà vẫn ở nguyên nơi vị trí chính của mình, không bao giờ bị lầm lẫn nơi duyên cảnh. Nhìn thấy hành sắc, nghe âm thanh và lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà vẫn ở nguyên cái vị trí chân thật sáng suốt nhiệm màu của mình, chứ không có rời tự tánh mà thấy biết, không có rời tự tánh mà động dụng. Cho nên nếu mà ông nói là thấy sắc mà rõ tâm, tức là người đó đang luôn trụ vững ở nơi chân thật của chính mình mà không bị lầm. Cho nên đừng có học cái kiểu Hàm Đan mà quên ngọc báu, bỏ nước mình đi học rồi theo người ta ở luôn, không có về quê nữa. Không phải như vậy. Tức là người mà khi thấy duyên cảnh mà bị dính mắt là quên cội nguồn, nghe âm thanh mà bị dính mắt là quên cội nguồn. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là muốn thấy sắc mà biết tâm thì là cái người sống luôn luôn không bao giờ quên cội nguồn, thì mới gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Tức là xuất mục bồ đề, cái gì hiện trước mắt đều là bồ đề, đều là giác ngộ, thì đó gọi là thấy sắc mà rõ tâm. Đó là cái ý mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói. Thì có một vị thiền khách hỏi tiếp là thế nào là gia phong của thượng sĩ? Thượng sĩ đáp là nhàn ném trái rừng, kêu vượn tiếp, lười câu cá suối, khiến hạt tranh. Nên thơ vô cùng. Bây giờ hỏi lung tung rồi, bây giờ hỏi cái gia phong của ông là cái gì? Tức là cái sự nghiệp của ông là cái gì? Đạo lý của ông đang sống là cái gì? Cái chỗ của ông hiện tại là cái gì? Thì là nhàn rỗi hái cây dục cho rượn bắt để nó ăn chơi cho vui. Còn nếu mà làm biến là xuống suối câu cá, quăng cho hạt ăn chơi vậy. Ta là vậy chứ ta cũng chẳng có cái gì là mục đích. Cái nhàn rỗi thì hái trái cây quăng cho dưỡng bát chơi. Còn nếu mà lười lười nữa, ta xuống suối ta câu cá, dục cho cò nó ăn chơi. Gia phong của ta là vậy. Thay vì bây giờ có một vị thiền khách hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng, thì nó là cái chỗ của ta là muốn làm chúng sanh ngộ đạo. Ta muốn là phải làm thế này thế kia trong cuộc sống này để cho cái cuộc đời ta có ý nghĩa. Ta phải làm đạo để cứu giúp chúng sanh muôn loài dân. Đó là gia phong. Gia phong. Nhưng mà thượng sĩ thì gia phong rất là nhàn rỗi, phải không? Nhàn rảnh rảnh thì hái cây dục cho khỉ ăn chơi. Còn buồn buồn xuống suối câu cá cho cò, cho nhạn, cho hạt ăn. Đó, gia phong của ta là vậy đó. Tức là giữa đời này đối với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có cái gì chủ đích. Tức là không có sở chứng, không có sở đắc, không có sở cầu, không có sở sợ. Với Ngài sống hoàn toàn không có mục đích. Không có mục đích. Tức là ứng duyên xúc cảnh luôn luôn khế ứng hòa hợp, không có lỗi nhịp. Với Ngài vậy là đủ. Tức là cuộc sống của Ngài ngay tại đây và bây giờ, ngay cái chỗ hiện tại hiện tiền này với Ngài rõ ràng không lầm lẫn. Vậy thôi chứ không có chuyện gia phong gia phiết vậy đó. Ta không có gia phong, ta không có chỗ để dựa, ta không có mục tiêu, không có mục đích, và không có gì quan trọng trong cuộc đời này cả. Tức là người hết quan trọng thân, hết quan trọng tâm, không còn quan trọng hoàn cảnh, không còn quan trọng thế giới này, không còn quan trọng sự nghiệp. Hoàn toàn với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không có chuyện đó. Chứ Ngài là tự tại vô ái ngại từng phút giây một, không có trước, không có sau. Thì đó là gia phong của thượng sĩ. Thật ra đối với một người thiền sư như thiền sĩ thì chúng ta không có tìm được cái đất đứng của Ngài. Đó giống như hồi trước mà các vị khen tặng á, mới nhìn nó thì thấy trước mà thoạt nó thì ở sau lưng. Tức là Ngài không có chỗ để trụ, không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp và không có định hướng. Một người sống vô mục tiêu. Thì đó là gia phong của thượng sĩ. Thì chắc là bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng. Thời gian còn lại là chúng ta có thể hỏi đáp với nhau. Thì ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Ở trong buổi sáng này chúng ta có quyền được hỏi những câu liên quan tới đạo lý ha. Buổi sáng này chúng ta dành cho hỏi đạo lý. Câu hỏi thứ nhất được ghi trong giấy là: thưa Thầy, ở phần chánh nghiệp trong bát chánh đạo của bản Kinh Tứ Diệu Đế mà Thầy đã từng giảng giải trước đây, trong đó Thầy có nêu là trường hợp khi một người trước khi lâm chung mà đã bị hôn mê thì không còn cách nào giúp được họ để có thể vãng sanh một cách tốt đẹp. Vậy thì đối với một người không bị hôn mê nhưng bị lẳng hoặc bị điên khùng, mất trí thì có còn cách nào để giúp họ trước, trong và sau khi lâm chung không? Thật ra cái người hôn mê thì phải nói là đành chịu luôn, theo nghiệp. Tức là bây giờ phải đoán định theo cái nghiệp họ là trước khi họ hôn mê họ làm thiện hay họ làm ác nhiều. Thì khi hôn mê đó cái Cái thiện ác nó sẽ cuốn họ đi vào con đường sanh tử mà mình không phụ giúp được. Khó, rất là khó phụ giúp đối với người hôn mê trước khi chết. Tại vì á, khi chúng ta chết á, chúng ta đang ở một trạng thái nào thì chúng ta thọ thân trung ấm ở trạng thái đó. Ví dụ như một người chết bị đứt tay chết rồi, họ mang thân trung ấm không có cái tay. Họ lũng bụng họ chết mang thân trung ấm lồi phèo. Nói vậy. Ra khi mà một vị mà giỏi về đạo lý thì họ có thể khai thị trong đám tang đó đó. Họ nói cho người chết biết là ông là cái người lành lặn hoàn toàn, không có bị đứt tay, không bị đứt chân, không bị cụt giò. Thì cái thân trung ấm nó là cái thân của tâm thức tạo ra, mà tâm thức thì không có què quặt như cái thân vật chất. Để biết cách khai thị đó thì người ta nhìn lại ở mình không có què là có cái tay liền, có chân trở lại liền. Có người hôn mê trước khi chết thì họ ở trong tâm thức mê mẩn, mù mờ, rất khó khai thị. Rất khó khai thị. Thì cái này chỉ còn có cái nghiệp của họ phải chịu thôi. Tức là bây giờ trước khi mà họ chết, họ thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều là họ theo cái chuyện này. Thật ra chúng ta cũng còn có một cái trước khi hôn mê là sống tốt không? Trước khi hôn mê là sống thiện để chúng ta tạo cái phước báo sẵn đó đi. Rồi tới hồi hôn mê thì cái đó nó đẩy mình đi. Chứ còn cái người xung quanh là phải thực sự rất là khó. Chỉ trừ trường hợp có một cái vị đại thiền sư nào đó đủ sức để đập vỡ cái mê này thì chuyện này rất hiếm có. Một cái vị nào đủ năng lực. Chứ còn tụng kinh mà bái sám mà cầu siêu mà nói cái người mê này mà được tỉnh là khó lắm, vô cùng khó lắm. Chỉ có bậc mà đại tông sư á, đủ sức để phá cái mê đó, làm cho người này bừng tỉnh ra thì hy vọng cứu thoát. Mà người này thì hiếm lắm. Người này thì hiếm có trên đời. Câu hỏi thứ hai là các thầy thường hay giảng với Phật tử rằng ở đâu có đau khổ, ở đó có đạo Phật xuất hiện. Ở đâu có đạo Phật xuất hiện thì ở đó sẽ được an lạc và hạnh phúc. Vậy từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm rồi. Cũng có nghĩa là đạo Phật ra đời ngần ấy năm. Thế mà trong kinh sử để lại cho thấy đạo Phật chỉ xuất hiện và phát triển ở phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa. Còn các phương khác thì chỉ xuất hiện các tôn giáo khác, hoặc là có nơi trong truyền thuyết để lại họ chỉ tôn thờ các vị thần linh mà không hề có đạo Phật xuất hiện để có thể giúp họ vượt qua đau khổ của trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát. Ở trong kinh thì nói đạo Phật xuất hiện để có thể cứu khổ, đem lại niềm vui cho chúng sanh. Người này thắc mắc là đạo Phật hay quá, tại sao không có lan khắp thế giới đi mà có nước này hoặc là nước kia. Hoặc là bây giờ có đạo Phật rồi mà chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. Cái câu nói này giống như ngày xưa á, là có một người hỏi Đức Phật, hỏi tại sao mà đạo Phật là cái đạo giải thoát như vậy mà chúng sanh còn làm mê mãi trong sinh tử. Đức Phật nói là bây giờ ông bắt đầu ông đi hỏi 10 cái nhà, 10 gia đình á. Ông hỏi, đặt câu hỏi này ra, và nếu người ta trả lời thì ông ghi sổ ông đem về cho tôi. Sau khi hỏi 10 gia đình rồi đem lại tôi sẽ giải thích cho ông. Thì bây giờ đặt câu hỏi thử là chúng ta có muốn giải thoát chưa? Hay là ví dụ bây giờ cái đạo Phật là cái đạo giải thoát rất là hay, tại sao quý vị không có giải thoát mà còn làm chúng sanh? Thì người ta trả lời là sao? Tôi nói thiệt với chị, tôi cũng muốn tu lắm, nhưng lúc này tôi bận rộn quá, tôi còn chuẩn bị làm ăn cái này, chuẩn bị làm ăn cái kia, tôi còn là 2-3 đứa con nó học chưa xong, rồi chồng tôi đang có vợ nhỏ, tôi chưa có giải quyết hết. Nó đủ thứ chuyện trong đó. Đó. Rồi đó là một người trả lời, rồi người kia có hoàn cảnh khác, người nọ có hoàn cảnh khác. Cho nên đạo Phật thì rất là hay, nhưng mà tại vì mình bận làm chuyện khác chưa chịu tu giải thoát, thành ra là mình không được giải thoát. Thì cũng vậy, tất cả chúng sanh nước này, nước kia, nước nọ là họ còn đang muốn cái gì chứ họ đâu muốn giải thoát đâu. Không, chính bản thân mình là Phật tử nhưng mình còn rất là nhiều lý do, phải không? Thậm chí cả vô đây ngồi nghe Pháp buổi sáng thôi là có người tới nghe không được vì lý do rất là bận rộn. Buổi sáng này tôi đang còn hẹn một cuộc hẹn này, nếu mà nó trễ một chút là mất tới mấy tỷ bạc mà nghe giảng là đâu có gì đâu. Nên tôi phải chạy về để giải quyết vụ đó, mà có rảnh thì chạy vô tôi nghe, ví dụ vậy. Thì đó là chúng ta còn rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều lý do để chúng ta không đến được cái đạo giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là đạo giác ngộ giải thoát không đến với mình, đã có rồi, sẵn hết rồi. Bây giờ muốn giải thoát hay không là chuyện của mình. Bây giờ muốn tu giải thoát á thì phải làm sao dứt trừ cái ái nghiệp, ví dụ như vậy. Nhưng mà Khi mà tình cảm sôi động lên rồi bỏ không có được. Uổng. Đang nhớ người này thấy hấp dẫn quá, nhớ người kia thấy quyến rũ quá, mà bây giờ mình kêu mình dứt trừ tình cảm để mình tu tập giải thoát, mình thấy nó khó chịu trong lòng á, thấy nó ấm ức lắm. Thì thôi để tôi yêu xong trận này đi rồi tính. Rất là nhiều lý do. Thì mỗi một người đều có một lý do để từ chối cái đạo giác ngộ giải thoát, cho nên người ta không có được giác ngộ. Chứ đừng có nói thừa là đạo Phật không đến với họ, có hết rồi, nhưng có điều là chúng ta chưa chịu tới. Câu hỏi thứ ba: cầu nguyện hồi hướng bố thí trong các bữa ăn uống hàng ngày mà thân không được sạch sẽ, không ăn mặc tề chỉnh, người nam giới thì cởi trần thì có nên không, mong thầy chỉ bảo. Thật ra thì trước cái bữa cơm á, chúng ta không nên ở trần, rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm trời ban cho mình, mà mình không có coi trọng á, thì lần lần mình sẽ không có. Cho nên trước bữa ăn là chúng ta nên trang nghiêm, mặc áo đàng hoàng, chứ đừng có cởi trần ăn cơm là không tốt. Dù rất là nực nhưng mà cũng phải mặc áo vô. Này, cái gì mà chúng ta coi trọng thì cái đó nó sẽ tiếp tục có với mình, mà cái gì chúng ta coi thường là nó sẽ ra đi. Không, nói cơm là một điều rất là quý, mà chúng ta không coi trọng để chúng ta ăn thì không tốt. Thật ra khi mà đối trước các bữa ăn hàng ngày mà chúng ta nên trang nghiêm trước bữa ăn như một buổi lễ quan trọng của chính mình, thì đời đời cái phía chúng ta không bao giờ bị thiếu đói. Đó là nhân quả. Nhân quả, tại chúng ta coi trọng nó quá, chúng ta quý nó thì nó có ra đi, nó cũng trở lại với mình. Nhưng mà mình không quý cái gì rồi ra đi đi luôn rồi, trở lại ổng đâu có quan trọng gì với mình đâu, trở lại làm gì. Cho nên tất cả những người ở trần ăn cơm luôn luôn là sẽ có nhân quả thiếu cơm thiếu áo. Bữa cơm là một cái gì hết sức linh thiêng của chính mình á, thì quý vị sẽ thấy đặc biệt tất cả những người mà có một cái đời sống vật chất tốt, trước bữa ăn họ trịnh trọng vô cùng, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta vô chùa thấy quý thầy ăn cơm phải mặc áo tràng, vì lý do đó quý thầy rất là quý cái bữa ăn này. Vì tất cả những công sức của rất là nhiều người dân đến, cho nên là Phật tử vô chùa chúng ta cũng vậy, mặc áo tràng ăn trơm đã thể hiện được cái lòng kính trọng của mình đối với mọi cái. Cái thứ hai nữa là những người hiểu biết thì họ thấy được cái giá trị của một hạt cỏ tương đồng với trăng sao trời đất này, không có cái gì đáng khinh miệt coi thường cả. Huống chi là hạt cơm mình ăn để nuôi sống thân mạng này. Để người nào mà coi thường bữa ăn mà có một thái độ không tốt trong bàn ăn thì rất là nguy hiểm. Cái câu hỏi tới tiếp là nhờ thầy giảng Tuệ Trung Thượng Sĩ sống không mục đích, tùy duyên, xuất cảnh, nhưng thường tình cuộc đời nếu sống không mục đích thì người đời lại chê là sống thừa, sống vô tích sự. Vậy thế nào là đúng? Kính mong thầy chỉ dạy. Trong cái cuộc sống á, chúng ta thấy cái người mà gọi là sống gì hồn nhiên vô tư á, nó có hai dạng. Mà đa số những người trí thức thấy những người hồn nhiên đều chê họ là người dốt. Sống mà có cái mục đích này giống như là chúng ta sống mà phải có danh có phận ở đời để đời quan trọng mình, ví dụ vậy. Đó là mục tiêu sống làm đẹp của đời này. Còn cái người sống mà không mục tiêu, họ không muốn làm đẹp cuộc đời này, tức là không phải vì có danh có phận trong trần gian này, mà họ vì cái khác rồi, cao thượng gấp 1 tỷ lần của cái làm nổi danh nổi phận trong đời này. Không phải là chúng ta có tích sự trong đời này là chúng ta giỏi. Đó là mục tiêu sống của một cái đời ngắn ngủi. Còn cái người sống mà không tích sự như Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không có nhắm ở trong cuộc đời thường tình, mà Ngài đang sống với một cái gì không thể đổi được trong trần gian này. Một phút giây của một người vô tích sự giá trị bằng hàng tỷ cái đời sống hiện tại của chúng ta, dù chúng ta là ai. Chứ không phải được vô tích sự Tuệ Trung Thượng Sĩ là dễ rồi. Không. Nhưng mà một mặt khác chúng ta thấy đến cái chuyện mà một cái người sống vô tư hồn nhiên á, thì thế gian này cho là dốt. Nó có hai mặt. Một người sống vô tư á mà trưởng thành khác với một người sống vô tư hồn nhiên của một đứa bé. Nhưng chúng ta thấy trên gương mặt một đứa bé thì hết sức là hồn nhiên vô tư, nhưng mà khi lớn lên rồi á, nó được học, nó được hiểu, nó được xông ướp bởi những cái kiến thức xã hội để nó bẻ cong sự vô tư nó đi. Thì bây giờ chúng ta là những đứa bé đang được xông ướp để mấy mươi năm rồi, chúng ta đầy ắp kiến thức, thì mình cho rằng mình hiểu biết, mình hết vô tư, hết hồn nhiên rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại cái lúc mà đang không còn vô tư hồn nhiên này của mình, lúc mà đang có kiến thức này của mình, thì mình sống an lạc hay mình đang bất an? Bất an hoàn toàn. Cho nên thiền sư thì thường là phải chết đi một lần để trở lại hồn nhiên vô tư, tức là bắt đầu trưởng thành. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là ở trong cái dạng này, tức là chúng ta phải sống sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời này để chúng ta hồn nhiên vô tư trở lại. Thì trong cái trong sáng hồn nhiên vô tư này, họ tròn đủ, họ không có mong cầu thêm kiến thức nữa, họ không còn mong cầu danh lợi nữa, họ không còn tìm cầu cái vật dụng trong trần gian này nữa, mà họ đã có một cái gì quá tròn đầy rồi, họ đã đủ quá rồi, cho nên không muốn thêm. Thì trở lại trạng thái hồn nhiên vô tư đó là đúng, là bậc thầy của hồn nhiên vô tư, là những người đáng tôn kính. Còn hồn nhiên vô tư như đứa bé thì vẫn còn thấy thiếu thốn khi lớn lên. Thì chúng ta là những đứa bé đã sống nhiều chục năm trong cuộc đời vẫn còn thấy thiếu. Chúng ta đã trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức cho cuộc đời này, nhưng mà nhìn lại chúng ta là những người đang tiếp tục để sinh xỏ ở trần gian này nữa. Chúng ta tiếp tục còn lang thang để sinh xỏ, sinh ăn trong lục đạo luân hồi này nữa, chứ chúng ta chưa có nghỉ. Như một người hồn nhiên vô tư như Tuệ Trung Thượng Sĩ là không còn sinh nữa, đã đủ rồi. Bây giờ chỉ còn ban phát thôi, chỉ còn cho ra, chỉ còn giúp đỡ người khác, chứ không có chỗ để thiếu, không có chỗ để tìm cầu thêm nữa. Mọi người vô tư là đạt tới cảnh giới này, tự tại tự do, không còn thiếu thốn nữa, chứ không phải là vô tư là vô tích sự đâu. Thầy bảo học thiền thì không cần hiểu, không cần cố chú ý để hiểu, cứ để tự nhiên. Vậy thưa xin thầy chỉ cho con làm thế nào để được hiểu? Có phải khi mình nghe thuyết pháp nhiều thì sẽ tự ngộ ra hay không? Tất cả những cái kiến thức đều dẫn thêm chúng ta đi vào con đường sanh tử. Cho nên hiểu có nghĩa là chúng ta tăng thêm kiến thức. Tăng thêm kiến thức tức là tăng thêm ý niệm sanh tử trong tâm mình. Cho nên là chúng ta muốn dừng cái cuộc sanh tử này thì chúng ta phải dừng sự hiểu biết lại, thậm chí phải chết đi cái hiểu biết này một lần để chúng ta tái sanh lại lần sau trở thành con người hồn nhiên vô tư như hồi nãy nói. Thật ra thiền, mục đích của các thiền sư, chúng ta dùng thiền sư có mục đích thì nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tất cả các thiền sư đến trong cuộc đời này đều muốn đập phá tất cả những cái hiểu biết và tri kiến vốn có trong đời này của mình, chứ các vị không muốn chúng ta tăng thêm. Vì các vị đã thấy rõ cái bệnh của kiến thức rồi, các vị thấy rất rõ cái bệnh của hiểu biết rồi. Đó gọi là bệnh chứ không có tốt lành gì. Thì các vị muốn chữa bệnh hiểu biết của chúng ta, muốn chữa bệnh kiến thức của chúng ta, các vị không cho chúng ta hiểu. Nhưng mà mình thấy rằng mình không hiểu thì mình sẽ sống không tốt trong cuộc đời này. Đối với cuộc đời này phải có kiến thức này là mình mới sống được, đối với cuộc đời phải có kiến thức kia chúng ta mới sống được, chúng ta phải có kiến thức nọ chúng ta mới sống được. Nhưng thực sự nếu một người không kiến thức thì cuộc đời này sống luôn luôn tốt. Có kiến thức chúng ta có thể bóp méo sự thật, nhưng mà không có kiến thức chúng ta sẽ không đúng với sự thật trong từng giây từng phút. Đó thì đời sống của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không có mục đích, không có kiến thức là như vậy, mà không bao giờ bị lỗi nhiều. Còn chúng ta có quá nhiều kiến thức rồi, nhìn lại để chúng ta sống bao lâu nay được cái gì? Chúng ta có thấy đúng sự thật chưa? Sống đến với sự thật chưa? Chưa. Vì do kiến thức nó đã ngăn chặn sự thật của chúng ta với cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở đây thì liền là cái bông cát tường, hoặc là chúng ta thấy nó là bông cúc. Thì đó là kiến thức của chúng ta trên bông. Thì vừa nhìn bông là cái kiến thức đó nó hiện ra để nó che chắn. Mình thấy bông nó đẹp cỡ nào thì mình không thấy cái đẹp của bông đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó là cái bông gì á, là kiến thức nó hiện ra để che chắn sự thật khi chúng ta tiếp cận đối với duyên cảnh. Lý do đó mà các thiền sư không muốn lột cái kiến thức màu của chúng ta ra đi, lột kiến màu chúng ta đang mang đi để con mắt chúng ta thấy tới tất cả vấn đề, để chúng ta tiếp cận được cái sự thật ngay trong cuộc sống này. Đó là lý do mà thiền sư kêu chúng ta đừng có kiến thức. Và chúng tôi cũng bắt chước mấy thiền sư, chúng ta kêu quý vị đừng có hiểu. Chúng ta hiểu thì nó đúng nhưng mà nó không phải. Hiểu thì đúng nhưng mà không phải. Cho nên là làm sao khi mà chúng ta nghe đạo lý, chúng ta học đạo lý, mà nhất là chúng ta học đạo thiền, thì chúng ta phải rơi rụng kiến thức, chết đi cái kiến thức, thì chúng ta mới có thể tương ưng và thông cảm. Cái sự tương ưng thông cảm đó không phải là sự hiểu biết, mà là khi chúng ta đã vượt tầm tri thức là chúng ta được dọt lên cao. Còn tri thức là chúng ta còn bị đè nặng ở tầng sâu của tâm thức, tức là ở tầng sâu của sanh tử. Nhưng mà kiến thức chết một phần, tức là chúng ta phá được một tầng vọng tưởng, chết được hai phần, chúng ta phá được hai tầng vọng tưởng, và chết hết kiến thức, chúng ta đã phá toàn bộ cái vọng tưởng để chúng ta dọt lên. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình, thì lúc đó được gọi là ngộ đạo. Còn kiến thức thì chúng ta còn ở những cái tầng sâu dưới. Cho nên con người của chúng ta học đạo, mục đích chính là chúng ta phá hết những cái tầng vọng chấp của mình, để chúng ta bước tự tại giữa trời không này. Thì lúc đó chúng ta tương ưng với pháp giới tánh. Thì không phải là hiểu nữa, mà là một sự tương ưng, khế ứng và thông cảm, chứ không còn là hiểu nữa. Hiểu hoàn toàn không đúng. Cho nên là muốn cho chúng ta nghe để chúng ta hết hiểu, nghe để chúng ta rơi rụng, nghe để chúng ta sạch trọi sạch trơn, không còn kiến thức nào, thì đó là cái con người đang học thiền đúng. Còn nghe để mà hiểu thêm cái này, nghe để mà biết thêm cái kia, tức là chúng ta đang đi sai đường. Thiền sư không có chỉ cho chúng ta về nhà để làm, không có. Không có vị thiền sư nào muốn cho chúng ta có một pháp để chúng ta tu, không có vị thiền sư nào dạy chúng ta một pháp để chúng ta hành, không có. Không có chuyện này xảy ra. Ai mà có một pháp để hành thì coi lại, coi chừng chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là đọc hết tất cả những cái vốn có của mình, không cho mình mang bất kỳ một kiến thức nào, mang bất kỳ một pháp tu nào, không cho chúng ta bất kỳ một hành trang nào trong sanh tử cả. Gỡ hết tất cả những hành trang để chúng ta chết lẹ lẹ ăn chút, chứ còn đi còn mang lương khô, còn mang nước uống là còn sống dai lắm. Phải hết lương khô, hết nước uống. Cái video này nó chắc chết rồi đó. Nó sắp chết. Nó chết liên tục. Đó là ra khi chúng ta học thiền nó có một cái gì khác với học kinh điển bình thường. Thì lỡ chúng ta phải ngồi trong cái pháp hội nói chuyện thiền, thì chúng ta cũng phải làm sao để cho mình tương ưng thì tốt hơn. Một câu hỏi nữa là gì mà sau khi người bệnh tắc hơi tại bệnh viện đâu để được 8 tiếng đồng hồ di dời, nếu di dời sớm thì có hại gì không? Thật ra thì trong kinh nói là sau khi chúng ta tắc hơi á, thì cái thân chúng ta nó còn có một cái cảm giác đau, từ 8 tiếng tới 12 tiếng đồng hồ nó mới hết. Thì khi đó nếu mà người ta chạm tới thân của mình á, thì mình sẽ bị đau, và cái tâm thức sẽ bị sân hận á, sẽ không tốt cho cái người chết đó. Nhưng mà rõ ràng tắc hơi trong bệnh viện họ đâu để yên cho mình 8 tiếng đâu, họ bắt mình giờ đi liền, thì đây là cái khổ. Cho nên trong lúc chúng ta dời đi, cố gắng là đừng có bồng trực tiếp, mà phải khiêng bằng chiếu, hiểu không? Khiêng bằng chiếu để cho cái thân của người chết không bị chạm đau nhiều. Cố gắng là phải nâng niu người chết trong giai đoạn đó, đừng để cho họ bị đau, phải nâng niu thực sự á. Chứ là lúc đó mà vô khóc và đập đầu, vô bụng, vô chân, vô cái là rất là nguy hiểm cho cái người chết. Và nếu bóc bằng tay để mà khiêng thì họ sẽ bị xúc chạm rất là đau. Do đó là cái người mà bị tắc hơi trong bệnh viện là chúng ta cố gắng cuốn chiếu, gọi là xin luôn tấm bạc đó đó. Cái tấm bạc đó mình mua tiền, bác sĩ mua đứt cái tấm ga trắng đó đó, để mà nắm 4 cái đầu tấm ga mình ghim đi, để cho cái người chết không đau trong trước 12 tiếng đồng hồ, thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta ẩm, chúng ta bồng cái người chết đi trong giai đoạn đó thì không tốt lắm. Nếu mà mình tu tập, mình dụng công, mình ngồi thiền, mình nhập định mà ngộ đạo á, thì khác. Còn lần này Ngài Hương Nghiêm là không phải do công phu tu, và do cái sự dao động tới lui, tức là sự biến chuyển nơi tâm thức của Ngài, mà Ngài nhận ra được con đường xưa. Ý cái bài kệ là như vậy. Tức là khi tâm nhờ cái sự dao động của cả thế gian này, chứ không phải là nơi tâm thức nữa. Tức là sáng nắng nhạt, thì trưa nắng gắt, rồi chiều mát dịu, hoặc là gió thổi có lúc dày lúc khác, hoặc là thời gian thay đổi sáng trưa chiều, vân vân. Tất cả những sự dao động trong trần gian này á, nhờ sự dao động đó, nhờ Ngài sống